ào môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 986, hoa hồng. Bệnh viện. Thanh Bình cùng Mỹ Linh ngồi trước máy tính bên trong phòng bệnh, nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ tư liệu nhân viên phòng ăn Hải Dương, đem tư liệu của mỗi người chuyển đến kho dữ liệu toàn cầu, tiến hành kiểm tra đối chiếu triệt để thân phận. Hai tròng mắt của các cô nhanh chóng lưu chuyển, rốt cuộc nhìn thấy nội dung tư liệu của thuần thú sư. Trong đó có hai thuần thú sư, đều có bối cảnh gia đình thuần khiết là hai cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thanh Bình nhanh chóng chuyển đến hồ sơ một thuần thú sư thứ ba, gọi là Lưu Khải, màn hình máy tính lập tức hiện ra tấm hình một người đàn ông, cao khoảng 1m80, thân thể cường tráng, có cảm giác u ám không phải người bình thường. Lúc này, hai con mắt hắn vô cùng thấu đáo, trên người mặc bộ đồ lặn màu đen, hai tay để trên đầu nhìn về phía trước, mái tóc ướt súng, gương mặt hiện lên dưới làn nước càng cảm thấy lãnh đạm. Các cô nhìn thấy tấm ảnh này, nhíu mày kêu lên một tiếng. Thế nào rồi, lãnh mặc hàn mới vừa ngồi bên cạnh em gái, nhìn cô an ổn như chìm vào giấc ngủ say mới yên tâm, nghe thấy tiếng kêu kỳ quái của Thanh Bình liền đi đến bên cạnh cô, nhìn vào màn hình máy tính, nhìn kỹ người đàn ông trên màn hình, nhíu mày hỏi, thế nào? Thanh Bình quay đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn, nhanh chóng chỉ vào hình ảnh trên màn hình, người đàn ông này đang ôm đầu bảo vệ mình. Nói thẳng, tôi đã từng giao đấu với nhóm người dạ hành ở dưới nước, thiếu chút nữa còn bị cá mập ăn thịt. Khi đó tôi phát hiện, trong bọn họ có một nữ thợ lặn, cô ta sử dụng dao, chính là như vậy. Cô ta cầm dao trong tay, ngón cái và ngón giữa buộc chặt vào dao nhưng đầu ngón tay lại giấu vào bên trong. Có thể thấy được bọn họ có sức khỏe phi thường, thời điểm tập kích người khác, các đầu ngón tay có thể linh hoạt sử dụng như lưỡi dao. Lãnh mặc hàn nghe lời này, trong nháy mắt nhìn chầm chầm vào người đàn ông trên màn hình, các ngón tay đều được buộc chặt, đầu ngón tay lại giấu vào bên trong, Hai mắt của anh chợt lóe, vẻ mặt giận dữ, cắn chặt răng nói, cư nhiên lại có thể giấu vào sâu như vậy. Thanh Bình nhanh chóng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói chẳng lẽ hắn chính là nội gián trà trộn vào khách sạn Á Châu? Còn có đồng bọn nữa sao? Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lưu chuyển, lại nhớ tới một chuyện khác, lập tức nói, lập tức theo dõi phòng ăn Hải Dương, điều tra xem nguyên nhân hôm nay trưởng phòng của khách sạn Á Châu tại sao lại rơi xuống thủy cung. Vâng. Thanh Bình lập tức di chuyển ngón tay khởi động phần mềm thế giới lộng lẫy, bắt đầu gõ bàn phím, sử dụng mật mã xâm nhập vào hệ thống theo dõi giám sát của khách sạn Á Châu, di chuyển chuột nhấn vào phòng ăn Hải Dương, sau đó mở ra 12 camera theo dõi, rốt cuộc nhìn thấy hôm nay khi Hân Di đi ra từ phòng nghỉ, tay ấn chặt ngực, thở hồn hển đi về phía trước, giống như rất sợ hãi. Lãnh mặc hàn nhíu mày nhìn hình ảnh này. Audio điện tử võ tấn bền. Quyền Thanh nằm trên giường, tựa hồ cũng có thể mãnh liệt cảm nhận được hình ảnh này, không hiểu sao hô hấp càng lúc càng gấp, mắt liếm lại bắt đầu di động, ngón tay run run khẽ nhúc nhích. Thanh Bình cùng Mỹ Linh không hề phát hiện, cả hai đều đưa lưng về phía cô, ngón tay vẫn linh hoạt theo bước hân di đi vào cửa xuống thủy cung, nhìn cô ở bên trong không gian tối om, chợt phát hiện ra bình thường nếu trong bóng tối, có thể khởi động tia tử ngoại chiết xạ ra hình ảnh bên trong nhưng hôm nay lại không có. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng chuyển động, không bao lâu sau khi mà không nhìn rõ cái bóng đang di chuyển đó nữa lại nghe thấy một loạt âm thanh la hét hoảng sợ cùng với tiếng đập nước. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Thanh Bình nhíu mày nhìn thấy hình ảnh truyền đến tối om, không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, lãnh mạc hàn cũng khẩn trương nhìn màn hình hiện lên tối om, nói nếu như muốn phân tích hình ảnh rõ ràng mất khoảng bao lâu. Mỹ Linh tức giận thở hổn hển, dù đã được Tô Lạc Hoành truyền đạt lại tất cả nhưng vẫn mệt mỏi nói, "Đầu tiên chúng ta phải phân tích ra nguyên ảnh của Hân Di, thông qua khảo sát kết hợp với hình ảnh, tái hiện lại hành động, tất cả mất khoảng 30 phút." "Nhanh lên." Lãnh Mặc Hàn làm việc luôn rất nhanh chóng. "Vâng." Hai người Mỹ Linh cùng Thanh Bình bắt đầu nhanh di chuyển ngón tay, bắt đầu tiến hành phân tích trên màn hình máy tính. Lãnh Mặc Hàn thở dài sau đó đứng lên, nhìn hình ảnh trên máy tính, không hiểu sao nhớ tới Kỳ Gia Minh bình thường nhìn hắn vô cùng chuyên nghiệp cùng nhiệt tình, đối xử với nhân viên rất tốt, là một nhân tài hiếm có, bất luận là như thế nào cũng không thể xếp chung hắn cùng bọn người dạ hành. Hai tròng mắt của anh mãnh liệt lóe ra, nếu như có thể tùy tiện nhìn ra được hắn là gián điệp thì hắn đúng là không có năng lực. Anh lại xoay người, hai mắt nóng rực nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh, nghĩ chuyện hân gì bị rơi xuống thủy cung, chẳng lẽ là bởi vì cô đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thấy anh lập tức nhíu mày nghĩ lại tất cả chuyện này. Thanh Bình cùng Hân Di nhanh chóng di chuyển ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím máy tính, thông qua phần mềm phân tích, đem hình ảnh ở trạng thái tính từng chút phân tích ra. Lãnh Mặc Hàn bây giờ mới chịu xoay người, đồng thời thúc giục Thanh Bình cùng Uyển Linh, lại đưa mắt nhìn em gái của mình, rõ ràng cô nằm ở trên giường nhưng có vẻ rất bất an, thậm chí mắt liếm cũng di động, may mắn là trái tim không đập nhanh nên không dẫn đến nguy hiểm. Anh lập tức đi tới bên cạnh Uyển Thanh, nhẹ nắm hai bàn tay cô em gái khó khăn như vậy mới có cơ hội tỉnh dậy anh cúi người đau lòng kêu nhỏ em gái uyển thanh là anh giữa giấc ngủ say uyển thanh dường như nghe được câu nói này hai tròng mắt của cô lại di động trong con ngươi tràn đầy lệ những ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng hoạt động lãnh mặc hàn lập tức cúi xuống nhìn ngón tay em gái đang cố gắng hoạt động lập tức nhìn cô hỏi uyển thanh có phải em muốn nói điều gì hay không uyển thanh đeo mặt na oxy trên mặt nói không nên lời nhưng vẫn khẽ gật đầu ngón tay nhẹ dẫy khỏi bàn tay đang nắm của lãnh mặc hàn lợi dụng một chút sức nơi ngón trỏ viết vào lòng bàn tay anh hai tròng mắt lãnh mặc hàn lóe lên suy nghĩ một chút lập tức xòe bàn tay ra để em gái viết vào lòng bàn tay mình anh từng chút từng chút nhìn vào từng nét chữ mà uyển thanh viết vào lòng bàn tay anh viết xong chữ thứ nhất anh lập tức nói ra hồng uyển thanh nhắm chặt hai mắt tuy nhiên không thể tránh được sự đau đớn của cơ thể khi tỉnh lại nhưng vẫn tiếp tục di chuyển ngón tay viết vào lòng bàn tay lãnh mặc hàn. Không, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn nhíu chặt mi tâm. uyển thanh lại từng chút từng chút viết nốt chữ còn lại vào lòng bàn tay anh. Lãnh mặc hàn nhanh chóng chớp chớp mi mắt, nhìn chữ cuối cùng mà em gái vừa mới viết xong, anh ngẩng đầu nhìn cô kêu nhỏ, hoa. Hoa hồng. uyển thanh nhắm mắt khẽ gật đầu, nước mắt chảy xuống, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ mê man, nhẹ rũ tay xuống. Uyển Thanh, Lãnh Mặc Hàn thoáng cái khẩn trương cùng cấp thiết nhìn em gái lại chìm vào hôn mê, anh trong nháy mắt gấp gáp xoay người, nhìn đồ thị nhịp tim của cô không thấy dấu hiệu nào nguy hiểm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Lạc Hoành nhìn thấy tình hình Uyển Thanh không ổn định, nhanh chóng vọt vào phòng bệnh, nhìn thấy Uyển Thanh như đang ngủ say nhưng vẫn nhanh chóng kiểm tra một lượt cho cô. Cô ấy vừa mới tỉnh, nói xong lại hôn mê rồi. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Lạc Hoành đau lòng nói. Tô Thủy Kỳ trầm mặt không lên tiếng, bắt đầu cầm ống nghe lên tiến hành một số kiểm tra cho Uyển Thanh. Lãnh Mặc Hàn khẩn trương nhìn anh hỏi, em gái tôi có việc gì không? Không có việc gì, Tô Thủy Kỳ khẳng định nói. Lãnh Mặc Hàn lúc này mới yên lòng, thở phào, lại tập trung suy nghĩ về ba chữ mà Uyển Thanh vừa nói, thế nhưng bất luận anh nghĩ như thế nào cũng không có cách nào nghĩ ra được, đành phải buồn rầu nói, rốt cuộc hoa hồng là có ý gì? Tô Thủy Kỳ nghe lời này, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cũng nghi ngờ nói: "Hoa hồng, có ý gì? Đây là mấy chữ Huyền Thanh vừa nói cho tôi, tới bây giờ tôi vẫn còn không nghĩ ra." Lãnh Mặc Hàn nghiêm mặt nhanh chóng nói: "Tô Thủy Kỳ nghe xong trầm mặc một chút, hai mắt anh lóe ra mới nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, bình thường hoa hồng sẽ liên quan đến phụ nữ. Chẳng lẽ ý cô ấy chỉ phụ nữ? Một phụ nữ?" Lãnh Mặc Hàn nhíu mày nghĩ đến vấn đề này hai mắt anh lưu chuyển nói, ý của Huyền Thanh chính là người phụ nữ kia. Huyền Thanh lâu như vậy cho tới nay cũng chỉ tra ra một người, chính là Như Mạt. Chẳng lẽ chỉ Như Mạt, giữa Hoa Hồng và Như Mạt có quan hệ gì? Có lẽ đây là một gợi ý. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía lãnh mặc hàn, nói, muốn cậu dựa theo gợi ý là Hoa Hồng đi điều tra Như Mạt. Nhưng nó quá chiều tưởng, lãnh mặc hàn nhíu chặt mi tâm, lại tỉnh táo tự hỏi, em gái nói đến Hoa Hồng, là bảo mình nên tiếp xúc hay là không nên tiếp xúc, chẳng lẽ còn bí mật gì mà mình không biết. Lúc này, Mỹ Linh cùng Thanh Bình đã nhanh chóng phân giải xong hình ảnh của Hân Di, ngón tay nhấn Enter, tất cả hình ảnh tĩnh bắt đầu chuyển động. Sau đó các cô mở to mắt nhìn một màn này, bình thường các cô có thân thủ sắc bén cùng nội tâm ngoan độc, nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy, trái tim liền chấn động mà run rẩy, nổi hết da gà, không kìm được mở to hai mắt, thở hồn hền, kêu nhỏ, lão. Lão đại, Lãnh mạc hàn cùng Tô Thủy Kỳ nghe tiếng kêu này, cũng nhanh chóng xoay người nhìn hình ảnh này, hai tròng mắt chợt lóe. Sao sao tầng 2, phòng nghỉ hướng ra mặt biển, quả nhiên thấy những cơn sóng biển dập dờn, gió thổi một mảnh sóng biển thẳng dũng, gió biển lưu nhiên, mặc dù những ngôi sao đã biến mất nhưng những đám mây đen kia cũng mang lại một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Đường khả hình đi trước, thi ngữ cùng lạp lạp còn có tiên nhi đi phía sau, thong thả chậm rãi bước về phòng, vừa đi vừa có thể nhìn thấy con đường dài ven biển. Đôi song sinh cùng Đỗ Uy, còn có Khương Vĩ cùng đi phía sau, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra quan sát xung quanh, sau đó sẽ cầm bộ đàm lên nghe thông báo của nhân viên giám sát, đảm bảo xung quanh an toàn. Cảnh cửa phòng mở ra, một trận gió biển thổi tới, đường khả hinh bước vào trong phòng, liếc mắt liền thấy căn phòng này rộng gần 100 mét vuông, khắp nơi đều là những đồ dùng xa xỉ, những sợi dây hoa bằng vàng dòng chậm rãi bay trong gió, Phía trước cửa sổ sát đất hướng ra biển dựng một tấm bình phòng, tỏa ra hương thơm của gỗ đàn hương, bên trong là một chiếc ghế dựa màu tím. Đôi song sinh cùng Khương Vĩ, Đỗ Uy nhanh chóng đi vào bên trong, cầm thiết bị trên tay phân tích tình hình xung quanh, đôi song sinh lại đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh biển bên ngoài, máy bay trực thăng bay xung quanh, đến một con muỗi cũng không thể lọt vào, lúc nào bọn họ mới thả lỏng người, nhìn Đường Khả Hinh nói, "Đường tiểu thư, cô có thể vào trong nghỉ ngơi." đường khả hinh khẽ gật đầu hai tròng mắt lóe ra nhìn về phía thi ngữ mỉm cười nói tôi muốn ở một mình suy nghĩ một chút có chuyện gì sẽ gọi thi ngữ ngẩng đầu có chút do so dự nhìn cô một cái đường khả hinh lại mỉm cười gật đầu vâng thi ngữ đành phải lên tiếng trả lời cùng mọi người im lặng rời khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại trên con đường dài xuất hiện một bóng đen tưởng thiên lỗi đau lòng đứng trên đường nhìn vào của phòng chính là lúc đó cô cũng đứng trên đường dài tha thứ cho mình, khi đó sóng biển cũng dồn dập vỗ vào bờ. Cô gái này đã từng mặc một chiếc váy lụa mỏng màu đỏ hồng, đối với mình rơi lệ nói, tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng trong cuộc sống của tôi, tha thứ cho anh. Nghĩ tới câu nói này, hai chồng mắt anh ngấn lệ, lại nhớ tới thời khắc đó anh đính hôn cùng như mạt, trái tim anh như bị xé rách. Anh nặng nề thở dài một hơi, nhìn thi ngữ đứng giữ ngoài cửa, lạp lạp cùng tiên nhi cũng đứng một bên yên lặng chờ đợi, đôi song sinh cùng khương vĩ đi tuần tra anh im lặng không lên tiếng chậm rãi bước đến ánh mắt lộ rõ đau đớn càng lúc càng nóng rực tổng giám đốc đôi song sinh cùng khương vĩ đồng thời cúi người hướng về phía tưởng thiên lỗi thi nữ cùng lạp lạp tiên nhi cũng hướng anh khẽ gật đầu khả hinh không thoải mái sao tưởng thiên lỗi nắm chặt tay hơi nhíu mày nhìn về phía các cô vẻ mặt lo lắng hỏi vâng có lẽ là có chút không thoải mái nói muốn đến đón một chút gió biển Thi ngữ tôn kính lên tiếng trả lời. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu, sau đó nhìn các cô nói, mở cửa ra, tôi vào xem thế nào. Thi ngữ có chút e ngại ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cô dù sao cũng từng là quản gia ở nhà họ Tưởng, biết anh rất quan tâm đến Khả Hinh, liền do dự một chút nói, nhưng Đường Tiểu Thư nói: Muốn yên tĩnh một mình một. Tôi biết, tôi vào hỏi thăm một chút, nếu như cô ấy muốn nghỉ ngơi sẽ đi ra. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nhàn nhạt nói: thi ngữ vẫn còn chút do dự không kìm được lòng ngẩng đầu nhìn đôi song sinh và đỗ uy mấy người bọn họ đều im lặng không lên tiếng không đáp ứng cũng không gật đầu cô lại do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu nói vâng cô xoay người nhẹ gõ cửa phòng nói đường tiểu thư tổng giám đốc tưởng muốn vào thăm cô bên trong không có tiếng động dường như có thể cảm giác được một tiếng thở dốc thi ngữ đứng ngoài cửa chờ một lúc liền đẩy cửa ra nhìn thấy đường khả hinh nằm trên ghế dựa sau tấm bình phong phảng phất có tiếng thở dốc, cô muốn bước lại gần. Tôi thật sự muốn yên lặng một mình một chút, phía sau bức bình phong âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Thi ngữ có chút khó xử ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng có chút lo lắng liếc nhìn đường khả hinh một cái, mới xoay người nhìn thi ngữ nói, cô đi ra ngoài đi, tôi xem cô ấy xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thi ngữ yên lặng một hồi, thấy tưởng thiên lỗi có chút cương quyết, đành phải gật đầu lui ra ngoài, nhẹ đóng cửa phòng. Tưởng thiên lỗi thấy cảnh cửa kia vừa đóng lại, liền chậm rãi xoay người, hai tròng mắt nóng rực nhìn về phía thân ảnh đằng sau bức bình phong, trái tim của anh lại đập thình thịch, nhớ lại hình ảnh cô vừa khóc vừa nói tha thứ cho mình, tình cảm nơi đáy lòng anh lại cuộn trào mãnh liệt, muốn kiềm chế nhưng vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ấn khóa cửa xuống. chương 987, Kích Dục Phòng nghỉ Tiểu Nhu vừa mới từ phòng yến hội trở về, Bê đĩa bánh ngọt vị táo mà đầu bếp vừa mới đưa cho, nghĩ Lâm Bạch Bạch thích ăn bánh ngọt vị này, liền thật vui vẻ bê đĩa bánh chạy đi tìm cô, thế nhưng lúc cô chạy đến phòng nghỉ lại nhìn thấy Lâm Bạch Bạch vẫn còn đội mũ nồi ngồi xổm trên mặt đất, mở to mắt nhìn vũng nước nhỏ trên mặt đất. Bạch Bạch, cô đang làm gì vậy? Tiểu Nhu kỳ quái ôm táo đến gần Lâm Bạch Bạch, kỳ quái mở to mắt, cũng ngồi xổm xuống nhìn về phía cô hỏi. Lâm Bạch Bạch không lên tiếng, chỉ nhíu chặt mi tâm, nhìn vũng nước nhỏ trên trên mặt đất nói thẳng tôi cảm thấy có chút kỳ quái cái gì kỳ quái tiểu nhu nhìn lâm bạch bạch mở to mắt nhìn xuống dưới đất chính cô cũng quay đầu nhìn vũng nước nhỏ trên mặt đất kỳ quái hỏi ơ vì sao trên mặt đất có vũng nước nhỏ như thế này đã bao lâu rồi cũng không có người tới dọn dẹp tôi không cho phép các cô dọn dẹp nó đi lâm bạch bạch trực tiếp nhíu mày ngồi xổm trên mặt đất chừng lớn mắt nhìn vũng nước nhỏ kia Tiểu Nhu nghe lời này càng kỳ quái nhìn về phía này than thủy, nói có chuyện gì kỳ quái đâu. Lâm Bạch Bạch chừng nhìn vũng nước nhỏ này, cố gắng suy nghĩ vẫn cảm thấy chỗ đó không ổn thế nhưng cô cũng không thể nói nó không ổn ở chỗ nào. Rốt cuộc không ổn ở chỗ nào, tôi cũng chỉ nhìn thấy một vũng nước nhỏ. Tiểu Nhu nói xong, muốn vươn tay dọn những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ trong vũng nước. Đừng động vào, Lâm Bạch Bạch nhíu chặt mi tâm, vẫn cảm thấy trực giác của mình luôn chuẩn. Cô trầm mặc một hồi, trực tiếp lấy một chiếc bình thủy tinh nhỏ từ trong túi ra, sau đó vớt một chút nước từ dưới đất bỏ vào trong bình thủy tinh, dùng keo dán chặt nắp vào, sau đó dùng một sợi dây nhỏ màu đỏ buộc chặt vào chiếc bình, sau đó đeo lên cổ mình, nhanh chóng nói, "Nhanh lên. Bác Phúc vừa đến bệnh viện, chúng ta lập tức mang nước này đưa đến bệnh viện." "Vì sao?" Tiểu Nhu hỏi. "Đừng hỏi, nhanh lên." Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, liền kéo Tiểu Nhu chạy ra bên ngoài, Tiểu Nhu kêu một tiếng chiếc bánh ngọt rơi xuống mặt đất, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nghỉ. Bệnh viện, lãnh mặc hàn nhanh chóng cầm di động lao ra hành lang bệnh viện, vừa đi vừa vội vã gọi điện thoại cho Trang Hạo Nhiên. Một phòng bệnh khác, Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn đường trí long trải qua cơn kích động đã chìm vào giấc ngủ, như một người con trai nhìn cha mình ngủ yên ổn, thả lỏng như vậy, anh nở nụ cười chứa đựng bao yêu thương. Cảm giác được bên trong túi áo vét truyền đến từng đợt sung, anh liền kỳ quái đứng lên cúi đầu lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy người gọi đến là lãnh mặc hàn, anh liền xoay người, nhìn thấy đường trí long vẫn chìm trong giấc ngủ mới chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép cửa lại, liếc mắt nhìn hai người cảnh sát hai bên cửa mới đi về hướng cửa sổ sát đất, mới nhấn nút nghe, đáp, alo. Lãnh mặc hàn nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện, tay cầm di động vội vàng nói, thuần thú sư làm việc ở phòng ăn Hải Dương chính là gián điệp rất có khả năng kỳ gia minh chính là người chỉ đạo phía sau, phối hợp cùng như mặt âm thầm hành động. Vừa rồi Mỹ Linh cùng Thanh Bình phân tích tình huống trưởng phòng hân di suýt nữa bị cá mập cắn ở phòng ăn Hải Dương, cư nhiên phát hiện có một người đàn ông ẩn núp trong bóng tối, đem một vật nhỏ có ánh sáng màu hồng đặt dưới bể cá, lúc này lại bị cô ấy nhìn thấy nên người đàn ông kia trực tiếp ném cô ấy vào trong bể cá, để cho cá mập bơi lượn vong quanh cô tầm 15 phút sau đó mới vớt lên, làm cho thần trí cô ấy trở nên mơ hồ tôi phát hiện tình huống này tương tự với tình huống của Tuyết Nhi và chị của cậu. Trang hạo nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, giận dữ nhìn về phía trước, cắn chặt răng nói ý của cậu là. Nhiều năm trước, tình huống của Tuyết Nhi cùng chị của tôi là vì như vậy. Tương tự như vậy, những loại động vật như vậy nếu bị người khác sai khiến, sẽ quấy dày thân thể con người, gây nên cảm giác sợ hãi làm cho tâm trí con người trở nên mơ hồ. Nếu nặng sẽ trở nên điên cuồng còn nhẹ thì sẽ tồn tại một bóng ma, Tôi nghĩ khi đó, có lẽ Tuyết Nhi và chị của cậu phát hiện ra chuyện gì mới có khả năng gặp bất chắc như vậy. Lãnh mặc hàn nhanh chóng nói. Một trận phẫn nộ điên cuồng gào lên trong cơ thể Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên tia nguy hiểm, tay nắm chặt di động, gân xanh nổi lên, sau ót tê bút mất mấy giây, nhanh chóng nhớ lại tình huống nhiều năm trước, lập tức nói, vậy về sau lúc mẹ tôi ôm đứa nhỏ đứng trước mọi người tuyên bố vô sinh, cũng là do cô ta gây nên rất có khả năng là như vậy. Lãnh mặc hàn lập tức khẩn trương nói. Trang hạo nhiên tức giận đến cả người dường như muốn trong nháy mắt phá tan tất cả, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt di động trong tay, trên mặt nổi lên đằng đằng sát khí, lập tức nói, lập tức bắt kỳ gia minh lại rồi mau chóng tìm ra tung tích của thuần thú sư kia. Nhưng cái vật nhỏ có ánh sáng hồng kia là gì vậy? Lão đại, Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời chạy ra, nhìn về phía lãnh mặc hàn sốt ruột nói, đã điều tra ra vật nhỏ kia, là bom, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng xoay người, khiếp sợ nhìn về phía Mỹ Linh cùng Thanh Bình, trực tiếp nói, "Bom." "Bom!" Trang Hạo Nhiên kích động kêu lên, nghĩ đến hậu quả khi bom nổ, anh lập tức kêu to nói với Lãnh Mặc Hàn, "Không được." Tối hôm nay là yến tiệc mà các tinh anh về rượu đỏ trên toàn thế giới tụ họp lại, giới truyền thông trên thế giới đều quan tâm đến chuyện này. Nếu như lúc này phát hiện khách sạn Á Châu có chuyện gì nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn Hoàn Cầu bọn họ làm như vậy chính là muốn chặn đứng cửa ra nước ngoài của tập đoàn Hoàn Cầu. Lãnh Mạc Hàn lập tức nói, tôi lập tức thông báo đến người của phòng ăn Hải Dương. Không cần, Trang Hạo Nhiên lập tức ngăn lại, nói cậu lập tức phái người đi bắt kỳ gia minh lại cho tôi. Sau đó tìm ra thuần thú sư kia, còn về chuyện quả bom, tôi sẽ giải quyết. Không thể làm kinh động đến nhiều người, tránh làm cho mọi người khủng hoảng. Được, lãnh mạc hàn lập tức lên tiếng trả lời, sau đó muốn cúp điện thoại chờ một chút trang hạo nhiên thoáng cái gọi anh nhíu mày đứng một bên cầm di động suy nghĩ một lúc nói thẳng chúng ta cùng bọn họ đã giao đấu mấy lần họ không thể cứ gây nhiều phiền phức cho chúng ta chỉ vì mục đích như vậy tôi đang suy nghĩ có thể còn chuyện gì khác mà chúng ta không biết hay không còn có chuyện gì lãnh mặc hàn ép chính bản thân mình bình tĩnh phân tích trang hạo nhiên lưu chuyển hai tròng mắt ánh mắt lập tức lóe ra Nhớ tới chai rượu đỏ kia liền nhanh chóng nói, nói có thể là nhân dịp lúc rối loạn lẻn vào phòng yến tiệc điều tra xem thực hư việc rượu đỏ là như thế nào không. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt kịch liệt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt mây đen, nói thẳng cũng có khả năng. Cậu lập tức hành động, những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, áo khoác cũng không cần lấy, trực tiếp cầm di động đi ra khỏi hành lang bệnh viện vừa đi vừa gọi điện thông báo cho nhân viên nhanh chóng sơ tán khách khứa ra khỏi phòng ăn hải dương lại lập tức gọi điện cho cục trưởng cục cảnh sát nhanh chóng phái chuyên gia về bom đến đây anh nói xong tay cầm di động nhanh chóng đi xuống cầu thang nhã sở cùng lý doanh còn có thần phong cấp tốc đi lên phía trước nhìn anh trang hạo nhiên nhanh chóng ngồi vào ghế điều khiển xe ngẩng đầu lên lập tức ra lệnh cho bọn họ nói, hai người đi trước tôi lập tức trở về khách sạn Á Châu giúp đỡ lãnh mặc hàn bắt kỳ gia minh cùng thuần thú sư. Tôi sẽ đi sau. Vâng, thần phong cùng nhã mộng lập tức lên xe của mình. Lý Doanh than phận giống như cùng điệp y, vẫn đứng vững ở một bên, theo lời gian dò của Trang Tĩnh Vũ, thể chết cũng phải bảo vệ Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ nghiêm mặt nhìn cô một cái, liền không lên tiếng lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe như mũi tên mà lao đi lý doanh liếc mắt nhìn chiếc xe kia rời đi chính mình cũng lập tức lên một chiếc xe đua màu đen khác trong nháy mắt chiếc xe cũng lắc mình mà lao đi những cơn gió lớn cùng những ánh đèn đường ập tới trang hạo nhiên vừa nhanh chóng lái xe vừa cầm di động gọi điện thoại cho tưởng thiên lỗi chuông điện thoại phảng phất từ chân trời bên kia vọng đến phòng nghỉ cạnh biển lãng thanh thẳng dũng sức gió thực sự thật lớn thật lớn trong phòng trên bức bình phong kia những chuỗi hạt theo gió mà nhẹ nhàng lay động ánh mắt tưởng thiên lỗi nóng bỏng, cách một bước bình phong nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang nằm trên ghế dựa, lập tức cảm thấy lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tung, trong nháy mắt nhớ lại lúc trước anh và cô ôm hôn, hai con người của anh phiếm hồng, nặng nề thở dốc, lại nhớ tới chính mình vì như mặt mà muốn lấy đi trái tim của cô, ái náy, càng ngày càng cảm thấy ái náy. Một cơn gió mạnh lại thổi tới, đường khả hình cảm giác như lý trí của mình mất hết. Một khắc khi tiến vào căn phòng cô liền cảm giác được linh hồn mình như bị thúc đẩy, Cả cơ thể nóng ran, vô số hình ảnh đâm sâu vào tâm trí. Giống như hình ảnh người đàn ông cô yêu bỗng hiện lên, vươn hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô, làm cho cô đạt tới khoái cảm, cảm giác tê dại cùng vui sướng khi đâm thẳng vào cơ thể, sau đó cô cảm giác được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Cô lập tức khổ sở đè xuống cảm giác đáng sợ này, nhưng cả người giống như đã bị khống chế, dù cô không ngừng nuốt khan nơi cổ họng, hai tròng mắt vẫn mơ màng nhìn về màn đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ tất cả đều là mây đen rậm rạp, cô đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, rất tịch mịch, vì sao mình lại tới nơi này? Vì sao, lại tới nơi này? Tưởng thiên lỗi cách một bức bình phong nhìn thấy thân thể kia, hai con mắt trừng lớn, nuốt khan nơi cổ họng, kêu nhỏ, khả hinh. Cô nghe thấy tiếng kêu này, di chuyển cơ thể cách một tấm bình phong nhìn về phía thân ảnh mơ hồ trước mắt, không hiểu sao cơ thể cảm thấy nóng rực, mồ hôi chảy ra trên trán. Một cơn gió thổi tới, Làn váy dài màu tím nhẹ bay lên lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà, như ẩn như hiện, gợi cảm, mê người như vậy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy hình ảnh này, hai tròng mắt nóng rực. Một loạt âm thanh của xe điện vang lên trước cửa bệnh viện. Lâm Bạch Bạch chạy xe điện dừng trước cổng bệnh viện, đậu sát chân cầu thang, cũng không để ý đến Tiểu Nhu mà nhanh chóng nhảy xuống lao thẳng lên cầu thang chạy vào trong bệnh viện, vừa chạy vừa kéo dây giỏ trên cổ vừa la to, "Bác Phúc! Bác Phúc, bác Phúc!" khu phòng bệnh VIP. Bác Phúc đang chuẩn bị rửa tay, bước vào phòng bệnh chuẩn bị châm cứu lần thứ hai cho Uyển Thanh, lại nghe âm thanh lâm bạch bạch từ đầu hành lang kia chạy tới, tay giơ cao chiếc bình thủy tinh hết lớn, ông liền nhíu mày kêu to chuyện gì mà vội vã vậy. Lâm bạch bạch một bên thở dốc, một bên giơ cái bình lên trước mặt bác Phúc, thở dốc mặt đỏ tới mang tai, giơ cái bình lên trước mặt bác Phúc. Nói, bác nhìn xem cái này rốt cuộc là thứ gì. Cháu nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng cũng không biết là không ổn chỗ nào bác phúc nhíu mày đầu tiên là liếc mắt nhìn lâm bạch bạch một cái mới tiếp nhận cái bình mở ra cũng không sợ chết mà trực tiếp nếm thử một chút khẽ mím môi đây là cái gì lâm bạch bạch nhanh chóng hỏi đàn hương hoa bác phúc trực tiếp nhìn lâm bạch bạch nói đàn hương hoa bác xác định sao lâm bạch bạch kêu lên sợ hãi phải chỉ là một lượng nhỏ phấn hoa người bình thường sẽ không nhìn ra Bác Phúc trực tiếp đem cái bình đưa cho Lâm Bạch Bạch, nhíu mày nhìn về phía cô hỏi, một cô gái như cô lấy thứ này làm gì? Cô không biết đàn hương hoa nếu như ở cùng một chỗ với gỗ cây đàn hương sẽ khiến cho tâm trí mơ hồ, thậm chí còn có tác dụng kích dục. Lâm Bạch Bạch trợn to mắt lắp bắp nói, kích, 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 kích dục. Kích dục, Tiểu Nhu cũng đồng thời chạy tới, nhanh chóng chạy qua đây, nhìn về phía Bác Phúc khiếp sợ kêu to. Chương 988 cứu. Tiểu thư chúng ta phải mau chóng đi thôi chủ nhân đã đến sân bay chúng ta lập tức đi cùng ngài ấy tụ hợp ở đây tất cả giao cho chúng tôi tưởng thiên lỗi đã tiến vào nhiệm vụ của cô đã đạt được cô ta nắm chắc thời gian lại thúc giục như mạt như mạt cắn chặt răng hơi ngửa mặt run run kích động hai mắt ngấn lệ muốn ở lại nhìn một màn này nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp nên mặt lạnh xoay người trước một bước đi vào bên trong phòng thay đổi trang phục chuẩn bị thừa dịp trời tối rời khỏi khách sạn Á Châu, tất cả về tưởng thiên lỗi, đều vứt bỏ, từ nay về sau, chỉ vì báo thù. Phòng ăn Hải Dương Lý Tinh, trưởng bộ phận phòng ăn nhận được điện thoại, hai mắt cô chợt lóe, tức khắc cúp điện thoại, bước nhanh tới trước mặt các trưởng phòng khác, nhanh chóng truyền đạt lại, sau đó không bao lâu, Tổng quản lý Hoác Minh đã bộc lộ vẻ khẩn trương cùng cấp tốc, dẫn theo quản lý an ninh, còn có vài nhân viên an ninh mặc âu phục màu đen đi xuống phòng ăn Hải Dương, đã nhìn thấy Lý Tình Trầm mặc thông báo cho những đồng nghiệp khác, các cô mỗi người đứng giữa khách mời, toàn bộ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh không lên tiếng. Kỳ thực trong lòng đã rất sợ hãi nhẹ gật gật đầu. Hoắc Minh mặt bộc lộ vẻ tươi cười mà bình tĩnh, nhìn về phía khách mời đang hưng phấn dùng cơm, nói các vị khách mời tôn quý, tôi là tổng quản lý Hoắc Minh của khách sạn Á Châu, cảm ơn các vị hôm nay đã hạ cố đến phòng ăn Hải Dương dùng cơm, chỉ là vừa nhận được thông báo, phòng ăn có chút sự cố về điện, xuất hiện tình huống trục trặc. Kỹ sư của chúng tôi đã kiểm tra đo lường, sau đó có thể phòng ăn sẽ bị ngắt điện, vì lý do an toàn, cho nên phòng ăn Hải Dương chúng tôi tối nay đóng cửa sớm, đối với sự việc này tạo thành bất tiện đến mọi người, hết sức xin lỗi. Nhân viên phòng ăn nhao nhao khom lưng gửi lời xin lỗi. Các vị khách mời quay mặt nhìn nhau, đều mang theo thất vọng ồ lên, cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Để biểu đạt lời xin lỗi, cho nên chúng tôi quyết định, đêm nay các vị dùng cơm ở phòng ăn chúng tôi toàn bộ miễn phí, sau đó còn tặng các vị gói ăn uống trong 3 ngày, hy vọng các vị có thể thông cảm cho hành động thất lễ lần này của phòng ăn chúng tôi. Hoặc Minh nói xong, lại hết sức xin lỗi cúi đầu, xin tha thứ. Các vị khách nghe thấy tổng quản lý đã nói như vậy, đành phải nhao nhao thôi, mỗi người cũng có chút mất hứng để giao nĩa xuống, dẫn các bạn nhỏ nhao nhao đứng lên, nhân viên phòng ăn, trong nháy mắt nhanh chóng xin ý kiến đi ra ngoài. hoặc Minh cùng vài nhân viên khác nhau nhau trầm mặc đứng một bên, khẽ gật đầu, cho đến khách rời đi hết, Lý Tình nhanh chóng liếc nhìn tổng quản lý một cái, liền lập tức đi ra ngoài chăm sóc khách rời đi, đến trước sân khấu lấy gói ăn uống. Mau, quản lý an ninh đứng ở một bên, nhìn khách đã rời khỏi, liền tức khắc phân phó tất cả nhân viên, lập tức rời khỏi. Nhân viên phòng ăn Hải Dương, lúc này, mới lập tức sợ hãi run như cầy sấy chạy ra khỏi phòng ăn, nhao nhao kinh ngạc nghĩ sao có thể có bom. Ai bỏ vào? Một xe cảnh sát, trong nháy mắt thắng gấp trước đại sảnh khách sạn. Một phụ nữ, mặc sơ mi cùng với váy ngắn đen, mở cổ áo, thập phần thời thượng cùng gợi cảm, khí thế lạnh lùng, làm người ta không dám liếc mắt, năm người đàn ông mặc cảnh phục đen, theo sát phía sau, sách theo năm cái hộp đi xuống xe, quản lý đại sảnh từ trạch minh lập tức dẫn theo phó quản lý, nhanh chóng đi tới, nhìn về phía phụ nữ dẫn đầu này. Chuyên gia phá bom, Phương Di, cô nhanh chóng đưa ra giấy chứng nhận trong tay. Từ Trạch Minh hai mắt tức khắc sáng ngời, lập tức dẫn cô nhanh chóng đi vào trong, hai viên cảnh sát cũng bắt đầu khởi động chương trình mới nhất, mở ra thiết bị đo lường trong lòng bàn tay, chỉ cần có liên quan đến bom phát ra cảnh báo, cũng có thể kiểm tra ra được, cho đến khi bọn họ hắn đi tới tầng lầu, tín hiệu cảnh báo kia càng lúc càng mãnh liệt, chỉ thấy một người đàn ông dẫn đầu, lúc đi theo phương di về phía trước, phát hiện khách sạn tồn tại hai điểm sáng, một cái ở phòng ăn hải dương, một cái ở tầng lầu phụ anh ta lập tức nhíu mày nhanh chóng thông báo nói tổ trưởng tôi phát hiện có hai chỗ phát ra tín hiệu phương di trong khoảnh khắc xoay người nhìn về phía người đàn ông thập phần bình tĩnh nhíu mày nói hai chỗ vâng anh ta tức khắc lên tiếng trả lời lập tức thông báo tổng bộ hơn nữa cử thêm người qua đây trước tiên cậu tới phòng ăn hải dương tôi sẽ xử lý nơi khác cô nói xong tức khắc xoay người mặt lạnh đi về phía trước dài cao gót nện trên mặt đất trong nháy mắt liền sáng lên dụng cụ kiểm tra bằng da của mình, nó phát sáng lên, đến gần 10 tầng tường thủy tinh công nghiệp của khu bạch hổ kia, phát hiện thiết bị kiểm tra càng lúc càng sáng, mi tâm cô nhiều chặt, cũng không phát hiện ra, phía trước có một bóng người âm lãnh, đang bí mật nhìn chằm chằm cô. Tín hiệu truyền đến, hắn ẩn nấp trong bóng đêm, nhận được nhắc nhở, liền cắn răng, lại bình tĩnh đi về phía trước. Một chiếc xe thương vụ màu đen, hướng về phía khách sạn Á Châu vọt đến, Mỹ Linh cùng Thanh Bình bắt đầu nhanh chóng hoạt động ngón tay, chuyển nhập tài liệu về thuần thú sư, để hình thành đồ ảnh của hắn, bắt đầu thay vào hình ảnh trên khách sạn Á Châu, nhấn Enter, để cho phần mềm thế giới lộng lẫy, bắt đầu hoạt động số liệu nhanh chóng tìm kiếm, một chiếc Ferrari màu đen khác cũng như tên bắn, hướng khách sạn Á Châu lùi thẳng đến. Di động vào lúc này, nhanh chóng vang lên. Lãnh mặc hàn hai tay nắm chặt vô lăng, vừa lái xe, vừa liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, là điện thoại của Tiểu Nhu, hai chồng mắt anh lóe ra vì sự tình khẩn cấp vẫn không nhận điện thoại lại đạp mạnh chân ga lao thẳng về phía trước bệnh viện nghe điện thoại nghe điện thoại đi tiểu nhu thật khẩn trương cầm di động không ngừng nghe tiếng chuông kia chính là không có người nghe điện thoại lâm bạch bạch đứng một bên đều khẩn trương muốn chết nhìn tiểu nhu như vậy cô lại ôi trời một tiếng lập tức đoạt lấy kêu to cô không có sức hấp dẫn để tôi gọi cô nói xong lại trong nháy mắt nhấn số điện thoại của Lãnh Mặc Hàn, lại khẩn trương gọi anh. Hai cô gái nhỏ này cũng không biết còn có một tô thủy kỳ là nên thông báo nhất. Chiếc Ferrari màu đen, Lãnh Mặc Hàn không ngừng lái xe, vượt vài cái đèn xanh đèn đỏ, cũng ngang nhiên không đếm xỉa, lại nhanh chóng đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía trước, thế nhưng di động kia không ngừng vang lên, rồi lại vang, anh nghe thật sự là có chút sốt ruột cùng buồn bực, liền trong nháy mắt cầm di động lên nhấn nút nghe lập tức nói, Tiểu Nhu. Anh hiện tại không có thời gian cùng em trò chuyện. Chờ một chút, Lâm Bạch Bạch ôm di động, khẩn trương xé giọng quát to lên, đường khả hình ăn chúng thuốc kích dục. Két, chiếc Ferrari màu đen bỗng nhiên thắng gấp ngay giữa đường lớn. Lãnh mạc hàn mở to mắt, cầm di động, ngẩng đầu, thực sự khiếp sợ cùng không thể tin nổi kêu lên, cô ấy. Cô ấy, cô ấy sao có thể ăn thuốc kích dục? Cô ấy chính là ăn thuốc kích dục, thực sự. Lâm Bạch Bạch lại quát to lên, tôi xác định cô ấy nuốt phải xả hương hoa. Bác Phúc nói, lãnh mặc hàn trong nháy mắt cảm giác lòng bàn tay mình tê dại, thiên tính vạn tính, không tính được đường khả hình đang ở nơi nào, hai mắt anh chợt lóe, tức khắc cúp điện thoại, sốt ruột gọi điện thoại cho Thanh Bình cùng Mỹ Linh. Alo, Thanh Bình kỳ quái nhận điện thoại, nói, lão đại. Lập tức tìm cho ra khả hình cho tôi, điều động camera đến xem, thuận tiện liên lạc với mấy người thi ngữ, hỏi cô ấy hiện ở đâu. Nghe nói khả hình ăn thuốc kích dục, lãnh mặc hàn không chờ Thanh Bình có phản ứng, liền nhanh chóng cúp điện thoại, lại khẩn cấp gọi cho Trang Hạo Nhiên. Xe thể thao màu trắng, như tên bắn chạy về phía trước. Trang Hạo Nhiên tay cầm vô lăng, hai tròng mắt bộc lộ ánh nhìn kịch liệt, nhìn về đoạn đường phía trước mà chạy, vừa đạp mạnh chân ga, để cho xe nhanh chóng lao về phía trước. Thời khắc này, chuông điện thoại di động vang lên, anh liếc mắt nhìn là lãnh mặc hàn, liền trực tiếp nhấn tai nghe bluetooth vừa lái xe vừa cắn chặt răng bình tĩnh đáp ừm tôi nói với anh một việc anh ngàn vạn lần phải bình tĩnh tới trước rồi hãy nói lãnh mặc hàn ngồi trong xe thở gấp nơi cổ họng cầm di động bất đắc dĩ nói nói trang hạo nhiên lại nỗ lực vọt về phía trước ra lệnh ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép lãnh mặc hàn dừng lại một giây mới nhắm chặt hai tròng mắt trái tim bang bang đập nói khả hinh ăn thuốc kích dục két chiếc xe thể thao màu trắng thắng gấp ở ven đường gió lạnh vù vù thổi qua trang hạo nhiên cầm di động không hiểu sao cơ mặt co quắp dường như vẫn không nghe rõ câu nói kia cả người trong nháy mắt ngừng thở có chút không thể tin nổi nhíu mày cúi đầu nặng thở dốc hỏi cái cái gì lãnh mạc hàn thở mạnh hơn trên mặt bộc lộ nét nghiêm trọng sốt ruột nói khả hình ăn thuốc kích dục hiện tại không biết tình hình thế nào ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trang hạo nhiên trong nháy mắt tạm dừng hai mắt nhanh chóng lóe lên nhớ tới vừa rồi di động của tưởng thiên lỗi vẫn không có ai nghe trái tim trong nháy mắt cứng ngắc nhưng từng đợt lửa giận mang theo sát khí đằng đằng bỗng bốc cháy lên trên mặt anh bắt đầu co quắp toàn thân đều như bị lửa thiêu đốt nhếch môi hung ác mở miệng gọi như mạt chân ga trong nháy mắt điên cuồng lên đến 240 mã lực trang hạo nhiên gầm lên giận dữ đạp mạnh chân ga nắm chặt vô lăng, để cho xe cường liệt phi như bay. Đáy lòng đau như bị xé rách gọi, khả hinh. Phong cảnh biển, hai bóng người màu đen ái muội vẫn triền miên kề sát cùng một chỗ, dường như đã hôn môi. Tưởng thiên lỗi chậm rãi cúi người xuống, nuốt nơi cổ họng kiềm chế từng đợt cảm xúc và hưng phấn đang điên cuồng sông đến, lại nhìn cô gái dưới thân, mơ màng và mịt mờ nhìn chính mình, mồ hôi trên trán anh lại tuôn ra, vươn tay vuốt ve chán cô, vừa cởi bỏ âu phục của mình, bỏ qua một bên, hai tròng mắt nóng cháy cùng thâm tình nhìn cô, kêu nhỏ Khả Hinh. Đường Khả Hinh chớp đôi mắt đang mơ hồ, tưởng là Trang Hạo nhiên đang muốn đón nhận nụ hôn của anh, thế nhưng nghe thấy tiếng gọi kia, trong nháy mắt não cô bị kích thích, anh chưa bao giờ gọi mình ai oán, thua thiệt như vậy, lòng cô lại lạnh run, kiềm chế toàn thân đang khô nóng, nuốt một cái nơi cổ họng khô cạn, vô thức lại muốn tỉnh táo mở hai mắt ra, nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Lúc những cơn gió biển kia điên cuồng thổi đến. Dường như mang đi những trắng xóa trước mặt, cô rốt cuộc khôi phục một chút ý thức, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi, lòng cô bỗng nhiên lạnh buốt, thân thể trong nháy mắt lui về phía sau, muốn kêu to. "Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt đau lòng đem cô ôm vào lòng, hai tay ôm chặt hông cô, thâm tình hôn lên tóc cô, khát vọng nói, "Để anh ôm em một cái. Để anh ôm em một cái." Đường Khả Hinh bỗng nhiên sợ đến nước mắt lăn dài, muốn tránh thoát cái ôm của anh lên tiếng kêu la bất đắc dĩ tác dụng thuốc kia, làm cho đại não cô từng đợt tê liệt, hỗn thân vô lực ngã vào trong lồng ngực nóng cháy của anh, lại sợ đến mức thở dốc, hai tay cắn răng nắm chặt nắm đấm, toàn thân đầy mồ hôi, muốn đẩy anh ra, kêu lên, không muốn. Không muốn, tưởng thiên lỗi, không muốn. Khả hình, để anh ôm em một cái thôi. Tưởng thiên lỗi trong nháy mắt phá tan lý trí, đem cả người đường khả hình ép lên trên ghế dựa. Thi ngữ, tiên nhi, lạp lạp cùng cặp song sinh, còn có Khương Vĩ và Đỗ Huy vẫn nghiêm mặt đứng ở ngoài cửa chờ, tín hiệu đèn sáng vẫn kéo dài, nhưng không bao lâu sau, tay nghe của cặp song sinh cùng Khương Vĩ nhanh chóng chuyển đến giọng nói tín hiệu lúc 2 phút trước đã bị tín hiệu bên ngoài cắt đứt. Vừa rồi trong một phút đồng hồ, có 13 đường dây điện thoại bị gián đoạn, hiện tại hệ thống vệ tinh đang khẩn cấp khôi phục, lập tức bảo đảm an toàn cho đường tiểu thư. Cặp song sinh nghe lời này, tức khắc xoay người, không ngừng gõ cửa, khẩn cấp gọi đường tiểu thư cô có khỏe không thi ngữ cũng cảm giác được có gì đó không đúng liền lập tức xoay người nhìn về phía các cô hỏi chuyện gì xảy ra cặp song sinh không lên tiếng lại ngưng mặt nhanh chóng gõ cửa kêu to đường tiểu thư cô có khỏe không di động lúc này khôi phục lại tín hiệu tiểu vi tức khắc nhận điện thoại sau khi lên tiếng trả lời mới biết đường khả hình thì ra ăn phải thuốc kích dục cô một trận khiếp sợ tức khắc đánh rơi di động móc súng lục ra đi phía trước bang bang bắn ra, kêu to, đường tiểu thư ăn phải thuốc kích dục. Mau, mở cửa. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ trong nháy mắt lức muốn tiến lên, lại phát hiện phía trước cư nhiên xuất hiện một bóng người màu đen, đang hướng bên này nổ súng. Khương Vĩ trong nháy mắt phi thân bổ nhào về phía ba người thi ngữ, tiên nhi, lạp lạp, Đỗ Uy trái phải đạp mạnh lên tường, phi thân lên, lúc chân đạp đỉnh nóc nhà, đã móc ra súng lục, hướng về phía bóng người màu đen kia nổ súng, vô số máy bay trực thăng trong nháy mắt phi đến bang 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 tiểu vi cầm súng lục hướng trên cửa lại cắn răng dùng sức bang bang nổ súng cũng không biết cửa khách sạn á châu thì ra con mẹ nó kiên cố như vậy bỏ đi tiểu hà kéo chị mình lại đi phía trước một cước đá vào cánh cửa kia vẫn không nhúc nhích thang máy trong nháy mắt mở ra trang hạo nhiên bỗng nhiên từ bên trong thang máy kịch liệt lao tới nhìn thấy tiểu hà cùng đỗ uy đang xô cửa phía trước có bắn nhau hai tròng mắt anh nóng lên, hoàn toàn không đếm xỉa tình huống nguy hiểm này, tức khắc quát to một tiếng khả hình, liền mãnh thế kéo tiểu vi ra, cả người tung mình hướng trên cửa đạp mạnh, cửa hơi buông lỏng, anh lại dùng sức cắn răng nhấc chân đạp mạnh một cái, kêu to, khả hình. ầm um, cửa trong nháy mắt mở ra, trang hạo nhiên ngay lập tức vọt vào, tức khắc nhìn thấy tưởng thiên lỗi đang ép đường khả hình run rẩy sợ hãi khóc, dường như muốn hôn cô. Hai tròng mắt anh tức khắc nóng lên, cả người dường như cuồng sư, trong nháy mắt điên cuồng hét lên, kêu to, khả hinh. Anh thức khắc như mãnh thú, lao thẳng tới, trong nháy mắt nắm sau cổ áo tưởng thiên lỗi lên, đem ném sang bên cạnh, trong khoảnh khắc liền đằng đằng sát khí vung lên nắm đấm, muốn đấm thẳng vào mặt tưởng thiên lỗi. Hạo nhiên, lãnh mặc hàn chạy tới, nhìn về phía anh kêu to. Trang hạo nhiên trong lúc nhất thời, vẫn nộ tỉnh ngộ, nhìn thấy hai mắt tưởng thiên lỗi đang mê man, anh tức giận khẩn trương, cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm vang lên tiếng rắc rắc biết tưởng thiên lỗi bị trúng thuốc liền trong nháy mắt ném anh trên mặt đất quay đầu đau lòng ôm lấy đường khả hinh đang run run rơi lệ quỳ xuống trước mặt cô cúi nhìn đường khả hinh cả người run run rẩy rẩy lạnh lẽo sợ hãi khóc anh đau lòng cúi xuống hôn lên chán cô ôm chặt thân thể cô không ngừng đau lòng suốt ruột trần an nói không có việc gì không có việc gì chúng ta đi hạo nhiên đường khả hinh lại sợ hãi run rẩy trong ngực anh khóc lên khôi phục ý thức, vẫn rơi lệ nhắc nhở nói thiên lỗi. Thiên lỗi, kỳ thực, không có chạm vào em, anh ấy không có nghĩ như vậy, không có, vừa rồi có tiếng súng từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, anh ấy bổ nhào về phía em, là sợ em gặp nguy hiểm, muốn cứu em. Trang hạo nhiên nghe lời này, trong nháy mắt quay đầu, bất đắc dĩ mà kịch liệt nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi dựa vào tường, nặng nuốt nơi cổ họng, tiếp tục đè nén dược lực xuống, ngẩng đầu lên thở dốc. Tổng giám đốc tưởng, anh không sao chứ, lãnh mặc hàn tức khắc ngồi xổm xuống bên cạnh tưởng thiên lỗi, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi đầy mồ hôi, nặng nuốt xuống cảm giác khô nóng kia, lắc lắc đầu. Trang hạo nhiên khẩn cấp ôm chặt đường khả hình, cuồng nộ nhìn về phía những người đang chạy vào, mặt giận dữ như muốn giết người, hai tròng mắt sắc nhọn như đau, từng chữ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức. Đem như mặt bắt lại cho ta, đem tất cả mấy người đêm nay, toàn bộ bắt lại hết, ta muốn đem bọn chúng toàn bộ phanh thây vạn đoạn. Vâng, mọi người trong nháy mắt lên tiếng trả lời. chương 989, bụng. Bóng đêm, mây đen dày đặc, vây quanh vầng trăng kia. Tiếng sóng biển, ao ao, truyền đến. Cửa lớn phòng cảnh biển ầm ầm mở ra. Trang hạo nhiên ôm lấy đường khả hình trong nháy mắt từ trong phòng đi ra, nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt cường liệt run run kích động mà đau lòng. Hai tay cô vây quanh cổ trang hạo nhiên, tùy ý anh mạnh thế ôm lấy người mình, cảm giác như đang bay lên, dường như anh vẫn mang đến cho mình chút lãng mạn, lâng lâng. Tối nay cô không chút che giấu mở to đôi mắt mơ màng mà nóng cháy bởi tác dụng của thuốc nhìn về phía anh, dù cho đôi mắt rưng rưng, cũng vẫn tăng thêm phần gợi cảm và say mê của cô. Một cơn gió cường liệt bay đến. Đuôi chiếc váy dài bằng vải lụa mỏng màu lam đậm kia từ từ bay lên, vén lên đôi chân dài trắng nõn gợi cảm kia, dài cao gót màu bạc cùng với đầu ngón chân màu da mê người giải lụa mỏng lại nhẹ lướt qua gương mặt anh như ngón tay thon ngọc của mỹ nhân đang nhẹ phải gò má anh một trận mùi hương nồng đậm mê hoặc lòng người truyền đến trang hạo nhiên ngửi được mùi hương này trong nháy mắt bị đánh trúng trái tim cúi đầu nhìn cô đường khả hình cũng thở gấp dược lực càng lúc càng mãnh liệt hai tròng mắt lại dần chuyển sờ nát màu hồng nhìn về phía anh chiếc váy lụa mỏng nhẹ nhàng bay lên trong thế giới hai người triền miên cùng chu toàn trang hạo nhiên cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cô lúc hai mắt nhu tình ái muội đôi mắt đầy quyến rũ của anh tức khắc trở nên cướp đoạt cùng bá đạo hai tay không tự chủ siết chặt lại cách lớp váy lụa mềm mại cũng có thể cảm nhận được lớp da thịt nóng bỏng của cô tỏa ra mùi hương gợi cảm mà mê tình đến vậy lại một cơn gió nhẹ nữa lướt qua không chỉ cuốn lấy đuôi váy dài mê hoặc kia lên thậm chí còn nhẹ phất lên dải lụa mỏng đeo ở cỏ của cô mơ hồ có thể thấy được bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện Thi ngữ là nhân tài ưu tú tốt nghiệp nghị viện giáo dục lễ nghi châu Âu, đương nhiên không thể bảo thủ như những quản gia bình thường, tự có ánh mắt và thái độ thẩm mỹ của mình. Tối nay dây đeo váy dài của Đường Khả Hinh theo phong cách thiết kế của châu Âu cũng không xuyên qua ngực. Đường Khả Hinh mặt ửng đỏ, cảm giác được ánh mắt của anh rơi vào ngực mình, liền có chút kìm lòng không được đưa cánh tay trắng tuyết kéo mạnh cổ anh, mặt có chút xấu hổ dựa trên vai anh. lúc gió biển nhào tới, giải lụa mỏng kia lại đón gió nhẹ bay lên. Trang hạo nhiên cúi xuống, vừa vặn ở góc độ này của mình, có thể thấy rõ dưới bóng giải lụa màu lam là điểm hồng trên bầu ngực đầy đặn hoàn mỹ của cô. Hai mắt anh trong nháy mắt có chút kịch liệt, nhìn cô. Cô cũng hơi mở đôi mắt dịu dàng nhìn anh, có lẽ là dưới tác dụng của thuốc kích dục, hoặc có thể là xúc động, khiến cho cô nuốt nơi cổ họng, không hiểu sao muốn ngửa mặt, dán sát đôi môi đỏ mọng đầy đặn mê người của mình, muốn khẽ hôn lên môi mỏng của anh, trang hạo nhiên ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt cô như vậy, cũng muốn cúi xuống hôn cô. Cửa thang máy trong nháy mắt mở ra. Vitas trước một bước nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, khẩn trương mà lạnh lùng kêu to. Hạo Nhiên. Hai người trong nháy mắt dừng lại, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía thầy đã nhanh chóng đi ra. Đi theo phía sau là Tô Thủy Kỳ, Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Khương Vĩ cùng Đỗ Uy, cặp song sinh, Thi ngữ tất cả mọi người đều đã dừng lại phía sau Trang Hạo Nhiên. Tô Thủy Kỳ trước một bước, bước qua bên người Vitas nhanh chóng cởi áo khoác Âu phục của mình, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, trong nháy mắt đắp lên người cô, lại thần tốc dùng lực đem cả người cô ôm tới. Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh thoáng cái tựa trong lòng Tô Thủy Kỳ, lại ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên cũng mất mát cùng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhưng cũng hiểu được cách làm của Tô Thủy Kỳ, nhưng vẫn không nén được xúc động muốn tiến lên, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh. Hạo Nhiên Vitus lập tức mặt lạnh cất bước, đứng giữa hai người, lại nghiêm túc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói thẳng: "Trận thi đấu lớn sắp tới, cô ấy nỗ lực lâu như vậy, chờ đến ngày hôm nay. Con là một trong những giám khảo, không thể xúc động. Để cho cô ấy đi đi, lập tức cho cô ấy đi, nếu không, đợi một lát truyền thông qua đây, Jackson lại có đề tài để nói." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ mà kiềm chế nhìn về phía thầy, hai tròng mắt run rẩy kích động, hai tay nắm chặt cảm giác trong lòng hết đợt sóng này đến đợt sóng khác tuôn trào, nhưng cũng hiểu rằng, tạm thời không thể gặp mặt, anh rất mất mát đứng ở một bên. Tô Thủy Kỳ ôm ngang đường khả hình, xoay người, nhìn người này mất mát như vậy, cũng không khỏi xúc động nhìn về phía anh, nói, bất qua mấy ngày này, nhịn một chút đi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Đường khả hình điềm đạm đáng yêu cùng đau lòng nhìn về phía trang hạo nhiên, đôi mắt ôn nhu đẫm lệ, nhưng cũng hiểu rằng lúc này, phải tách ra. Đi thôi, Vitus nhanh chóng xoay người đi về phía trước, Tô Thủy Kỳ cũng ôm lấy đường khả hình xoay người đi về phía trước, cặp song sinh cùng mấy người thi ngữ cũng theo sau. Trang hạo nhiên trong khoảnh khắc ngẩng đầu, cấp thiết nhìn đường khả hình. Đường khả hình tựa trong lòng Tô Thủy Kỳ, lại tiếp tục ngẩng đầu, đau lòng không nỡ nhìn về phía trang hạo nhiên, muốn cho anh một chút tươi cười, nhưng vẫn không cách nào ức chế được cảm giác đau lòng muốn ở cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy, tại hành lang xa hoa cảnh biển này, phương hướng trái ngược, cách càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại đuôi váy lam đậm mất mát, trong gió nhẹ tung bay lên. Thời gian dừng lại, Trang Hạo Nhiên vẫn nuốt nơi cổ họng, đứng tại chỗ, nhìn về phía đường khả hình biến mất phía hành lang kia, nhớ tới vẻ mặt mất mát cùng đau lòng lúc cô vừa rời đi kia, nặng thở dốc. Lãnh mặc hàn cùng tô lạc hành, còn có lâm sở nhai tức khắc cất bước tiến lên, đứng phía sai anh, gọi, lão đại. Trang hạo nhiên nghe tiếng gọi này, sắc mặt dần thu lại, hai tròng mắt lại trong nháy mắt bộc lộ vô hạn sát khí, ánh mắt sắc bén, dường như dao nhỏ, đầy giận dữ nhìn về một phía khác, từng câu từng chữ, trầm lãnh nói, tình hình thế nào. Lãnh mặc hàn tức khắc nhanh chóng nói, Đỗ Uy cùng Khương Vĩ đã đuổi theo sát thủ người giả dạ hành. Hiện trường khách sạn đang có hai điểm có bom, hiện nay Thủ tướng đã cử chuyên gia phá bom đến, đang toàn lực tìm kiếm và tiến hành phá gỡ. Hoác Minh đã nhanh chóng dặn nhân viên, sơ tán khách. Trang Hạo Nhiên tức giận xoay người, nhìn ngoài khơi sâu thẳm vô bờ phía trước, hai tròng mắt kịch liệt lóe ra, cắn răng trầm lãnh nói: "Hoàn cầu mỗi lần nước sôi lửa bỏng, đều có thủ tướng và ủy viên chương giúp đỡ. Đó là bởi vì chúng ta ấn theo quy luật của trò chơi. Thế nhưng những người này, mỗi người đều phát điên, tổn thương chị và em gái tôi, còn đem em trai còn trong bụng mẹ tôi vô hình giết chết. Hôm nay lại còn muốn hủy hoại sự thuần khiết của Khả Hinh, đoạn tuyệt người nối dõi hoàn cầu chúng ta." không thể nhịn được nữa lãnh mặc hàn nghe trang hạo nhiên nói trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn anh mấy người tô lạc hoành cũng trong nháy mắt nghe ra ý tứ của những lời này liền ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên đứng trước hành lang trang hạo nhiên phẫn nộ như cuồng sư hai tròng mắt sắc bén cắn chặt răng nhanh chóng phân phó lập tức cử người đem tần vĩ nghiệp thẩm tra kỹ lưỡng cho tôi đem những quan chức công ty cùng hắn cấu kết chiêu dẫn ra tôi muốn từng người một trong bọn chúng hung hăng mà vạch trần ra qua nhiều năm như vậy, tôi đè nén, chưa từng vội vàng ra tay. Nhưng có một vài người, vốn muốn tự sát, tôi đương nhiên muốn thành toàn cho bọn chúng. Anh tối nay là thực sự tức giận, lửa nơi lồng ngực như muốn nổ tung, nắm đấm trong nháy mắt lại càng siết chặt, hai tròng mắt rét lạnh lóe ra. Tôi biết phải làm gì rồi, lâm sở nhai, tạo anh kiệt cùng với một vài quản lý sự vụ kinh tế chủ yếu của Hoàn Á, tức khác nói, chúng tôi lập tức rút lại tiền vốn hoàn cầu, đem tiền vốn bí mật điều động về nước, cho chúng tôi ba ngày, chúng tôi sẽ cắt đứt huyết hầu bọn chúng. chuyện này tôi phải từ từ cùng bọn chúng đấu, nhìn xem cuối cùng người không tuân thủ quy luật trò chơi sẽ có kết quả gì. Trang Hạo Nhiên lại phẫn nộ nghiêng mặt, hai tròng mắt tràn đầy sát khí phẫn hận, nói hiện tại có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Mọi người nhìn anh, Trang Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, tiếng rắc rắc vang lên, ngửa mặt thở dốc, lóe ra ánh mắt bén nhọn, cắn răng nói bắt như mạt đại sảnh khách sạn Á Châu. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ đã đuổi theo đám người dạ hành, còn Thanh Bình cùng Mỹ Linh đang nhanh chóng chạy tới bệnh viện bắt kỳ gia minh, lãnh mặc hàn tức khắc lại dẫn Tiêu Yên cùng Giang Thành, nhanh chóng phái người, thần tốc đi ra bên ngoài khách sạn, thể chết cũng phải bắt được như mạt. Chuyên gia phá bom bên phòng ăn Hải Dương, đang bắt đầu mặc trang phục phòng ngừa bom nổ rất nặng, đội nón che đầu màu đen, nhìn huấn luyện viên từ câu lạc bộ Á Châu cử đến, đang lặn xuống đáy nước, theo chỉ thị, bắt đầu vươn hai tay nhẹ đào cắt nhuyễn, quả nhiên thấy đèn một quả bom đang lóe lên sắc đỏ, mặt trên thời gian, còn lại khoảng 3 phút, cô ngẩng đầu, mở to mắt, nhìn về phía đám người tổng quản lý. Hoác Minh cũng khẩn trương đứng bên ngoài thủy cung, khẩn trương cùng nghi ngờ nhìn cô. Tầng lầu phụ, khu vực xem Bạch Hổ. Phương Di dừng bước chân, nhíu mày dừng trước lớp thủy tinh công nghiệp khu Bạch Hổ, nhẹ ấn tai nghe nói, 3 phút. Vâng. Phương Di trực tiếp đè điện thoại xuống, lại xoay người, nhìn nhân viên kiểm tra, đang cầm trong tay thiết bị, bắt đầu hướng về phía xung quanh khu thưởng thức bạch hổ chừng 300 mét vuông, tìm kiếm tín hiệu của bom, nhưng bọn họ đi tới đi lui, đều phát hiện thiết bị kiểm tra này lúc sáng lên, lúc lại ẩn, bọn họ nhíu mày nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xung quanh khách mời, đã được nhân viên khách sạn mỉm cười xin chỉ thị mời ra ngoài, từ trạch minh đứng chờ một bên, cũng khẩn trương đến mức đổ mồ hôi. Phương Di đứng ngay chính giữa, bình tĩnh nhìn một con bạch hổ lớn nhất trong đó đang bộc lộ thú tính sát khí vô hạn mắt lộ ra ánh nhìn tàn nhẫn cô lạnh lùng phân phó thuộc hạ nói đừng ta biết bom ở đâu hai viên cảnh sát lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phương di kỳ quái nói ở đâu rất kỳ quái thiết bị dò tìm cỡ nhỏ này khó khăn như vậy quả thứ nhất quả thứ hai đều tìm ra còn có một quả nữa thực sự phân tích không ra số liệu phương di trực tiếp nâng cầm nhìn về phía con hổ đờn ác nhàn nhã di chuyển kia, hai mắt sắc bén chợt lóe nói, ở trong bụng hổ. Hả, mọi người khiếp sợ kêu lên, chương 990, nghe nói. Trang hạo nhiên thay tưởng thiên lỗi chạy tới trước phòng ăn Hải Dương, Trần Tuấn Nam cùng Tô Lạc Hoành hai vị phó tổng nhanh chóng chạy tới tòa nhà bên cạnh, vừa vặn cũng nghe được câu nói này, lập tức khẩn trương kêu lên, trong bụng lão hổ trần tuấn nam tức khắc khẩn trương nhìn về phía ba con bạch hổ chân quý trong đằng sau bức tường thủy tinh công nghiệp lập tức nói ba con hổ trắng này là tượng trưng cho khách sạn á trao chúng ta ở vườn bách thú đây cũng chính là ký hiệu nó ngàn vạn không xảy ra chuyện gì từ trạch minh cậu lập tức gọi thuần thú sư đến đây cho tôi trước phải gây tê cho chúng sau mới nghĩ biện pháp đem bom trong bụng chúng lấy ra vâng từ trạch minh lập tức xoay người không kịp nữa rồi phương di không nói hai lời trực tiếp rút súng gây mê từ trong vali ra, nhanh chóng đi vào khu vực của hổ trắng, vừa đi vừa nói các người gọi bác sĩ gây mê qua đây, sẵn sàng chuẩn bị. Cô nói xong, người đã nhanh chóng vòng qua thủy tinh công nghiệp, đi vòng tới phía sau cửa vào, quyết đoán phân phó nhân viên công tác nói, mở cửa. Nhân viên công tác do dự khẩn trương nhìn cô. Không được, Trần Tuấn Nam nhanh chóng đi về phía phương di, khẩn trương kiên trì nói, cô không phải thuần thú sư chuyên nghiệp, cũng không phải bác sĩ gây mê, cô chỉ là chuyên gia phá đạn mà thôi trước không nói đến việc cô ưu tú như thế nào thế nhưng ở bên trong là ba con hổ cô có khả năng sẽ gặp nguy hiểm lời này vừa nói ra hai chuyên gia phá đạn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trần tuấn nam xem ra anh cũng không biết thân phận thật sự của phương di rồi phương di ngưng mặt nhìn về phía trần tuấn nam thanh âm kèm theo một tia sắc bén nói anh có biết quả bom giấu trong bụng hổ có uy lực như thế nào không nó có thể trong nháy mắt khiến cho con hổ đó thân xác nổ tung, huyết nhục mơ hồ, sau đó, toàn bộ những bức thủy tinh công nghiệp cao hơn 10 thước này sẽ bị vỡ nát, sau đó nữa thì cả tòa nhà thủy tinh này cũng sụp đổ theo, đến lúc đó có bao nhiêu người bị thương. Anh hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm sao? Tránh ra! Cô không nói thêm lời nào nữa, đã đẩy Trần Tuấn Nam ra, nhanh chóng cầm chìa khóa từ nhân viên công tác, mở khóa ra, chỉ nghe thấy tạch một tiếng, cánh cửa thủy tinh cuối cùng cũng mở ra, Cô ngay lập tức cầm súng gây mê, một mình đi vào trong. Sau đó cuộc phịch một tiếng đóng lại, đó là khu vực ba con hổ trắng hoạt động. Một vài nhân viên nữ nhìn thấy một màn này, đều khẩn trương trợn to hai mắt, che miệng lại, sợ đến thở cũng không dám thở mạnh. Trần Tuấn Nam lại càng gấp gáp hơn, đứng bên ngoài, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mọi người mắt cũng không dám nháy, tất cả đều lo lắng nhìn một màn này bên trong bức tường thủy tinh. Phương Di chỉ là cầm súng, đứng ở ngoài cửa ngưng thần 3 giây, liền trực tiếp kéo cánh cửa nặng tới 30 cân, chỉ nghe thấy phanh một tiếng thật lớn, cửa kia trong nháy mắt mở ra, cả người cô liền bình tĩnh xuất hiện ở trong phạm vi hoạt động của Bạch Hổ, bàn chân đạp trên cỏ dại cùng đá vụn, ngửa mặt nhìn về phía ba con hổ trắng. Ba con hổ trắng cực lớn, đang nằm nghiêng ở trước hòn đá nào đấy, nghe thấy trận tiếng vang này, trong nháy mắt ngẩng đầu, thú tính tàn nhẫn cũng theo đó xuất hiện, nhìn về phía Phương Di. Mọi người đứng ở bên ngoài, tất cả đều khẩn trương không dám thở mạnh nhìn một màn bầy, thậm chí có một vài nữ công nhân không dám nhìn cảnh này, chân mềm nhũn phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ ngồi xuống, sợ đến thở dốc. Trường cục cảnh sát lúc này cũng dẫn một vài chuyên gia gỡ bom khác nhanh chóng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng khiếp sợ không thôi, thuần dưỡng sư cùng bác sĩ thù y, bác sĩ gây mê vào lúc này khẩn trương đuổi tới. Bên trong khu vực Bạch Hổ, Ba con hổ trắng vẫn như cũ đứng ở ba hướng ngưng mắt nhìn về phía phương di, con hổ trắng lớn nhất dẫn đầu đứng ở đó, trong bụng có dấu bom mini, đang ở gần phía phương di nhất, híp mắt nhìn về phía cô, đuôi hơi phe phẩy, không nhúc nhích, dường như một bức tĩnh đồ, thậm chí bộ móng vuốt như thạch đá cũng giữ nguyên, thật không nhìn ra một điểm tư thế công kích nào cả. Phương di đếm thời gian, vẫn tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở lối vào, hai mắt băng lãnh không có chút nào sợ hãi, nhưng tay cầm súng gai tê, ngón tay đã bắt đầu chậm chạp bấm cỏ, nhìn chằm chằm vào bạch hổ đang im lặng đứng đầu, cô cắn chặt răng, trong lòng bắt đầu đếm, một, hai, đầu bên kia bạch hổ hung hãn, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ra sát khí đế vương, bộ lông trên người liền dựng thẳng lên, thân thể cong lại, nhìn chằm chằm phương đai con mồi này, một hồi giống to, lập tức phi thân lên, nhanh như chớp lao thẳng tới, hai con hổ trắng phía sau cũng như mũi tên lao vút tới. Phương Di trong nháy mắt ngẩng đầu, Nhìn bạch hổ dẫn đầu sẽ trong nháy mắt bổ nhào vào cô, cô giơ khẩu súng trong tay lên, hướng về phía bạch hổ dẫn đầu nổ súng. Ba con hổ trắng trong nháy mắt tới gần thân thể Phương Di, cắn xé. A, à, mọi người ở bên ngoài trong nháy mắt sợ hãi thét chói tai. Cửa phịch một tiếng đóng lại, ba con mãnh hổ hung hãn lao thẳng tới cửa thủy tinh, nanh vuốt cào loạt, lại không thu hoạch được gì, vẫn hận giống to phương di một mình đứng ở bên trong cánh cửa công nghiệp thủy tinh nhìn trần tuấn nam đang nhìn chằm chằm mình mắt chừng miệng há hốc trông thật ngu ngốc cô chỉ là lạnh lùng nhìn anh một cái liền bắt đầu đếm một hai ba bạch hổ dẫn đầu thú tính hung hãn điên cuồng lắc lắc đầu không lâu sau đôi chân liền hạ xuống cuối cùng té trên mặt đất hai cái đầu to còn lại cũng không lâu sau liền gục xuống tất cả thuần thú sư bác sĩ gây mê nhân viên kiểm tra đo lường liền nhao nhao vọt vào khu vực bên trong bắt đầu tìm kiếm quả bom trong thân thê con hổ dẫn đầu cuối cùng tra ra là bị vá ở bụng dưới mọi người liền nhanh chóng mổ bụng lấy quả bom mini ra mặt khác hai chuyên gia phá đạn tức khắc chạy vào khu vực bên trong bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm bom chuẩn bị phá giải phương di chỉ là ánh mắt nhàn nhạt dưới tình huống mọi người đang mắt lớn miệng to không chớp mắt nhìn mình lạnh lùng đi về phía trước xôn xao này, đây có phải là là nữ nhân không đấy? Tô Lạc Hoành nhìn thấy con gái nhà người ta xinh đẹp, lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. Phương Di đi qua đám người, nhíu mày liếc nhìn về phía Tô Lạc Hoành, mặt lạnh nói, thế nào, anh thấy tôi không giống sao? Nếu anh không phải là nam nhân, tôi liền không phải là nữ nhân. Tô Lạc Hoành lập tức không dám lên tiếng. Phương Di cũng chẳng buồn nói tiếp, đang muốn cất bước đi về phía phòng ăn Hải Dương, không hiểu sao lại cảm giác được phía trước có hai thân ảnh chợt lóe lên, lộ ra hơi thở ác độc hướng về phía hai đầu hổ bên trong. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng kia. "Tổ trưởng, bom đã hoàn toàn được hóa giải." Hai trợ thủ đi tới trước mặt cô, báo cáo. Cô đưa mắt nhìn hai người phụ nữ vừa biến mất ở phía sau đại sảnh, ánh mắt chăm chú thật lâu, mới gật đầu đáp ầm. Trong bóng tối, gió nổi lên thật lớn. Hai nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen trong tay cầm khay, khẽ cười đi về phía trước, nơi bước qua đều là nơi camera theo dõi không thể tới được. Bước tiến thập phần ổn định. Cô dừng lại trong bóng đêm, khẽ cười đi về phía trước, nhỏ giọng nói, chủ nhân còn có nửa giờ nữa, để đi ra sân bay, người của chúng ta đã chuẩn bị tốt để đón ngài ấy. Cha con hai người lần đầu tiên trong nhiều năm qua gặp mặt, tôi tin ngài nhất định sẽ rất xúc động. Như mặt mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, vừa cất bước đi về phía trước, vừa im lặng không lên tiếng. Cô quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kia của Như Mạt không chút biểu tình còn mang theo chút băng lãnh, cô do dự một hồi mới nói tiếp: "Tiểu thư, ngài không muốn đi ra sân bay đón người sao?" "Có thể không đi sao?" Như Mạt u lãnh nói xong, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước. Gió càng lúc càng lớn. Hai người hướng trung tâm khách sạn đi đến, chỗ đó hết sức náo nhiệt, tòa nhà với 30 tầng đều là khu vui chơi giải trí, quán phân phối xì gà, phòng bia, sàn nhảy lớn nhỏ vừa đều đủ thậm chí còn có vô số vũ giả, người khiêu vũ đang sôi động theo nền nhạc không ngừng nhảy múa, khách mời trong ngoài chiếm đến một nửa, thậm chí còn hội có vô số thân sĩ nước ngoài đến bản thành tham gia buổi đấu giá xa xỉ, là những túi sách phục sức thời thượng số lượng có hạn trên thế giới, châu báu, thậm chí là rượu quý nổi tiếng. Đều có mặt ở đây để bán đấu giá, cho nên vì hạn chế ở phương diện nào đó, một số vị khách ở đây không thể lộ diện liền an tọa ở tầng cao nhất, đều có máy bay trực thăng đưa đón. Bên cạnh sân bay là hồ bơi bích ngọc, dưới khí trời lành lạnh, chỉ có duy nhất một thân ảnh màu đen đang thong thả bơi lội. Đám người như mặt bình tĩnh đi ra bên ngoài tòa nhà náo nhiệt, nghe thấy đông đảo nhân viên đang bàn luận về chuyện gỡ bom vừa rồi, hai cô đều im lặng không lên tiếng, cất bước đi về phía trước, nhanh chóng đi vào con đường đã thiết kế sẵn, không phí tí công sức nào đã có thể trốn thoát khỏi camera, vòng ra cửa sau, qua phòng bếp huyên náo, trầm mặc đi vào thang máy dành cho nhân viên. Nhanh chóng nhấn vào tầng cao nhất Cô có nghe nói không Bên trong còn có hai nữ nhân viên Mặc đồng phục màu đen, ôm khay Ở nơi đó ấp a à ấp úng Một cô thấp hơn trong số đó nói Nghe nói khách sạn chúng ta có bom Ngay tại khu Bạch Hổ Thật không, khó trách lúc trước tôi muốn đi vào phòng thức ăn cho động vật Đều nói là đang tu sửa để đảm bảo an toàn không cho phép chúng ta đi vào Nhân viên còn lại kinh ngạc nói Trời ạ, à, nếu thực sự là như vậy vậy chúng ta không phải sẽ rất nguy hiểm sao đúng vậy đúng vậy nghe nói phòng ăn hải dương cũng có giọng nói của một nữ nhân viên khác lại lo lắng vang lên trời à thật đáng sợ giọng nói kinh hoàng kêu lên hai người như mà đứng ở phía sau đều im lặng không lên tiếng có một cô bé ôm khay xoay người nhìn về phía hai đồng nghiệp có cảm giác xa lạ này hỏi các người có nghe nói chuyện này không hai người như mặt cùng nhau mỉm cười nhìn về phía các cô ấy, trầm mặc lắc lắc đầu. Không có nghe nói sao, một cô gái khác cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía như mặt hỏi. Hai người họ lại nữa lắc đầu. Hai cô bé nghe vậy, cũng chỉ có chút kỳ quái quay đầu, lại làm nhảm nói về chuyện gỡ bom, nhưng ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra, Trần Mạn Hồng mặc đồng phục, vẻ mặt nhàn nhạt đứng ở ngoài thang máy nhìn các cô. Audio điện tử võ tấn bền Chương 991 cùng nhau. Quản lý bên trong thang máy bốn cô gái đồng thời hướng Trần Mạn Hồng tôn kính cúi đầu, gọi. Trần Mạn Hồng theo thói quen liếc mắt nhìn hai cô gái phía trước, vẻ mặt mấy phần phong tình đi vào thang máy, lo lắng quay đầu, nhẹ giơ ngón tay ngọc thon dài, nói, người còn chưa đi tới thang máy, đã nghe thấy mấy người trò chuyện bát quái, thảo nào quản lý Trần thường nói các người suốt ngày tiêu khiển đã không thể dùng được nữa rồi. Suốt ngày chỉ biết buôn chuyện những lúc như vậy còn không bằng đi học tập một chút gì đấy, không chừng xuân tới còn có thể xoay người một phen. Hai cô bé phía trước, nghe thấy lời này, khuôn mặt tức khắc đỏ lên. Như mạt nhàn nhạt đứng ở bên trong thang máy, hơi yên lặng cúi đầu, tịnh không có ý định lên tiếng. Thang máy tiếp tục đi lên, Trần Mạn Hồng đi đến tầng 28, cô nhẹ nhíu mi tâm, có vài phần buồn chán ngẩng đầu, nhìn cửa kính bên trong thang máy, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt, cô dường như cảm thấy có chút quen thuộc nhẹ nhíu mày. Mà người đứng cuối thang máy, lại trầm mặc đứng đó, mặt vẫn không chút biểu tình, chỉ là trên đầu ngón tay đã nhiều hơn một cây châm. Trần Mạn Hồng không ngừng nhíu mày, nhìn về phía cô gái bên trong thang máy kia, ánh mắt cô lập tức sáng lên, cười rộ nói, nha. Đây không phải là quản lý phòng ăn nhã các Úc Phân sao, cô thế nào lại tới đây vậy? Úc Phân mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, tôn kính nói, đúng vậy, Quản lý Trần hôm nay thật vinh dự được qua đây. âm uhm, Trần Mạn Hồng không hiểu nhìn thấy cô mặc đồng phục bình thường của nhân viên phục vụ, liền có chút minh bạch nhìn về phía cô ấy, cười nói hẳn là phạm sai lầm, xong lại bị ai đó phạt đi. Úc Phân nghe vậy, liền có chút lúng túng cười cười. Hai cô gái phía trước cũng nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Úc Phân, cười rộ lên nói, nguyên lai like cô vừa mới được điều qua đây, chẳng trách không biết chuyện gỡ bom. Các cô lời còn chưa nói hết. Mặt cũng đã đỏ hồng quay đầu lại, liếc nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Vẻ mặt Trần Mạn Hồng quả nhiên có chút tức giận nhìn hai người vô dụng này, không vui nói: "Tôi biết mà. Tôi biết ngay là trong khách sạn này có chuyện gì đều là mấy nha đầu chết tiệt các cô truyền ra ngoài mà. Khách sạn có bom, loại chuyện này các cô cũng có thể đi nói lung tung sao? Nếu để cho khách mời nghe thấy khiến cho họ khủng hoảng thì phải làm sao bây giờ? Lát nữa tôi phải nói cho quản lý của mấy người không miệng các cô lại mới được." Tôi muốn xem xem các cô cuối năm lấy tiền thưởng ở đâu ra." Hai nữ nhân viên phục vụ lập tức khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng khóc lóc kể lể nói: "Quản lý, xin lỗi chị, tôi sai rồi, ngài ngàn vạn lần đừng nói cho quản lý của chúng tôi biết, cô ấy đến lúc đó tức giận, thật sự sẽ cắt tiền thưởng của chúng tôi." Cửa thang máy ngay lúc này mở ra. Trần Mạn Hồng trực tiếp đi ra tầng 28, trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía hai nữ nhân viên phục vụ nghiến răng nghiến lợi dọa các cô nói, lần sau còn để tôi nghe thấy chuyện này, tôi liền lấy kim khâu miệng các cô lại, còn không cùng Úc Phân hảo hảo mà học một ít đi. Cô nói xong lại liếc mắt nhìn Úc Phân một cái, thế nhưng lại không hiểu sao lại nhìn thấy một nhân viên phục vụ cúi đầu, gương mặt kia. Cô híp híp mắt vừa muốn xác nhận lại. Cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại. Úc phân mắt nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, nhẹ thở vào một hơi, sau đó đến tầng 29, Hai nữ nhân viên phục vụ cũng đi ra ngoài, cô liền bình tĩnh lại nhấn cửa thang máy, đi lên tầng cao nhất để chạy trốn. Trần Mạn Hồng vẫn như cũ đứng ở bên ngoài thang máy tầng 28, nhíu mày nhớ lại người bên trong kia, càng xem lại càng thấy giống như mặt, mí mắt của cô nháy liên tục, lại cảm thấy không có khả năng liền lắc đầu nói, không thể nào. Cô ta làm sao có can đảm một mình tới nơi này? Cô vừa muốn cất bước đi về phía trước, thế nhưng giày cao gót lạch cạch hai tiếng, lại dừng lại đôi con người chấp động liên tục, liền lôi điện thoại di động ra, gọi đến số của quản lý tòa nhà, vừa chạy nhanh về phía hành lang, dựa vào ký ức, cô ta hẳn là đi lên tầng 30 đi, cô lập tức tay vịn cầu thang, khẩn trương chạy lên. Tầng cao nhất, sức gió thật mạnh, mây đen nhanh chóng bao trùm, tạo thành một vòng xoáy thật lớn, trung tâm giống như một cái hố đen, dường như có thể đem cả thiên hạ nuốt chửng vào trong cái thế giới hắc ám của nó. Máy bay trực thăng, đáp xuống sân cỏ thật lớn gần nhìn mét vuông, xung quanh là những bức thủy tinh công nghiệp cao tầm năm thước, bên trên cắm 12 lá cờ của khách sạn Hoàn Cầu, độc lập đón gió phiêu đáng, 10 vệ sĩ mặc đồng phục màu đen, đứng ở bên ngoài cửa sân bay, sau đó nghe nói có máy bay trực thăng qua đây, bọn họ liền cầm bộ đàm trong tay, dò hỏi đến thân phận khách mời, lai lịch của phi công, xác nhận xong mới, ân chuẩn cho máy bay trực thăng hạ cánh. Trần Mạn Hồng vừa nhanh chóng chạy đến tầng chót, vừa cùng người quản lý bên kia nói chuyện, sốt ruột hỏi, cô xác định, quản lý phòng ăn nhã các Úc Phân không có đến khu giải trí. Tôi đương nhiên khẳng định, tôi là quản lý, chẳng nhẽ tôi còn không xác định sao. Cô ta lúc nào thì bay đến đây, tôi thế nào lại không biết, quản lý khu giải trí, cũng là một người lưu loát, nhanh chóng nói. Trần Mạn Hồng mở lớn hai mắt, tâm phát lạnh, nhớ tới vừa rồi bên trong thang máy hai bóng dáng mơ hồ kia, nghĩ lại làm gì có ai có khí chất đặc biệt như người kia cơ chứ. Hai chân của cô mềm nhũn, cả người ngã ở cầu thang, di động trong khoảnh khắc rơi xuống dưới, âm thanh lột cột vang lên rồi im bặt, không biết là đã vỡ vụn ở cái tầng nào rồi. Cô lập tức sốc lại tinh thần, cũng không quản nhiều được như vậy, nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất. Một trận âm thanh ù ù của máy bay kéo theo cả bầu trời u ám hạ xuống, thanh âm ninh tai nhức óc vang lên, cuốn theo một cơn gió lốc, thậm chí làm cho mặt nước bên trong hồ bơi ngoài cửa kính cũng bị khuấy động, thân ảnh màu đen vẫn như cũ ở trong bể bơi vui chơi thỏa thích, trực thăng hạ xuống, ánh đèn xung quanh, tức khắc sáng lên, chiếu sáng cả sân cỏ, vệ sĩ đứng thành một hàng, cùng nhau tôn kính cúi đầu, hướng về khách mời biểu đạt sự tôn kính. Máy bay trực thăng cuối chậm rãi đáp xuống trung tâm mặt cỏ, cửa máy bay mở ra, thế nhưng lại không có ai đi xuống. Vệ sĩ lập tức cảm giác được có gì đó kỳ quái ngẩng đầu, Nhìn về phía kia máy bay trực thăng, lập tức ngẩn người, liền nhanh chóng đi về thân máy bay. Cánh quạt vẫn xoay tròn như cũ, phát ra từng trận tiếng vang thật lớn, đủ thấy nó thật sắc bén. Vệ sĩ tiến tới càng ngày càng gần, người dẫn đầu chợt cảm thấy không ổn, lập tức muốn nhấn nút báo động, thậm chí rút súng lục ra. Trong nháy mắt, bên kia bể bơi, lập tức nổi lên những gợn sóng mãnh liệt, một thân ảnh mờ ảo thanh lãnh, từ trong nước bay lên, mặc đồ lặn bó sát người trong nháy mắt sơ lên súng lục màu đen trực tiếp cách thủy tinh công nghiệp bang 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 nổ súng thanh âm thủy tinh vỡ vụn 10 vệ sĩ lập tức trúng đạn ngã xuống đất khuôn mặt ẩm ướt của người đàn ông lạnh lùng ánh mắt thú tính khát máu trực tiếp trượt xuống bể bơi bên này cùng người trong máy bay trực thăng hội họp như mặt cùng úc phân trong lúc đi lên tầng chót đã nhìn thấy hai người phụ nữ mặc trang phục màu trắng đi ra từ cửa máy bay hướng chính mình tôn kính gật đầu tiểu thư đi thôi Úc Phân tức khắc kéo như mặt hướng máy bay trực thăng đi đến. A, à, một giọng nữ truyền đến. Hai người bọn họ trong nháy mắt quay mặt sang, nhìn về phía người trước mặt. Trần Mạn Hồng cũng lập tức vào tới tầng cao nhất, nhìn thấy vô số vệ sĩ chúng đạn nằm trên đất, còn có nhìn thấy một như mà thái độ ngày xưa bình thường, giờ đang tàn bạo nhìn về phía chính mình, lòng của cô chợt lạnh lẽo, vội vã lui về phía sau một bước, nhìn không được kinh hô một tiếng. Tới vừa lúc, Úc Phân không nói hai lời, trong nháy mắt liền nhanh như chớp, trong tay xuất hiện đoạn đao hướng Mạn Hồng đang muốn xoay người chạy trốn chém xuống, đoạn đao đặt sát cổ cô, cô ta không nặng không nhẹ nói, nếu như không muốn chết, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Lưu lại con tin, sẽ an toàn hơn. Cứu, Trần Mạn Hồng bị dọa đến toàn thân phát run, hai mắt ngập nước, bị Úc Phân trực tiếp kéo lên máy bay trực thăng. Người đàn ông âm lãnh kia cũng trực tiếp đi theo phía sau như mặt, lên máy bay đúng vịt cửa lại nhanh chóng gọi, đi. Người trong buồng lái gật đầu, sau đó tay đẩy tay, chậm rãi để cánh quạt nhanh chóng chuyển động, sau đó tay kéo về phía sau, máy bay trực thăng liền cứ như vậy từ từ bay lên, từng chút từng chút một rời khỏi mặt đất, không lâu sau liền lao về phía vòng xoáy hắc ám trên bầu trời. Hai thân ảnh màu đen, trong nháy mắt xuất hiện. Nhã mộng cùng thần phong như báo đen hoang dã, đón gió lốc thật lớn, bước chân nhanh chóng đạp lên tầng bảo hộ, cùng nhau phi thân lên, Quát một tiếng, mỗi người vươn hai tay lập tức bám lấy thiết giá bên dưới, hai thân ảnh theo máy bay trực thăng bay lên mà lay động, lại vội vã cắn răng lấy ra súng lục Desert Eagle. Lãnh mặc hàn đứng ở khu quản lý trung tâm, thu được tin tức như trong dự đoán nói nhã mộng cùng thần phong, quả nhiên đuổi kịp như mạt, chỉ là hai người hiện nay đang đọ sức với đối phương ở trên trực thăng, anh lập tức phân phó tiêu yên cùng Giang Thành xuất phát, nói, đi. Máy bay trực thăng không ngừng bay lên, phòng lái lại nhanh chóng thông chi cho bọn họ nói dưới bụng phi cơ có người hai người phụ nữ áo trắng trong nháy mắt rút súng lục ra chuẩn bị rời khỏi chờ một chút như mạt ngồi ở bên trong khoang máy tối om nhìn về phía trần mạn hồng bị kẹp hai bên miệng đã bị đút phải hai tay bị trói lại đang sợ hãi đến run run rẩy rẩy rơi lệ thở dốc chán đầy mồ hôi cô ta nhàn nhạt nhìn vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của cô mỉm cười nói không cần phải phí sức ta hiểu bọn họ chỉ cần đẩy người này ra ngoài, người bên dưới phi cơ tự nhiên sẽ buông tay cứu cô ấy, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết. Trần Mạn Hồng nghe thấy lời này, mở lớn hai mắt, lại sợ đến nước mắt không kìm chế được lã trã rơi xuống. Chương 992, cứu Mạc. Edit, Hương Giang. Đã tìm được tung tích của Như Mạt. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu đen bao bên ngoài chiếc áo sơ mi đen, cổ áo được trang trí thêm một vài hoa văn đơn giản lấp ló trong cổ áo cổ áo làn da hơi lộ ra bên ngoài, anh cầm một ly rượu vang ủ 925, nghiêng mặt nhìn tiêu đồng, hai tròng mắt thâm thúy lộ ra thần sắc lợi hại, môi mỏng mím chặt, để lộ ra một cỗ khí thế không thể phá vỡ. Tiêu đồng đứng ở một bên, tiếp tục hạ giọng nói, Mỹ Linh cùng Thanh Bình đuổi theo kỳ gia minh, ngoài ý muốn phát hiện, điện thoại di động của hắn xuất hiện một dãy số lạ, các cô ấy nhanh chóng tra nguồn gốc của tín hiệu, phát hiện tín hiệu nguyên là do một giờ trước. Ở quán rượu Á Châu phát ra, hơn nữa địa điểm phát tín hiệu là phòng ăn của Nhã Các, người của ta ta lúc đó nhanh chóng chạy tới phòng ăn của Nhã Các, phát hiện Bộ trưởng Úc Phân đã biến mất. Mặc hàn hoài nghi có ẩn khúc, liền bắt đầu điều động tất cả hệ thống quản lý, điều tra hành tung của cô ta, thế nhưng lần cuối cùng cô ta xuất hiện là lúc buổi tiệc bắt đầu. Trang hạo nhiên nhíu mày, nắm chặt chén rượu vang đỏ kia, không phản ứng. Tiêu đồng tiếp tục nói, như vậy chúng ta càng có thể kết luận, chính cô ta là người bày ra âm mưu cho Khả Hinh uống thuốc ngủ. Chú Phúc bị chúng bắt đến, để hạ thuốc vào tường tổng cùng Khả Hinh, ngoài ra chúng tôi phát hiện trước tiên bọn chúng để cho Khả Hinh uống xạ hương hòa với nước sôi, vì nước khoáng Khả Hinh dùng đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng mới được đưa vào trong, nên lúc bước vào cô ta đã hất bột xả hương ra khắp phòng, thứ bột kia tản ra khắp không khí và rơi vào trong cốc nước uống của Khả Hinh. Sau đó lúc Khả Hinh ăn tối, vốn cho là thức ăn có độc, chúng tôi trải qua nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng, mới phát hiện thức ăn không hề có độc. Trang hạo nhiên nâng ly, tiếp tục yên tĩnh nghe. Tiêu đồng ngẩng đầu, nhìn về phía anh, nhanh chóng nói có độc chính là khối băng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên sắc mặt lạnh băng, thân thể tản ra vô tận sát khí, yên tĩnh lặng lặng nghe. Tiêu đồng lại khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên, nói khối băng được tinh chế từ nước xả hương ướp lạnh mà thành, khả hinh bị nhiễm xạ hương phải kết hợp cùng tường tổng bị hạ xuân dược mới có thể dẫn đến phản xạ bản năng và ảo giác được sản sinh triệt đề. Bọn chúng thật là tinh vi, biết chúng ta cực kỳ cẩn trọng, cho nên tính toán được nhất định khả hinh sẽ khiêu vũ cùng tường tổng, âm mưu sẽ dễ dàng thành công và xuân dược mới phát huy tác dụng. Như vậy liền không dễ dàng bị phát hiện, may mắn chúng ta nhanh một bước, nếu như chậm, hậu quả chắc chắn không tưởng. Bởi vì bọn họ cũng không thể khống chế được hậu quả. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe lên, Tiêu Đồng tiếp tục nói: Sau khi chúng ta phá giải thuốc nổ cứu khả hình, Đỗ Uy cùng Khương Vĩ đuổi theo, lại trong lúc đó phát hiện ra một mùi hương kỳ lạ, bọn họ liền phát hiện kẽ hở chính là ở đây. Trang Hạo Nhiên tiếp tục yên tĩnh nghe, Tiêu Đồng lại nhanh chóng nói: Khương Vĩ cùng Đỗ Uy là vệ sĩ giỏi đẳng cấp quốc tế, từng được huấn luyện quân sự cực khắc nghiệt, nhất là là tốc độ của bọn họ không người nào có thể so được bất kể là chạy nhanh đến mấy họ cũng đuổi được nhưng trong quá trình bọn họ đuổi theo người câm niếc kia phát hiện tốc độ của hắn rất kinh người nhịp hô hấp cực chậm ít bọn họ hoài nghi người này đang không hô hấp ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trang hạo nhiên nghe ra vấn đề trên cái thế giới này có một loại người bởi vì hệ hô hấp tổn thương bởi vậy tạo thành hệ hô hấp không hoàn chỉnh không thể thở một cách bình thường nhưng hắn có thể kết hợp được ưu điểm của nó dồn khí vào những bộ phận bài tiết hấp thụ khác, còn có vài người hô hấp bằng lỗ chân lông. Tiêu Đồng nhanh chóng giảng giải, như vậy Khương Vĩ cùng Đỗ Huy liền có lý do khẳng định, hắn chính là loại người này. Chính vì hắn là loại người này, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy, nhưng cũng bại lộ một khuyết điểm chí mạng, hắn không có khứ giác. Tự nhiên không biết, thân thể hắn từng trải qua chuyện kinh khủng gì. Trang Hạo Nhiên hai mắt lại kịch liệt lóe ra, thâm trầm nhìn quanh tất cả trong phòng tiệc. Tiêu đồng lập tức lại nói, sau khi đặt bom người này nhất định là đã đi gặp ai đó, nếu như không phải, mùi hương trên người hắn sẽ không nồng như vậy. Là hoa hồng, Trang Hạo Nhiên nói ra ba chữ. Đúng vậy, tiêu đồng lập tức nói, hôm nay sau khi Uyển Thanh tỉnh lại, liền nhắc tới ba chữ hoa hồng, Mạc Hàn vẫn chăm mối ngờ không giải được, về sau lại cử em gái đi điều tra các camera, rốt cuộc tìm được hình ảnh như mặt nhận hoa hồng từ ai đó, sau quá trình phân tích cùng với các nhà tâm lý học chúng ta có thể rút ra kết luận đó là như mặt là người đa nhân cách chính là bởi vì có một mặt thiên sứ che lấp cho nên làm chuyện xấu mới không thèm che giấu gì cả hơn nữa hai loại tính cách này sẽ đấu tranh với nhau cuối cùng sẽ có một bên bị đánh bại bên bị đánh bại sẽ biến mất thế nhưng mỗi lần tính cách cô ta bị biến đổi đều do hương hoa hồng có manh mối này mặc hàn liền tức khắc đi dắt con chó chăn cừu mà anh ấy huấn luyện đã lâu cùng với oscar ra lần theo mùi hương để tìm người cuối ở phòng VIP số 1, tìm được mùi hương hoa hồng nồng đậm. Bọn họ lại tức khắc lần theo mùi hương tìm người, mặc hàn thì trở lại trung tâm quản lý, lại phái ra đội ngũ giỏi nhất của chúng ta, chuẩn bị đuổi theo giết như mạt. Anh ấy lúc đó phân tích quán rượu Á Châu 22 tầng, chắc chắn cô ta muốn lên tầng cao nhất, rồi lên máy bay mà thoát, đó là cơ hội duy nhất cô ta có. Quả nhiên khi Oscar dẫn chúng ta đến cửa thang máy thấy cô ta đã ở trong đang lên tầng cao nhất, bộ máy điều khiển không thể ngừng được thang máy cô ta đang đi mà chỉ hiển thị rõ cô ta đang ở đâu, đoán chừng là đã có người động ta động chân vào. Người của chúng ta thiếu chút nữa tới trễ một bước, hiện tại nhã mộng cùng thần phong đang theo máy bay trực thăng đi. Lý Doanh đã phái máy bay trực thăng đuổi theo, mặc hàn dẫn một đội, chạy đường bộ chạy theo hướng máy bay trực thăng. Anh yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ bắt được cô ta. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt nóng lên, mạnh tay nắm chặt chiếc ly chân cao nhìn chằm chằm vào góc tường thở dốc máy bay trực thăng trong nháy mắt vòng qua bầu trời đầy mây đen bắt đầu nhanh chóng chạy tới phía trước nhã mộng cùng thần phong đón sức gió thật lớn cầm súng lục đe giật ego vì sợ bị gió lốc cuốn đi hai người bọn họ cắn chặt răng đầu tiên là lấy chân quấn chặt vào thân máy bay trực thăng sau một hồi máy bay lắc lư kịch liệt thân thể của bọn họ tức khắc quấn chặt ở phía dưới thần phong đón sức gió gào thét như ma quỷ giận dữ quấn chặt thân máy bay, trốn ở dưới thân máy bay, đối với cô làm ra hai thủ thế, nhã mộng hai tay hai chân quấn chặt thân máy bay, nhìn chân trời tối tăm, gật đầu với thần phong. Cẩn thận, thần phong là người đàn ông thân sắp 28 tuổi thân thể cường tráng, mặc màu quần áo đen, lo lắng gật đầu với nhã mộng. Nhã mộng cũng gật đầu với anh. Thần phong cảm thấy máy bay trực thăng định bay tới thành phố phồn hoa bên cạnh, thậm chí sẽ phải bay tới tầng cao nhất của khách sạn Duy Hy, tức khắc hai chân anh quấn chặt lấy khung sắt, thân thể bay lên, nhìn về phía Nhã Mộng. Nhã Mộng nhìn về phía hắn, hai tròng mắt nóng lên, đem súng lục cắm chặt ở bên hông, kêu một tiếng, thân thể trong nháy mắt nhảy xuống dưới, trong nháy mắt cô sắp rơi xuống, Thần Phong túm chặt hai chân cô, ném thân thể cô lên, Nhã Mộng trong nháy mắt rút súng lục ra, lúc thân thể cô sắp đụng trúng cửa sổ của máy bay, cô nha một tiếng, hai mắt nóng lên, mạnh tay đập vỡ cửa sổ máy bay, phịch một tiếng, thủy tinh vỡ vụn tay trong nháy mắt nắm chặt khung cửa, thân thể phi thẳng vào, trong khoảnh khắc lại nhìn thấy mạn hồng. Thân treo kim dưới loại nặng, miệng bị bịt vải trắng, âm một tiếng, chị sức gió cực lớn, sau đó bị hai người phụ nữ mặc đồ trắng thả dây, thân thể cô nhanh chóng rơi xuống, vải trắng bị rơi ra rơi, cô sợ đến A à một tiếng thét chói tai, cứu mạng A. Thanh âm vang dội giữa bầu trời đêm tối tăm. Thần Phong nhìn thấy thân thể Trần Mạn Hồng rơi, anh tức khắc buông máy bay trực thăng ra, thân thể đón gió rơi xuống, trong nháy mắt ôm chặt Trần Mạn Hồng, quay người phóng ra một sợi dây kim loại có mũi tên thép cực nhọn, xuyên qua tầng mây, trong nháy mắt ghim chặt vào thân máy, hai thân thể hai người dừng lại giữa không chung, coi như tạm thời an toàn, máy bay trực thăng lại liên tục lắc lư, thân thể hai người đang lơ lửng trên không chung cũng nhanh chóng xoay tròn theo. a à, Trần Mạn Hồng sống chết ôm chặt thân thể thần phong, hông của nàng còn treo một gậy sắt to, nhìn vô số nhà cao tầng, các nơi thành thị phồn vinh đều ở dưới chân biết nếu rơi xuống nhất định thịt nát xương tan cô sợ đến hoa hoa khóc sống chết kêu cứu mạng a ông xã đoàn xe nhanh chóng đuổi theo máy bay trực thăng phía trước máy bay trực thăng cũng nhanh chóng được lái qua đây trang hảo nhiên cũng nhanh chóng dẫn mấy người tàu anh kiệt chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc chuẩn bị đi ra đường lớn lại nghe báo trần Mạn hồng ở trên phi cơ trực thăng tàu anh kiệt nghe được câu này hai mắt của trường lớn sợ đến trái tim sắp ngừng đập cái gì Bà xã của tôi ở trên trực thăng." Tiêu Đồng sốt ruột nhìn về phía Tào Anh Kiệt, nói, "Đúng vậy. Đây là tin tức vô cùng xác thực, cô ấy bị kèm hai bên, hình như tình huống có vẻ cực kỳ nguy hiểm." "Bà xã, Tào Anh Kiệt cái gì cũng không quan tâm tức khắc bước nhanh lên xe đua của mình, xe như mũi tên xé gió mà đi." Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Đồng, sốt ruột nói, "Tức khắc thông báo cho mọi người, phải cố hết sức cứu cô." Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của mạn hồng trước. Rồi lại tính những chuyện khác sau. Vâng, tiêu đồng tức khắc gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại. Đi, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, liền trực tiếp ngồi vào rôn roi, cởi âu phục đang mặc trên người, hai chồng mắt lợi hại chợt lé. Mục tử linh theo Trang Hạo Nhiên, cất bước ra, nhìn anh ngồi vào trong xe, sắc mặt anh không tốt, biểu tình khẽ biến, nhíu mày tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì? chương 993, rất giống. Máy bay trực thăng, nhanh chóng bay về giữa vòng xoáy đen phía xa chân trời. Úc phân tàn nhẫn thỏ ra bên ngoài cửa sổ máy bay, tay cầm dao sắt có thể chém gọt, muốn đem hai tay nhã mộng đang nắm chặt cửa sổ máy bay chặt đứt. Nhã mộng một tay trong nháy mắt buông ra, tay kia nắm chặt cửa sổ máy bay, trong khoảnh khắc nắm lấy tóc Úc phân, đem đầu của cô ta ầm một tiếng, hướng trên cửa đập vào, thân thể thức khắc hệt như chim én lủi vào bên trong, nhấc chân muốn đạp người điều khiển máy bay trực thăng, người đàn ông áo đen kia hai mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, vung nắm tay nhanh như tia chớp, một quyền liền hướng về phía đầu nhã mộng đập đến. Nhã mộng lách mình một cái, tránh một quyền kia, quay người trong nháy mắt, cũng đã nhìn thấy hai nữ sát thủ, đã giơ súng nhắm ngay mình, cô vẫn vẻ mặt bình tĩnh cầm khẩu đe giật eagle màu vàng thế giới ước chừng có năm khẩu, để ở huyệt thái dương của như mặt, mỉm cười nói, nổ súng đi. Xem các người giết mạng sống của một người như ta, hay là bảo toàn mạng sống của tiểu thư các người. Khẩu Desert Eagle này của ta có thể đem đầu của cô ấy bắn cho nát đấy. Như mạt ngồi bên trong máy bay trực thăng, bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ sự việc, không lên tiếng, không phản kháng, không trầm mặc. Sát thủ nam áo đen, cùng hai nữ sát thủ giơ súng, sâu lãnh nhìn cô, ai cũng không dám động. Thần phong ôm chặt mạn hồng, vẫn đang quấn chặt dây lưng, treo phía dưới máy bay trực thăng, anh vừa cắn răng đón sức gió thật lớn, đem khung sắt bên hông Trần Mạn Hồng ném ra, sau đó dùng lực ôm chặt thân thể đang run run rẩy rẩy, sợ hãi của cô vào trong lòng, ngẩng đầu trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy Úc Phân hai tay quấn chặt cửa sổ máy bay, thế nhưng Nhã Mộng cũng không động tĩnh gì, hai tròng mắt anh lóe lên, liền một tay ôm chặt Mạn Hồng, một tay quấn chặt dây thép, lợi dụng hai chân đạp mạnh dây thép, để cho thân thể từng chút một nhích dần lên trên cao. Trong máy bay, Nhã Mộng vẫn giơ súng lục, mặt bộc lộ vẻ băng lãnh, dơ súng lục ngay trên huyệt thái dương của như mặt, mặt bộc lộ vẻ sắc bén kiêu ngạo, nhắc nhở bọn chúng nói ngay lập tức để máy bay hạ cánh, nếu không ta sẽ cho nổ tung đầu cô ta. nam sát thủ áo đen cùng hai nữ sát thủ dơ súng, mặt lạnh lùng nhìn cô vẫn còn đang do dự, không nghe lời, nhã mộng nói xong liền cầm sung ngón trỏ đưa vào bên trong cò súng, đang từ từ nhấn xuống, trầm tĩnh không sợ chết cười nói làm được vệ sĩ, liền sẵn sàng để chết các người nếu như không nghe lời, ta một phát súng giết chết cô ta. Ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, thế nào? Nam sát thủ hai tròng mắt lóe ra, liếc nhìn về phía như mạt. Như mà thật không e ngại, vẫn ngồi ở chỗ kia, mặt lạnh lùng cười ra lệnh, hạ cánh. Người điều khiển quay đầu, nhìn cô một cái. Hạ cánh đi, như mạt mặc đồng phục nhân viên phục vụ, toàn thân vẫn lộ ra một sự bình tĩnh tàn nhẫn cùng hoàn mỹ. Người điều khiển nghe lời này, liền từ từ để cho thân máy bay hạ xuống dần, liền muốn tới nơi hạ cánh của trực thăng trên tầng cao nhất của khách sạn Riverside. Bỏ súng xuống, nhã mộng đem súng để tại đầu như mặt, hai tròng mắt chợt lóe, nhìn về phía bọn chúng lớn tiếng kêu lên. Nam sát thủ lại bình tĩnh nhìn chằm chằm nhã mộng, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc mới chậm rãi cầm súng lục, dần buông lỏng, lúc đang xoay tròn như muốn thu lại, phần đuôi súng trong nháy mắt bắn ra độc châm, trong khoảnh khắc hướng về phía vai nhã mộng, Độc tố nhanh chóng tràn ra, cô a lên một tiếng, tay phải nhanh chóng tê buốt, súng lục rơi xuống, nam sát thủ trong nháy mắt mãnh liệt tiến lên, giơ chân hướng về phía bụng nhã mộng đạp thẳng đến, thân thể cô trong nháy mắt bị đá mạnh ra thân máy bay, mắt thấy sẽ phải rơi xuống. Một bóng người màu đen, hệt như chim én, trong nháy mắt xuất hiện, chuẩn xác đem bắt được thân thể cô, sau đó ở trong bóng đêm, làm thành một đường cong, liền hướng về phía bên kia máy bay trực thăng bay đến nhã mộng xoay người nhìn lại, lão oánh oánh. Oánh oánh tay giữ chặt hông cô, kêu to, đi. Máy bay trực thăng nhanh chóng đem các cô cùng mang đi. Vô số máy bay trực thăng vào lúc này cũng nhanh chóng bay đến, cùng muốn bao vây xung quanh máy bay trực thăng kia. Tránh ra, Úc Phân thoáng cái đẩy người điều khiển ra, chính cô nhanh chóng ngồi trên trực thăng, bắt đầu nhanh chóng xoay hướng, quay xung quanh tòa nhà Riverside trung tâm thành phố, vài cái trực thăng cũng muốn đuổi theo, thần phong vây quanh mạn hồng, Nhìn mọi người đều đã tới, nhao nhao bắt đầu dùng hỏa lực, anh tức khắc quay đầu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng nhanh chóng nói, lát nữa, trực thăng này có thể trực tiếp rơi xuống, cô bây giờ trên máy bay rất có thể sẽ nguy hiểm. Tầng cao nhất tòa nhà Riverside có hồ bơi, chỉ cần trực thăng của bọn chúng đi qua, cô liền hướng phía dưới nhảy xuống. Trần Mạn Hồng nghe hai mắt muốn rớt ra, sợ đến toát mồ hôi lạnh, khóc lên lắc lắc đầu, nói, không muốn. Không còn kịp nữa rồi. Thần Phong nói xong, mắt thấy lúc máy bay trực thăng xoay tròn quanh đỉnh tòa nhà, toàn bộ hồ bơi hình tròn kia đang tràn đầy ánh nước màu xanh lấp lánh, hai mắt anh nóng lên, trong nháy mắt đón gió lớn, ngay khi máy bay xoay tròn qua hồ bơi, anh lập tức đem Trần Mạn Hồng hướng vào trong hồ đẩy xuống. A, à, thân thể Trần Mạn Hồng nhanh chóng rơi xuống, ầm một tiếng, nện mạnh vào giữa hồ bơi, uống vô số nước trong hồ, oa oa khóc, oa oa kêu lên. Thần Phong xác định Mạn Hồng đã an toàn liền trong nháy mắt móc súng lục ra, lúc máy bay đang xoay tròn, hai mắt anh nheo lại, mở súng ra nhắm ngay chân ga, phịch một tiếng bắn ra, đạn xuyên qua thân máy bay, trong nháy mắt bắn trúng chân ga, dầu phun thẳng ra, vài cái máy bay vây quanh máy bay của Như Mạt, bao gồm cả oánh oánh, cũng nâng súng trường lên, nhắm ngay người điều khiển, nheo mắt, đùng một tiếng bắn ra. Đạn lập tức bắn trúng cánh tay Úc Phân, cô ta thảm thiết a lên một tiếng, máu tươi phun ra, nhưng vẫn như cố cắn chặt răng, điều khiển máy bay trực thăng, lại vòng qua tòa nhà Riverside, nhìn thấy trước mặt một đoàn máy bay trực thăng vọt tới, cô ta tức khắc lại xoay tròn chuyển hướng, tránh máy bay trực thăng kia, một chiếc trực thăng màu càng khác nhanh chóng bay tới, lãnh mặc hàn ngồi xổm kéo cửa máy bay ra, tay nâng khẩu súng trường đạn pháo, nhanh chóng đẩy một viên đạn về phía trước, nhắm ngay cánh quạt phía dưới máy bay đang xoay tròn kia. Nhờ mắt, phân phó, thân máy bay giảm xuống 2 mét. Người điều khiển nhanh chóng theo chỉ thị, vừa hạ máy bay xuống 2 mét, vừa theo dấu dầu nhất máy bay đang dò dỉ kia bay thẳng tới. lãnh mặc hàn nheo mắt, nhắm ngay chất lỏng đang xoay tròn kia, tay trong nháy mắt bóp mạnh cò súng, đạn vù một tiếng, thẳng phát ra, chốc lát liền bắn trúng đinh ốc máy bay kia. cánh máy bay bỗng như đao nhọn nhanh chóng bung ra, thân trực thăng nhanh chóng rơi xuống. a, à, như mặt lúc này, mặt mới bộc lộ vẻ khẩn trương, nắm chặt ghế dựa, kêu lên sợ hãi. vù 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 ba chiếc máy bay trực thăng, nhào nhào phóng ra dây thép, vừa quấn chặt thân máy bay đang rơi kia, vừa hướng về phía máy bay của lãnh mặc hàn và Lý Doanh, bang 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 phanh bắn ra nặng hỏa lực súng máy. Lãnh mặc hàn trong khoảnh khắc nâng súng lên đạn, oánh oánh cùng nhã mộng, bắt đầu kịch liệt hướng phía máy bay kia bắn súng. Hơn 10 chiếc xe con màu đen chạy vào trung tâm thành phố, trong đó dẫn đầu chính là xe cảnh sát của Phương Di, chỉ thấy cô đón sức gió thật lớn, nhìn ba chiếc trực thăng bỗng nhiên khai hỏa, vừa quấn chặt thân chiếc máy bay kia, muốn vòng qua tầng cao nhất khách sạn, nhanh chóng rời đi, cô tức khắc kêu to, lấy súng đến đây. Cô nhận lệnh ủy viên Trương, đến đây xác nhận đường khả hình đã an toàn, nhìn thấy tình huống này, cô trong nháy mắt nhận lấy súng lục, nhắm ngay ba sợi dây thép đang quấn chặt thân máy bay giữa không trung, nheo mắt, vẻ mặt bình tĩnh, dường như tay thợ săn với điều kiện tốt nhất, bang bang phanh liên tiếp bắn RA 3 phát, ba dây thép kia trong nháy mắt bị bắn trúng toàn bộ đều đứt, thân máy bay kia lại một lần nữa đập mạnh xuống, phịch một tiếng, lại rơi bên hồ bơi của tầng cao nhất. Thần Phong bắt đầu ở trong nước cùng với nam sát thủ đang ôm lấy như mà đi ra, bắt đầu kịch liệt tranh giành, nhã mộng, oánh oánh cùng với mọi người nhao nhao chạy tới, bắt đầu nhảy xuống khỏi máy bay trực thăng xông vào cuộc đấu, lãnh mặc hàn lại cầm trong tay súng tản đạn, lại đẩy đường viên từng viên đạn hỏa lực, hướng về phía ba chiếc trực thăng đang xoay tròn, bang bang phanh nổ súng, ba chiếc trực thăng hoàn toàn trúng đạn, ầm 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 trên không trung nổ tung, mỗi người đều nhao nhao trốn thoát xuống phía dưới thành phố. Lãnh mặc hàn nặng nề thở dốc, nhìn trực thăng sau khi nổ tung, lại đón gió lớn, hướng về phía tầng cao nhất nhìn xuống, oánh oánh cùng nhã mộng, còn có thần phong ba người trong nháy mắt ra quyền, hướng đầu thuần thú xưa kia đập mạnh, hắn phụt một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người cứ như vậy rơi vào trong dòng nước xanh, như mặt đứng ở phía trên bể bơi, toàn thân ướt đẫm, nhìn hắn bồng bềnh trong nước, đã chết hai nữ sát thủ phía sau, đều đã trúng đạn, cũng trôi trong nước, tràn đầy máu tươi. Úc Phân ngồi trong máy bay, tay rũ xuống bên cạnh, cũng đã chết. Cô trong nháy mắt mới biết sợ hãi, nặng thở dốc, sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Lãnh mặc hàn cùng Tiêu Yên, Giang Thành, Mỹ Linh Thanh Bình cũng trong nháy mắt nhảy xuống khỏi máy bay, đứng bên cạnh hồ bơi, mặt lạnh nhìn như mạt. Như mạt cũng lập tức phẫn hận xoay người, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn về phía bọn họ. Thang máy tầng cao nhất, từ từ mở ra. Trang hạo nhiên mặc âu phục màu đen, thân thể cường tráng dường như vua chúa thống trị đế quốc hắc ám, hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn sắc bén, nét mặt căng thẳng, từng bước một đi ra khỏi thang máy, nhìn chằm chằm như mặt toàn thân ướt đẫm đứng cạnh hồ bơi, đôi mắt sắc bén của anh lại chợt lóe, ngầm nuôi lửa giận, từng chữ từng chữ nói, như mạt, Như mặt cũng trong nháy mắt ngẩng đầu, chừng mắt phẫn hận, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi thực sự rất giống anh của ngươi. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lóe lên, sắc nhọn nhìn cô. chương 994, thẳng thắn. Buổi tối, sức gió càng lúc càng lớn, những đám mây đen hình thành những vòng xoáy như những hố đen khổng lồ. Sân bay Một chiếc máy bay chở khách lớn xuất hiện giữa vòng xoáy, bay thẳng về hướng sân bay quốc tế, tiếng gầm chói tai của động cơ như phá tan bầu trời, sức gió càng lúc càng lớn, vòng xoáy lớn hội tụ ngày lúc càng nhiều những đám mây đen, cuối cùng chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay. 12 người cả nam lẫn nữ mặc trang phục màu đen, đứng chờ trước bức tường của sân bay, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đang đáp xuống, đồng thời lặng lẽ đeo kính dâm rồi cùng nhau đi qua con đường VIP đến sân bay. Con đường VIP dài và uyển chuyển, chỉ thấy đó là con đường xa hoa và rực rỡ, có rất ít người đi lại. 12 người cùng nhau đứng trước con đường, cùng nhau chờ đợi. Khoảng 20 phút trôi qua, người đàn ông dẫn đầu bấy giờ mới nhận chỉ thị từ tai nghe, lập tức xoay người, nhanh chóng đi về phía sân bay ngoài kia, những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo, gió càng lúc càng thổi mạnh, những cơn gió dường như đã bị nhiễm bụi như một màu đen, đều mang theo mùi tanh của máu. Mấy người nhanh chóng đi xuống cầu thang sân bay, một nhóm người mặc trang phục màu đen đang nhanh chóng bước về phía trước, tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn, toàn bộ đều theo sát một người đàn ông cả người hắn ta toát ra sự hắc ám, tư tưởng và linh hồn như chất chứa toàn bộ thế giới. Cả người mặc đồ đen, mỗi bước đi đều toát ra hơi thở như mùi vị của máu tanh. Những người xung quanh rất kính trọng hắn giống như là vị thần của sự chết chóc, toàn bộ đều im lặng không dám lên tiếng. 12 người kia lập tức nhanh chóng mà lặng lẽ đi về phía trước, tới trước mặt hắn, tôn kính cúi đầu. Khuôn mặt hắn lộ vẻ lo lắng, dưới cặp kính đen kia là ánh mắt rét lạnh, Hắn im lặng không lên tiếng đi về phía chiếc xe con màu đen, không coi ai ra gì, lạnh lẽo như tử thần, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Như mặt đâu?" 12 người lập tức im lặng không lên tiếng, người đàn ông dẫn đầu cũng khẩn trương hít thở không thông nói nói, "Chủ nhân, chúng tôi thất trách, tiểu thư không thể đến đón ngài." "Tiểu thư bị bắt đi rồi." Động tác của hắn trong nháy mắt dừng lại, hai tròng mắt lóe ra tia lo lắng, nhìn tất cả mọi người trước mặt. Sức gió càng lúc càng lớn, một chiếc xe con màu đen như tên bắn lao thẳng về phía trước, hơn 10 chiếc xe con màu đen khác cũng theo sát phía sau. Hắn ngồi ghế sau xe, vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay cầm một tập hồ sơ chậm rãi mở ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu đen, ống kính chụp được một bên gò má của anh, có thể nhìn ra trong ánh mắt kia có sự cứng rắn và tinh anh, lộ ra một khí thế khó có thể phá vỡ. Đôi mắt hắn di động, nhìn tấm hình người đàn ông này giống như gặp được cao thủ để quyết đấu. Ánh mắt hai người như giao nhau, hắn lạnh lùng phân tích. Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh hắn, Tôn Kính phân tích nói, hắn tên là Lãnh Mặc Hàn, là một trong bốn phó tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Là một thiên tài, 18 tuổi đã thi vào học viện kinh tế nổi tiếng nhất nước Mỹ với thành tích xuất sắc nhất. 22 tuổi đã có thể tốt nghiệp với bằng xuất sắc, tiếp quản vị trí lãnh đạo tổ chức hắc đạo lớn từ cha nuôi, sau đó gặp được tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu chính thức rời khỏi Hắc đạo bắt đầu tiếp quản nghiệp vụ phân tích số liệu kinh tế của toàn bộ tập đoàn Hoàn Cầu. Lần trước lúc chúng ta giết đường khả hình không thành công, chính hắn dẫn người giết chúng ta ở tổng bộ nước Mỹ. Hồng Kông và Nhật Bản to như vậy nhưng khi nghe đến tên của hắn, đều sợ mất mật. Chính hắn phái người bắt tiểu thư. Hắn nghe lời này, hai tròng mắt lóe ra, nhìn xuống tấm ảnh chụp của người đàn ông, lại lật sang trang tiếp theo, liền nhìn thấy tư liệu của Uyển Thanh, Điệp Y bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng người đàn ông ngồi bên cạnh kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói tổng giám đốc trang có vô số tinh anh không những có cao thủ vi tính còn có người thao túng gián điệp thương mại trong lòng bàn tay lãnh mạc hàn là người mạnh nhất trong tay hắn điệp y giống như một nhân vật hắc đạo u linh lại là vệ sĩ bảo vệ bên cạnh hắn thời gian gần đây những hành động trong nước của hắn rất lớn tính tình của hắn được đồn đại là người thâm sâu khó lường nhìn bề ngoài như rất nhiệt tình tùy ý thực tế lại vô cùng mạnh mẽ làm việc quyết đoán được ví như con chim ưng không biết người như vậy bắt được tiểu thư sẽ làm gì hắn nghe xong im lặng không lên tiếng lạnh lung đặt tay lên trên văn kiện ngẩng mặt nhìn nơi mà mười mấy năm qua không thấy Nhưng ánh đèn chiếu lên hiện rõ ánh mắt sắc bén như loài rắn của hắn buổi tối gió lạnh thổi xung quanh vô cùng lợi hại mật thất u ám thỉnh thoảng truyền đến những tiếng gió quỷ dị. Như mặt bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất, cô bị rơi từ máy bay trực thăng xuống bể bơi, thân thể bị chấn động mạnh mẽ, lúc hai tay cô trống lên mặt đất, trong miệng liền phun ra một ngụm máu to, vẻ mặt cô co quắp đau đớn, hai tròng mắt vẫn lóe ra tia ác độc, trong nháy mắt quay mặt sang, nặng nề thở dốc đau đớn, ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh chỉ có tường đồng vách sắt, ngay cả những song cửa cũng không có, cô lập tức vẫn hận đắp tay xuống mặt đất, đầu ngón tay dính đầy máu. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi màu đen sơ mi, quần tây cùng màu, một mình ngồi trên sofa, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn chầm chầm vào như mạt. Như mạt lúc này mới cảm giác có người nhìn mình, trong nháy mắt quay mặt sang cũng nhìn thấy Trang hạo nhiên đang ngồi một mình trên sofa, lãnh mặc hàn không lên tiếng lên tiếng đứng một bên, thần phong cùng nhã mộng. Còn có Thanh Bình, Mỹ Linh đứng ngoài cửa, cô nở nụ cười chế nhạo, nặng nề nuốt xuống mùi máu tươi nơi cổ họng, mới nhìn Trang hạo nhiên, nói thật không dám tưởng tượng một nhân vật nhỏ bé như tôi lại khiến cho nhiều người tốn công sức như vậy. Vừa rồi vì sao không giết tôi? Giết tôi xong tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trang hạo nhiên lặng lẽ ngồi trên sofa, hai tròng mắt thâm thúy nhìn về phía như mặt cả người đầy máu ngã trên mặt đất, nhưng chỉ nhàn nhạt hỏi làm sao cô biết chuyện của tôi cùng anh trai tôi. Như mặt nặng nề chống tay trên mặt đất, tùy ý để cơ thể cùng quần áo ướt súng, khóe miệng dính máu, lại nhẹ nhíu mày nhìn về phía trang hạo nhiên, không kìm được lòng thở dốc, cười rộ lên nói, không nghĩ tới sao? Ngày đó ở trong phòng sách chơi trốn tìm, không chỉ có mình anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhíu lại nhìn cô, ánh mắt như mạt run run nhưng chứa đựng tia ác độc, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, khóe miệng co quắp, nắm chặt hai bàn tay, mang theo vài phần muốn báo thù cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, ngày đó tôi tận mắt nhìn thấy anh trốn trong tủ, sợ đến nỗi mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người. Hai mắt mở to, không dám tin việc chính mình vừa nghe thấy. Có đau lòng hay không, có dễ chịu hay không, nhìn anh hồi bé, lúc nào cũng quấn quyết bên cạnh anh trai, muốn anh trai chơi cùng anh. Thế nhưng anh ấy tình nguyện chơi với mấy chú chó cũng không chơi cùng anh. Anh có biết tại sao không? Trang hạo nhiên yên lặng nhìn cô, hai chồng mắt không hề run rẩy. Như mặt nhìn thấy anh bình tĩnh như vậy, lại nhịn không được cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói, bởi vì tôi nói với anh ấy, có một buổi tối anh ném rắn lên trên giường của anh ấy, muốn rắn cắn chết anh ấy. Là anh xé bài tập về nhà của ông nội giao cho anh ấy. Là anh khiến cho ông nội rút roi đánh anh ấy. Là anh vẫn không ngừng làm hư bút máy ông nội cho anh ấy. Là anh xin ông nội trong tương lai giao lại hoàn cầu cho anh. Tất cả những chuyện tốt này đều là do anh, anh biết không, đêm đó anh ấy bị rắn cắn, đau đến lăn lộn trên giường, anh ấy không hiểu anh ấy giúp anh đánh đám người bắt nạt anh cùng bạn của anh, tại sao anh lại ác độc như vậy? Tôi sợ hãi nói với anh ấy, ngàn vạn lần không được nói với anh điều gì, tôi nói, tôi đã thấy anh ném rắn lên giường, tôi sợ hãi, tôi rất sợ hãi. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên trở nên nặng nề, vẻ mặt căng ra, hiện ra một chút phẫn nộ, nặng thở dốc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, kịch liệt nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn đứng bên cạnh, kinh ngạc mà tức giận nhìn về phía người phụ nữ này. Tâm địa sao lại ác độc đến mức này? Anh muốn chơi cùng anh trai ư? Gương mặt xinh đẹp thánh thiện của như mặt, lúc này lại độc ác như con rắn độc. Nhìn về phía anh cười rộ lên nói: Vĩnh Viễn anh cũng đừng nghĩ tới. Thiên Lỗi chỉ là của một mình tôi, ai cũng không được cướp của tôi. Bao gồm cả người em trai chưa sinh ra kia. Anh cho rằng đó là em gái đúng không? Đó là em trai. Tôi đoán về sau chắc anh cũng biết. Tôi không cho phép Trang gia sinh được người thừa kế, hủy diệt tất cả mọi thứ của Thiên Lỗi anh là em trai của anh ấy, căn bản anh cũng không có tư cách kế thừa tài sản của Trang gia. Tất cả đều sẽ thuộc về thiên lỗi. Trang hạo nhiên nặng nề thở gấp, lồng ngực phập phồng, hai tròng mắt lóe ra mãnh liệt, nhớ tới hai mươi mấy năm về trước, vào buổi sáng sớm kia, có một cậu bé nhỏ ôm một bó hoa hồng muốn đem đến phòng của Diệp Mạn Nghi, tay trái của anh trai còn đang bị băng bó rất chặt, bực tức đi ra cầm lấy bó hồng kia ném đi, thậm chí còn đẩy mình ngã xuống hồ sen, tức giận nói cút đi cậu lập tức cút đi cho tôi đây là mẹ tôi không phải mẹ cậu từ hôm nay trở đi cậu không bao giờ được phép tiếp cận tôi cùng người nhà của tôi nữa cậu đừng nghĩ muốn cướp của tôi tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu cút đi cả người cậu bé ngâm trong hồ sen ướt súng ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh trai đứng trước mặt anh trai tức giận xoay người rời đi thân ảnh kia mặc dù rất tàn nhẫn vô tình nhưng vẫn như cũ vô cùng uy phong cậu bé kia vẫn đứng giữa hồ sen quay đầu nhìn bong lưng anh trai dần dần đi xa cuối cùng biến mất ở rừng trúc trang hạo nhiên ngồi yên lặng giống như hồi bé nhớ tới ngày đó tưởng thiên lỗi đứng giữa phòng mình nói câu kia tôi không hy vọng cậu ra tay không đủ nhanh không đủ ngoan độc càng không thích lúc cậu bị bắt nạt cũng không có vẻ gì là muốn đánh trả vô dụng hồi tưởng lại những lời này hai tròng mắt của anh lóe ra mãnh liệt cảm giác trong lồng ngực truyền đến hơi thở bi thương có sự tiếc nuối cùng phiền muộn cuối cùng hóa thành phẫn nộ nâng mí mắt nhìn về phía như mạt có phải anh cảm thấy loại thống khổ này không có cách nào bù đắp hai mắt như mạt cũng ngấn lệ đầy hài lòng tàn nhẫn đắc ý vô tình lại cười nói tôi chính là muốn làm cho anh em các người trải qua cảm giác này tôi chính là muốn cho các người tự giết lẫn nhau tôi chính là muốn nhìn ngày chân tướng lộ ra các người thống khổ như thế nào chắc anh không cách nào tưởng tượng được anh trai anh rất yêu quý anh anh và anh ấy lỡ mất thời gian hai mươi mấy năm anh ấy vẫn luôn yêu quý anh. Anh ấy vì anh đi đánh nhau, bị đánh đến cả người đầy đầy thương tích trở về, khóe miệng phun máu, cũng nguyện không tiết lộ một chữ. Bị rắn cắn thiếu chút nữa tắt thở, anh ấy cũng không khai ra là anh. Bị anh dính kẹo cao su vào sách giáo khoa, anh ấy cũng không hề tức giận. Chỉ là cầm kéo cắt đi phần bị dính kia, từng chút từng chút cắt bỏ. Uống trà có ớt, ăn đồ ăn đầy đường, anh ấy chính là yêu quý anh. Thế nhưng cuối cùng, anh ấy lại hận anh hận không thể xé anh ra làm trăm mảnh mỗi ngày tôi nhìn các anh lớn lên nhìn các anh xem nhau như kẻ thù tôi thật sự cảm thấy sống thật vui vẻ nhìn anh ấy bắt đầu xây dựng khách sạn dưới nước muốn cướp tất cả về tôi thật sự rất vui lãnh mặc hàn nghe đến đó trong nháy mắt nhịn không nổi nữa tay nắm chặt nắm đấm nhanh chóng như mãnh thú lao lên phía trước muốn tát cho cô mười mấy phát trang hạo nhiên một bên chặn anh lại bình tĩnh nhìn về phía như mạt sắc mặt lãnh mặc hàn tức giận khó chịu thở dốc cúi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên sắc bén lợi hại như chim ưng dừng lại trên người như mặt, cuối cùng chậm rãi đứng lên từng bước lại gần cô ta. Như mặt cũng chừng lớn hai tròng mắt, ngẩng đầu lên, thở dốc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại gần đứng trước mặt cô, lúc cúi đầu, ánh đèn mờ chiếu lên gò má anh, hiện ra ánh mắt nguy hiểm, chậm rãi. Chậm rãi, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, khoảng cách gần như vậy nhìn về phía Như Mạt, thấy dáng vẻ dẫy dụa như sắp chết của cô, trên mặt lạnh như băng tươi cười, nói cảm ơn cô. Như mặt lập tức ngẩn ra, hít mắt nhìn về phía anh. Hai tròng mắt trang hạo nhiên tuy có sự phẫn nộ, nhưng vẫn không lường được có chút tươi cười, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, nghiêm túc khẳng định vô cùng xác thực nói cảm ơn cô. Làm hai tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, vốn chính là hỗ trợ áp chế lẫn nhau, đây chính là ông nội trang và ông nội tưởng nguyên ý khi hai người bọn họ để cho hai chúng tôi làm tổng giám đốc cũng đã định tôi và anh ấy là hai người đối lập nhau tôi vẫn không có cách nào thực hiện những thủ đoạn độc ác nhưng ít nhiều thì không có cô hoàn cầu cũng không có được cuộc diện cân bằng như hôm nay như mạt mở to mắt cắn răng quan sát chặt chẽ anh ánh mắt trang hạo nhiên rét lạnh nhìn như mạt không thể đoán được gì mang theo một chút diễu cợt nói cô cho rằng thủ đoạn của cô có thể chia rẽ được tôi và thiên lỗi sao tục ngữ có nói máu ngủ tình thâm đã là người có lương tri, lương tâm, cũng sẽ không để tâm tính của bản thân mất phương hướng. Tôi sẽ không, thiên lối cũng sẽ không. Đi đến ngày hôm nay, thân phận của tôi cùng với anh ấy không rõ ràng, vậy cô cảm thấy, cô và anh ấy đi được bao xa, còn tôi và anh ấy đi được bao xa. Lồng ngực như mặt lập tức tràn đầy tức giận phập phồng, muốn phá hủy mọi thứ, chừng mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại cắn chặt răng, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ tươi cười chế nhạo nhìn về phía như mặt, lạnh lùng cười rộ lên nói, chắc cô vẫn còn dừng lại trong thế giới ảo tưởng của chính mình, đem tất cả những việc làm trong quá khứ, vô cùng đắc ý. Bao gồm hồi bé, bắt rắn cắn khả hình, phá hủy duyên phận của tôi cùng với cô ấy, sau đó vọng tưởng muốn phá hoại tình cảm của tôi và thiên lỗi, thậm chí muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau. Đến nay cô không nhìn thấy sao, tuyết nhi của tôi đã khá hơn trước, người nhà của tôi ngày càng hạnh phúc, tất cả, trừ cô ra, chúng tôi ai cũng khỏe mạnh. Đáng tiếc tâm địa cô độc ác, lại vô tình tác thành cho chúng tôi. Như mà trong nháy mắt cắn chặt răng, vẫn hận chừng lớn con mắt nhìn về phía anh, nặng nề thở dốc, dừng lại một chút mới cười lạnh nói tất cả đều không có thay đổi. Bao gồm người em trai đã chết kia của anh, tuyết nhi điên rồi, thiếu chút nữa chị anh cũng điên. Bao gồm, đường khả hình khi uống xong thuốc kích dục kia, cơ thể sẽ mãi mãi không thể mang thai. Đừng có ảo tưởng, Tưởng Thiên lỗi đối với cô ta làm cái gì, chắc anh cũng không biết. Trang hạo nhiên dừng lại, hai chồng mắt lập tức dường như biến thành động vật nguy hiểm, tràn ngập sát khí nhìn cô. như mà cũng không hề sợ hãi chút nào nhìn anh. Trang hạo nhiên cho đến cuối cùng, vẻ mặt mới hiện lên chút tức giật, lại cắn răng lạnh lùng cười nói: đáng tiếc tấm thân xử nữ của cô không thể vui mừng hưởng thụ cùng tình yêu của mình. Cô sống đều mang mặt nạ lấy lòng người khác, đáng tiếc kết quả là lại bị mặt nạ đó mơ hồ khép chặt chính mình. Mẹ của tôi không thể sinh con, tất nhiên nguyên nhân cũng có phần của cô, nhưng nguyên nhân chính lại không phải bởi vì cô. Như mặt nhìn thật sâu về phía anh. Đó là bởi vì tôi, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía như mặt, hai chồng mắt lại sắc bén như dao nhìn về phía cô, cười lạnh nói, đây là bởi vì tôi, mẹ tôi mới sợ cô. Cho nên, đây là lỗi của tôi, cho nên tôi muốn, chuộc tội với Trang ra thật tốt điều hành nửa bầu trời hoàn cầu thật tốt, để cho cha cô cùng hợp tác, không chỗ nào che giấu. Tôi muốn đem từng người bọn họ bắt đến đây, nhốt mấy người trong nhà lao, để cho các người nhìn cho rõ, trong tương lai trang hạo nhiên tôi uy phong lẫm liệt như thế nào. Anh trai tôi nắm giữ nửa bầu trời hoàn cầu, mặc kệ bất luận là kẻ nào, cũng không thể lay chuyển. Hai chồng mắt như mặt cường liệt lóe lên, nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên nhớ tới chuyện tối hôm nay, một cơn tức giận mới hừng hực bốc cháy lên, khuôn mặt co quắp, đằng đằng sát khí phẫn hận, hai tròng mắt như chim ưng tới gần như mạt, nghiến răng nghiến lợi nói cô cảm thấy đối phó một người, phương thức tàn nhẫn nhất là cái gì. Như mạt im lặng không lên tiếng, nặng nề thở gấp, trừng lớn hai tròng mắt nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên chậm dĩa vươn tay, thong thả túm lấy cổ như mạt, trong nháy mắt bóp chặt. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, như mạt trong nháy mắt ngẩng đầu, cổ bị bóp chặt, cả người nhanh chóng thiếu không khí, hít thở không thông, khuôn mặt đỏ bừng, hai tròng mắt run rẩy kịch liệt nhìn về phía anh. ánh mắt trang hạo nhiên rét lạnh như chim ưng, càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng lợi hại chừng mắt nhìn cô, nhớ tới hôm nay đường khả hình bị tưởng thiên lỗi đè xuống, còn có khả năng cơ thể bị hủy diệt. gương mặt anh càng lúc càng dày đặc sát khí, chậm rãi vừa bóp cổ cô vừa đứng lên, như mặt cũng chợt cảm giác như bị móng vuốt của chim ưng túm lấy, trái tim chợt lạnh lẽo, cơ thể như bay lên hai tròng mắt chấn động lóe ra vài tia kinh hoàng. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt hạ trọng lực, siết chặt cổ cô áp cô vào tường, hai tròng mắt tuôn ra tia giận dữ nhìn chầm chầm cô, chợt nhíu mày, mang theo sự giễu cợt như đang vần mồi, cắn răng cười hỏi, cô nói: "Để đối phó với một người vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế, tàn nhẫn hung ác nên làm như thế nào mới có thể làm cho cô ta hết sức thống khổ?" Nghĩ đến Trang Hạo Nhiên tôi cũng là người có máu có thịt, tôi tự nhiên thừa nhận đêm nay nổi trận lôi đình, phẫn nộ muốn giết chết cô. cô muốn chịu đựng thế nào với cơn phẫn nộ đêm nay của tôi? cô muốn như thế nào, chịu đựng như thế nào? nếu như khả hình có chút sơ suất gì, tôi sẽ lóc từng miếng thịt xem cô chịu đựng thế nào. anh nói xong, hai tròng mắt kịch liệt lóe lên, lại một lần nữa bóp chặt chiếc cổ trắng muốt kia, chỉ nghe tiếng rắc một cái, chiếc cổ kia dường như gãy làm đôi. gương mặt như mà đỏ bừng, hạ thấp mắt, run rẩy sợ hãi nhìn về phía trang hạo nhiên cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lập tức hiện lên sự tàn nhẫn, tới gần cô, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng chỉ có một mình cô mới có một mặt khác. Mỗi người đều có, đáng tiếc anh trai tôi, đã từng đối với cô tình sâu như biển. Tôi tùy tiện giải quyết cô, không phải là quá tiện nghi cho cô sao, thủ đoạn độc ác trong nhiều năm như vậy. Mặc kệ khả hình cùng ai ở cùng một chỗ, sau khi tôi biết chân tướng, đều sẽ không dễ dàng buông tha cho cô nhất là buổi tối hôm nay, cô lại làm ra loại chuyện điên rồ này. Anh nói xong, lại giống giận, bóp chặt cổ như mạt, đem cả người cô đập vào bức tường bên kia, lại phẫn hận chỉ về hướng cô vừa ngã xuống, sắc bén phẫn hận nói, tất cả những chuyện cô đã làm đối với tưởng gia và trang gia, những chuyện điên rồ cô làm ra trên người khả hinh, dù cho có 10 cái mạng cũng không chết đủ. Như thế nào mới có thể làm cho một người như cô triệt để sợ hãi, sợ hãi sống không bằng chết tôi muốn từ từ ở trên người của cô tìm ra đáp án hai mươi mấy năm trước cô đối với tuyết nhi và khả hinh làm những chuyện gì tôi sẽ từ từ trả lại cho cô anh nói xong đầu tiên là chừng lớn hai con mắt giận dữ nhìn cô sau đó không nói gì lập tức xoay người rời khỏi đó như mặt nhìn trang hạo nhiên trong nháy mắt giống như thần chết biến mất trong bóng đêm cô đột nhiên sợ hãi kêu lên kinh hoàng trang hạo nhiên dừng bên ngoài cửa sắt nhưng mặt phẫn hận nói sợ nghe nói cơ thể của cô chứa đựng hai linh hồn, tôi đã giúp cô mở ra mặt ác quỷ. Nếu như linh hồn của cô còn có thể lên thiên đường, coi như là tôi đã làm một chuyện tốt. Anh nói xong lại cắn chặt răng, hai tròng mắt chợt lóe, nhanh chóng đi ra ngoài. Lãnh mặt hàn đợi sau khi Trang Hạo Nhiên rời khỏi đây, hai tròng mắt anh lóe lên mạnh mẽ, dừng trên người như mặt đang kinh hoàng bất an có giúp ở góc tường, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Anh chậm rãi đến gần như mặt, ngồi sổ người xuống, nhưng mặt rừng trên cô, có lẽ người đàn ông này mới thật sự vô tình, tàn nhẫn khát máu, biết Thanh Bình cùng Mỹ Linh đã bê cái dương đi tới, hai chồng mắt anh lóe ra, lạnh lùng không nói thêm điều gì, ném cho cô một cái bật lửa màu. Cả người như mặt sợ hãi run lên, trên trán đổ đầy mồ hôi, hai tròng mắt run rẩy kịch liệt, kinh hoàng không hiểu nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn đi ra ngoài, lạnh lùng nói, nếu như đợi một lát nữa, cô cảm thấy thân thể, mạch máu, làn da, não bộ, không chịu được nỗi đau khổ này, hãy lấy chiếc bật lửa đốt thịt của mình, như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đừng có nghĩ đến chuyện tự sát, chúng tôi đã tiêm một chút độc vào đầu lưỡi của cô, mỗi lần cô cắn sẽ đau đớn gấp bội. Cô cứ từ từ mà hưởng thụ. Cơ thể như mặt run lên vì sợ hãi, hai mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mạc hàn. Lãnh mạc hàn cũng không muốn nói nữa, chậm rãi đứng lên, lặng lẽ đi ra khỏi mật thất, Nhìn thấy Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai cũng đã đi ra ngoài theo phía sau Trang Hạo Nhiên. Anh dừng lại một lúc, nhìn bóng lưng đã đi xa kia, hiểu rõ tối nay anh muốn nổi trận lôi đình như thế nào, anh lại vĩnh viễn đều biết, biện pháp đối phó với một người, như thế nào mới là thẳng thắn nhất. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra khỏi mật thất, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt kia, những đám mây đen tạo thành một vòng xoáy thật lớn, nhớ tới chân tướng trong quá khứ cùng với anh trai, trái tim anh chợt cảm thấy đau đớn lúc này anh mới thể hiện cảm xúc của mình. Lãnh mặc hàn, tô lạc hành, lâm sở nhai cùng nhau lặng lẽ đi ra, đứng phía sau anh, có chút đau lòng nhìn anh. Tiếng kêu thống khổ của như mạt thê lương truyền ra từ bên trong mật thất, không chịu đựng nổi mà ngửa mặt khóc giống lên. Trang hạo nhiên nghe tiếng kêu thê lương như vậy, lại nhớ tới tất cả đau khổ của khả hình từ trước đến nay, hai tròng mắt anh sắc bén lợi hại như lưỡi dao, cả người toát lên khí chất thống trị, có vô tình, có tàn nhẫn. Lãnh mặc hàn cất bước đi lên phía trước, đi tới phía sau anh chậm rãi hỏi, tiếp được chúng ta nên làm gì? Trang hạo nhiên nghe lời này, im lặng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn vòng xoáy đen kịt phía chân trời, lạnh lùng sâu xa nói, giữ lại như mạt, cô ta vẫn còn có tác dụng. chương 995, nghịch hướng. Hừng đông, từng hạt mưa nhỏ thê lương, trượt qua cửa sổ nhà trọ nhỏ, tí tách tí tách rơi xuống đất, những làn mưa trắng xóa, che khuất tầm nhìn, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng ôm ngang người đường khả hình đi vào gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí đặt cô ở trên giường, nhìn về phía thân thể cô đang khó chịu, anh lập tức cảm thấy đau lòng kéo chăn đắp lên cho cô. Lúc này bác Phúc cùng Lâm Bạch Bạch, đang được nhã tuệ dẫn vào phòng, nhanh chóng bắt mạch giúp cô. Chỉ sợ xạ hương đó có tác dụng mạnh, tổn hại đến tử cung, sẽ có ảnh hưởng lớn đến khả năng mang thai sau này của cô. Đường khả hình cả người tràn đầy mồ hôi, hai mắt ngấn lệ run rẩy sợ hãi, liên tục thở gấp, nhìn về phía Bác Phúc. Bác Phúc im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Khả Hinh, để sang một bên, bắt mạch giúp cô. Tô Thủy Kỳ khẩn trương đứng bên cạnh, chốc chốc lại khẩn trương nhìn Bác Phúc, sau đó khuôn mặt lo lắng lại chuyển sang đường Khả Hinh đang sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi không ngừng, trong lòng anh không hiểu sao cảm thấy buồn bực, lại tức khắc xoay người, mang theo vài phần nghiêm nghị trách cứ nói: "Tiểu Vi, Tiểu Hà, rốt cuộc hai cô bảo vệ khả hình như thế nào vậy? Lại để cho cô ấy một lần, hai lần rồi ba lần gặp chuyện không may. Lần này còn xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đồng thời đứng ở một bên, im lặng cúi đầu không lên tiếng. Sau này các người toàn bộ quá trình phải theo sát cô ấy, thiếp thân bảo vệ, còn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, các cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Một đám người như vậy, cái gì làm cũng không xong. Tô Thủy Kỳ tức giận nói. Thi ngữ, lạp lạp cùng cặp song sinh cúi đầu, đồng thời trầm mặc đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Nhã tuệ cũng không dám nói cái gì, chỉ là ngồi ở bên giường đường khả hinh, cầm khăn lông trắng vì cô lau đi mồ hôi trên trán, đau lòng nói thế nào lại chảy nhiều mồ hôi như vậy. Tiểu nhu vội vã mang một chén nước đến, vội vội vàng vàng nói, nước đây. Thi ngữ tức khắc đi qua, khẩn trương tiếp nhận ly nước, định cho đường khả hinh uống. Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt lạnh mặt tiếp nhận ly nước, Ánh mắt mang chút bất mãn cùng bực tức nhìn về phía cô, nói: "Đã xảy ra việc lớn như vậy, sao cô vẫn còn lỗ mãng như thế? Nước này có thể tùy tiện uống sao?" Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Diệp Mạn Nghi, Ân Nguyệt Dung hai người được quản gia dẫn vào, nhanh chóng tiến vào gian phòng, khoảnh khắc nhìn thấy Đường Khả Hinh một thân tràn đầy mồ hôi nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt thở dốc, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng đổ ra, Ân Nguyệt Dung nhìn thấy lại một trận đau lòng ập đến kêu lên một tiếng bảo bối liền lập tức đi qua bên giường, ngồi xuống vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt nóng rực tràn đầy mồ hôi của cô, sốt ruột gọi, này, rốt cuộc đứa nhỏ bị làm sao thế? Nhã tuệ tức khắc cũng đau lòng nhìn về phía ân Nguyệt Dung, nói, phu nhân. Khả hình đêm nay không cẩn thận uống phải xả hương, thuốc kia, có, có thể phá hủy tâm lý người bệnh, vừa mới lúc trở lại, chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc giải, thế nhưng hiện tại, cô ấy lại đau bụng, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đường khả hình lúc này, sắc mặt thập phần tái nhợt, hai mắt mở to mơ mơ màng màng nhìn người lại nhìn thời gian, trong đầu nóng lên, mê sảng, chỉ cảm thấy trong bụng co rút thập phần khó chịu, nặng nuốt một ngụm nơi cổ họng, mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt chảy xuống. Diệp mạn nghi nhìn thấy tình cảnh này, cũng đau lòng không thôi, lập tức nghiêm khắc xoay người, nhìn về phía thi ngữ, nghiêm nghị trách cứ, cũng là bởi vì tin tưởng cô, mới để cô ở lại bên khả hình, để cô chăm sóc nó cho tốt. Bất quá mới được bao nhiêu ngày, mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Bình thường ở nhà, ỉ vào việc có lão quản gia nâng đỡ, chuyện gì cũng không đến các cô phụ trách. Hiện tại một mình đảm đương một việc, thì lại lập tức gây rắc rối. Thi ngữ cùng lạp lạp, còn có tiên nhi cùng nhau đứng ở một bên, khẩn trương sợ hãi, hai mắt rưng rưng, một tiếng cũng không dám nói. Diệp mạn nghi ngoan chừng các cô một cái, mới nhanh chóng xoay người nhìn về phía đường khả hình vẫn như cũ nằm co lại ở trên giường, dường như hết sức thống khổ, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra bà đau lòng kêu lên mau đưa vào bệnh viện lúc này còn ở chỗ này để làm cái gì một trận tiếng bước chân dồn dập lại truyền đến bác phúc cùng lâm bạch bạch đã để hòm thuốc xuống rất nhanh nghiêm mặt đi tới nhìn thấy đường khả hinh cả người hết sức thống khổ nằm ngửa ở trên giường sắc mặt tái nhợt hai mắt mơ màng nhưng lại đau đớn đến nháy liên tục hai tay ôm bụng một trận thống khổ rơi lệ thở dốc ông tức khắc nhíu mày trước ánh mắt tò mò của ân nguyệt dung cùng diệp mạn nghi lại nhanh chóng cầm lấy tay gầy yếu của Đường Khả Hinh, bắt mạch. Vị này là, Diệp Mạn nghi nhíu mày nhìn về phía Bắc Phúc, kỳ quái hỏi. Tô Thủy Kỳ tức khắc tiến lên, nhìn về phía Diệp Mạn nghi nhanh chóng nói, "Tưởng phu nhân, đây chính là vị trung y, y thuật bậc thầy của nước ta." Lần trước như mặt hạ dược cho Khả Hinh, lưu lại di chứng cũng là vị này chữa trị, nghe nói bệnh này nếu như không được chữa trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này. Mục đích của cô ta chính là không để cho khả hinh vì hoàn cầu sinh hạ người thừa kế. Ân Nguyệt Dung nghe nói như thế, trong nháy mắt thở dốc vì kinh ngạc, bình thường bà vốn tâm địa thiện lương như vậy, thế nhưng cũng nhéo đệm giường một góc, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lồng ngực không ngừng phập phồng nói, như mặt này, sao tâm địa có thể độc ác như vậy? Như mặt, Diệp Mạn Nghi trước cũng không rõ ràng chân tướng sự việc cho lắm, cũng biết tối nay con trai của mình cùng khả hinh đã xảy ra chuyện, bà mới nghe nói một chút, lấy ca tính cường ngạnh, đôi mắt hơi nháy, liền trầm giọng gọi Mạc Hàn đến đây cho tôi. Quản gia vừa nghe thấp lời này của Diệp Mạn Nghi, liền lập tức xoay người xuống lầu, phái người đi gọi lãnh Mạc Hàn đến. Bên ngoài khu trọ, Nguyệt Hắc phong cao, mưa rền gió giữ điên cuồng mà đến. Một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại ở ngoài tiểu khu, cũng không có lái vào trong, vô số vệ sĩ, nhanh chóng nghênh mưa đứng thẳng bảo vệ người trong xe, Trang Hạo Nhiên khẩn trương ngồi ở sau xe, nhìn thấy nhà trọ màu trắng khuất sau những tàn anh đào, chỉ có thấy được một chút ánh đèn le lói, anh thập phần suốt ruột cầm di động, đặt ở trước đầu gối, ngón tay liên tục lướt trên màn hình, vừa bất đắc dĩ nói, không biết tình huống của khả hình thế nào, sư phụ lại canh giữ ở ngoài cửa, tôi ngay cả tiểu khu cũng không thể vào được. Lãnh mặc hàn yên tĩnh ngồi ở một bên, mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là ngẩng đầu, nhìn anh nói, chờ một chút đi. Một trận tiếng bước chân khẩn trương truyền đến. Thi ngữ nhanh chóng cầm cây dù màu đen, đi về phía Ron nhã mộng cùng khẩn trương tiến lên, do hỏi tình huống, cô cầm ô, sốt ruột nói tưởng phu nhân muốn gặp lãnh phó tổng. Lãnh mặc hàn nghe nói như thế, đầu tiên là có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn trang hạo nhiên, sau liền nhanh chóng đi xuống xe, đón mưa lớn đi về phía trước. Trang hạo nhiên ngồi ở sau xe, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía bóng lưng lãnh mặc hàn. Bên trong nhà trọ nhỏ, Lâm Bạch Bạch nhanh chóng ghi lại phương thuốc bác Phúc nói, cùng Tiểu Nhu nhanh chóng đi xuống phòng khách, đem thuốc chọn ra, sau dùng giấy vàng cuốn lại, chuẩn bị làm nóng, lãnh mặc hàn nhanh chóng đi tới, đầu tiên là nhìn cô một cái, liền trầm mặc cấp tốc đi lên lầu, đi vào gian phòng của đường Khả Hinh, ngay lập tức nhìn thấy một đám người đứng ở nơi đó, sau đó nhìn thấy đường Khả Hinh một thân thống khổ nằm ở trên giường, ngửa mặt thở dốc, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy xuống. Bác Phúc chưa kịp châm cứu cho cô, một bên lấy châm, một bên phân phó Nhã Tuệ đang không ngừng khẩn trương, nói: "Lúc đốt châm, tay không được run, cô ấy lúc này độc tố đang lưu chuyển nghịch hướng, vô cùng có khả năng sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng không nhỏ đến tai mũi, mau lên." "Vâng, Nhã Tuệ nghe lời, vội vã gật đầu, lấy thêm châm đến, run run rẩy rẩy bật lửa." Lãnh Mặc Hàn mặc dù thực vội nhìn một màn này, nhưng vẫn thập phần tôn kính đi tới trước mặt Diệp Mạn Nghi, gật đầu kêu nhỏ: "Phu nhân, ngài tìm tôi." Diệp Mạn Nghi tức giận đến nói không nên lời, xoay người, nhìn về phía lãnh mặc hàn rất nhanh lạnh lùng hỏi, chuyện như mặt rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn dừng lại một hồi, để tránh nói hết sẽ kích thích thân thể của bà, liền chỉ nói một chút thân phận của như mặt, lại đến chuyện cô ta ba năm trước đây hãm hại khả Hinh, cho đến hôm nay, cô ta lại muốn hạ độc cho đường khả Hinh cùng tưởng thiên lỗi phát sinh quan hệ, khiến cho tất cả mọi người đều thống khổ, Diệp Mạn Nghi một bên lắng nghe, một bên tức giận đến phát run, ân Nguyệt Dung cũng hết sức tức giận nói, thật là một người đàn bà không biết xấu hổ. Bình thường nhìn cô ta hoàn hảo như vậy, cư nhiên lại độc ác hơn cả rắn rết. Cô ta hiện đang ở nơi nào? Diệp Mạn Nghi lại nghiêm nghị hỏi. Lãnh mạc hàn tức khắc nói, bị giam ở trong mật thất nhà kho cũ vùng ngoại ô. Diệp Mạn Nghi không nói hai lời, liền tức giận đến sắc mặt tái nhợt, siết chặt túi sách, nghiêm nghị nói, dẫn đường phu nhân, lãnh mạc hàn có chút do dự nhìn bà, nói, đêm nay thời tiết không được tốt lắm, ngài. Dẫn đường, Diệp Mạn nghi giọng nói lại lạnh đi mấy độ, tôi muốn nhìn xem cô ta có ba đầu sáu tay như thế nào, mà chỉ biết bày mưu nghĩ kế đi tổn thương người khác. Đường Khả Hinh vừa nghe thấy những lời này, nguyên bản nghiêng khuôn mặt tràn đầy mồ hôi muốn nói điều gì, nhưng lại chợt cảm thấy bên tai một trận đau đớn mãnh liệt, cô liền khó chịu kêu rên. Diệp Mạn Nghi tức khắc đau lòng xoay người, liếc mắt nhìn đường khả hình bộ dáng thống khổ như vậy, lại siết chặt túi sách, móng tay dài trong suốt đâm vào túi sách, quát, dẫn đường. Vâng, lãnh mặc hàn không còn cách nào, chỉ đành phải lên tiếng trả lời, hơi như người mời Diệp Mạn Nghi đi về phía trước, Diệp Mạn Nghi để Nguyệt Dung ở lại chiếu cố đường khả hình, còn bà nhanh chóng đi ra ngoài, một trận khí thế hừng hực. Mưa rền gió dữ, càng lúc càng lớn. Bác Phúc chưa kịp thi châm đường khả hình, thì Lâm Bạch Bạch đã khẩn trương đốt nóng châm cứu, một phần đặt ở trên bụng tuyết trắng của đường khả hình, nhã tuệ cùng thi ngữ thay phiên nhau cầm khăn thay cô ấy lau mồ hôi. Một chiếc Rolls Royce màu lam từ nhà trọ đi ra, theo sau đó là vô số vệ sĩ cùng đi. Trang hạo nhiên ngồi ở sau xe, nhìn chiếc xe của Diệp Mạn Nghi nhanh chóng rời đi, anh hơi nhíu mày nhìn phía trước, tiêu đồng cũng kỳ quái nghĩ, phu nhân rốt cuộc là muốn đi nơi nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 996, không đến. Đêm tối, gió bão, cây chuối tây bên bờ hồ đung đưa theo gió, lá cây xanh bóng nhẫn vì mưa, gió giết qua lá như thể các oan hồn trong lá đang kêu gào. Chiếc Rolls Royce màu lam dẫn đầu, theo sau là vài chiếc xe con màu đen xem kẽ nhau nối tiếp băng qua con đường uyển chuyển liên tục đi qua các rãnh lầy lội gập ghềnh, hất ra vô số bùn bẩn. Xe rốt cuộc cũng ngừng trước nhà kho nơi mật thất được canh giữ, cửa nhanh chóng được mở ra, Diệp Mạn Nghi một thân váy đen dài, phối hợp với một cái túi cùng tông màu, tay nhấc váy, sắc mặt lạnh lùng như nữ vương đi về phía trước. Vệ sĩ bao quanh, nhanh chóng bồi bà đi, còn bà thì trầm mặc đi phía trước. Mười vệ sĩ canh giữ ngoài mật thất, nhìn đến Diệp Mạn Nghi, bọn họ đồng thời tôn kính gật đầu. Mở cửa, Diệp Mạn Nghi tức giận kêu lớn. "Vâng." Hai người đàn ông canh cửa đồng loạt nói, Lãnh Mặc Hàn đi vào rồi dùng ánh mắt chỉ thị, phanh một tiếng, hai cửa lập tức đóng lại. Như Mạt mới vừa bị tiêm thuốc khiến người sống không bằng chết sợ hãi run rẩy cuộn mình trên mặt đất, khuôn mặt đẫm lệ, tơ máu tràn ngập trong đôi mắt đang run rẩy tràn đầy sợ hãi. Cô thở dài nặng nề, nghe tiếng cửa mở, thân sợ hãi lắc mạnh một cái, khuôn mặt áp lên sàn lạnh, hơi hé mí mắt, nhìn đến là Diệp Mạn Nghi, lòng của cô chợt phát lạnh, một tiếng cũng không dám ho he, chỉ nằm trên sàn nắm chặt tay lại, sợ hãi nghĩ đến cái gì sẽ xảy đến với mình tiếp đây. Diệp Mạn Nghi cả người toát ra sự căm phẫn, sắc mặt lạnh như băng đi vào mật thất, nhìn như mạt nằm trên mặt đất toàn thân cô ta chỉ duy nhất một dáng điệu run rẩy bà hư lạnh một tiếng một chút cũng không đồng cảm đi tới trước mặt ánh mắt ngưng lại lợi hại kêu lên từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi vốn đã không thích kia cái dáng vẻ mềm mỏng đáng yêu dường như một chút cô cũng không có nếu không phải bởi vì thiên lỗi thích cô loại đàn bà như cô xứng tiến vào cửa lớn tưởng ra sao vốn nghĩ ra cảnh cô đáng thương buộc phải gả đi nhưng không nghĩ được thứ tiện nhân như cô cư nhiên đi rồi quay trở lại câu dẫn thiên lỗi lần đó hai người đính hôn tôi vốn không cam lòng không mong chuyện đó là sự thật nghĩ tới con trai tôi đường đường là giám đốc hoàn cầu nhưng vì cô tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cô đúng cái thứ tiện nhân cô tưởng không ai thấy được bộ mặt đê tiện của mình à thật quá tự mãn lại nói tới chuyện lừa gạt khả hình cô cho tôi biết cô biết ít nhiều chuyện gì rồi như mặt cuộn mình run rẩy trên sàn lạnh như băng, hai mắt sợ sệt kích động ứa lệ, cắn chặt răng, phẫn uất nói, những điều tôi biết đều đã nói. Mặc kệ khả hình gả cho ai, đều là con cái tưởng ra. Tôi chính là không muốn cô ta có kết quả tốt, tất cả các người toàn bộ cũng không có kết quả tốt đâu. Đừng vọng tưởng có thể cứu cô ta, cô ta cứu không được nữa rồi, ngoặc kép. Diệp mạn nghi hai mắt trừng lên, sắc mặt tức giận tới run rẩy, tay nắm chặt túi sách, lớn giọng nói, người đâu vệ sĩ rất nhanh đi tới, sắc mặt căng thẳng, nhìn về phía phu nhân. Diệp mạn nghi ngực phập phồng giận dữ kêu lên, tát cô ta 10 cái tát thật mạnh, xem cô ta còn dám mạnh miệng hay không. Vâng, đêm tối gió lớn, một vệ sĩ rất nhanh tiến lại, không nói lời nào liền nắm lấy cổ áo như mặt, cả người cô nhướng lên, người đàn ông thô bạo giơ tay hướng mặt như mặt, ba tiếng một vang lên. Bá, một tiếng, vang lên rõ mồn một khắp phòng, như mặt kêu van, cả người không chịu nổi lực mạnh của cái tát, khóe miệng tràn ra hơi thở yếu ớt, ở góc chán bị đánh chảy máu, cô lại run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, bên má phải đau rát, đầu óc choáng váng, bên tai không ngừng nghe tiếng rên rỉ, không đợi cô phản ứng, người vệ sĩ lại nắm cổ áo cô hướng tới mặt, dùng lực tát một cái nữa. A, à, như mà cả người lại ngã sắp xuống bên tường, má phải đau rát như bị phỏng, ánh mắt thậm chí không chịu nổi mà tràn ra tơ máu, tai phải lại nghe một trận rên la, cả thế giới toàn bộ chỉ độc nhất một âm thanh kêu la thảm thiết. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh, cảm giác tai mình dần dần không nghe gì được nữa. Vệ sĩ không nói hai lời, lại lôi như mặt yếu ớt như đang hấp hối lên, tát liền hai mươi cái thật mạnh, cứ như vậy hết cái này đến cái khác, đánh cô tới choáng váng đầu óc, không còn biết trang sao gì nữa. Lãnh mặc hàn trầm mặc đứng ngoài cửa, nhìn một màn này, lãnh đạm không biểu cảm, cũng không lên tiếng, chỉ chuyển mắt đi, nhìn về phía rừng chuối tây phía trước, cảm giác trong màn đêm tăm tối có vô số dã thú chạy qua, anh trong nháy mắt nhìn nghiêng qua, tay trượt rung nhẹ, Mỹ Linh cùng Thanh Bình trong khoảnh khắc giống như chim yến, dẫn đầu đoàn người mang kiếm đen tiến thẳng vào rừng chuối. Anh một mình tiến vào phòng tối, nhìn như mặt vừa mới bị tát nằm thoi thóp trên đất, khóe miệng không ngừng phun ra máu, thống khổ không nói được một câu nào, sắc mặt anh biểu lộ bình tĩnh, đi đến phía sau Diệp Mạn Nghi, phu nhân. Thời gian đã không còn sớm, thời tiết lại không được tốt. Nếu phải trừng phạt cô ta, chúng ta có thể để sau. Ngài vẫn nên về sớm, chỗ này giao cho chúng tôi là được rồi. Diệp Mạn Nghi vẫn như cú căm hận nhìn về phía như mà đang khổ sở nằm trên mặt đất, bà nghiến răng lạnh lùng nói, cô ta cho dù chết 100 lần cũng không thể bồi thường hai đứa cháu đích tôn cho tưởng ra. Nếu khả hình chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô đừng vọng tưởng có thể động tới cộng tóc gáy của cháu tôi đêm nay tôi chỉ tới dạy dỗ cô nếu cô còn chưa hiểu được thì hậu quả tự cô gánh chịu bà nói xong liền nhanh chóng xoay người rời khỏi lãnh mặc hàn nghiêng mặt nhìn diệp mạn nghi rời đi anh tức khắc ngồi xổm xuống cầm lấy trong giương một cây kim tiêm như mặt vẫn nằm trên mặt đất nhìn lãnh mặc hàn lạnh lùng lấy kim tiêm hai mắt cô sợ hãi hoang mang người lùi dần về phía sau sợ đến nỗi không nói được một câu vừa mới chịu đau đớn lúc nãy cô không nghĩ cả đời này lại tái diễn một lần nữa cô sợ đến mức hai mắt run rẩy hứa lệ đau khổ kêu lên anh định làm gì lãnh mặc hàn dơ kim tiêm lên nhìn về phía như mặt thản nhiên nói cô còn biết sợ sao tôi tưởng cô không còn cảm xúc gì chứ một người không tin báo ứng đều nhất định không có kết cục tốt thuốc này có thể giúp cô hưởng thụ cảm giác đau đớn từng chút một sau đó sẽ khiến cho da mặt cô co lại trở nên không hề giống người cho dù ai đó tới cứu cô nhìn bộ dạng này của cô còn ai có thể nhận ra chứ như mà trợn tròn hai mắt sợ hãi tột cùng nhìn về phía anh lãnh mặc hàn nhấc mắt nhìn về phía khuôn mặt sợ hãi của như mặt anh mỉm cười cô vẫn đang tơ tưởng có người tới cứu cô sao anh nói xong trong nháy mắt nhấc tiêm lên châm tiêu yến đi qua lấy tiêm không nói tiếng nào liền hướng tới song sắt chỗ như mà đang hét chói tai mà đi đến căm hận cắm mạnh kim tiêm xuống cánh tay của cô cắn răng tiêm thuốc vào a à, như mặt một trận thống khổ kêu la cả người giống như bị lửa thiêu, đau đớn tới sống không bằng chết, cuộn mình trên mặt đất, cả người co giật, thậm chí biến sắc, cô lấy hai tay sờ vào mặt mình, không còn biết đau đớn là gì nữa, chỉ toàn máu là máu, cô kêu lên thảm thiết, giết tôi đi. Giết tôi đi, các người làm việc bất nhân này tuyệt đối sẽ không chết tử tế. Không chết tử tế đâu. Lãnh mặc hàn đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng, nhớ tới em gái mình phải chịu đau khổ, anh thức khắc cắn răng rồi đứng lên, biết cô trong khoảng 3 phút mặt mũi sẽ biến dạng, anh liền nghiêng mặt nói, mang cô ta vào phòng tối đi. Vâng, Tiêu Yến lập tức gật đầu, mang như mà đang kêu la thất thanh đi tới cửa phòng tối. Lãnh mặc hàn đi ra khỏi mật thất, nhìn về phía cơn lốc trong mưa đằng trước lay động rừng chuối Tây, hai mắt anh ngưng lại để lộ ra sự bình tĩnh nhìn về phía xe mình, phân phó tài xế lái đi. Sông Tố vẫn như cũ nổi lên, căn nhà trọ màu trắng, mưa cứ thế kéo dài, Từng trận một đi qua để lại các vệt ngắn ngoài trên kính cửa sổ. Cả căn phòng yên lặng tĩnh nghịch, lò hương to bằng bắp tay, bên trong là hương thảo dược tầng tầng lớp lớp bay ra, tựa như một màn xương mỏng, nhẹ bấng như lông, cứ như vậy yên tĩnh không một tiếng động. Đường khả hình nằm trên tấm đệm xanh nhạt, vẫn như cũ khổ sở toát nhiều mồ hôi, mẹ cô sinh cô ra vốn thân thể suy nhược, không thể dùng thuốc quá mạnh để tránh ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của cơ thể, vì thế chỉ dám dùng nhiệt cứu để cô nghỉ ngơi một mình trong căn phòng một ngạt này, không cho ai đến quấy nhiễu, phương pháp khiến cơ thể cô toát nhiều mồ hôi thế này có vẻ rất hiệu quả. Một làn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng xuyên tới, giống như tiếng thở dốc của đàn ông. Váy xanh mỏng xuyên thấu, lại bị gió thổi lên, để lộ đôi chân trắng dài đầy quyến rũ. Khả hình toàn thân phát nhiệt, chán dịn ra đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, nhất thời cảm giác như không khí xung quanh co lại, như thể có rất nhiều người đàn ông nấp trong bóng đêm, toàn bộ đều vận đồ đen, hướng phía cô trầm mặc đi tới, vươn tay vuốt ve đôi chân trắng ngần gợi cảm kia, thậm chí tay còn tiến sâu vào phía trong váy, cứ như thế khám phá nơi bí mật giữa hai chân cô. Lại tiếng thở dốc của đàn ông vang lên, có cảm giác như đang hưởng thụ, nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi, dục vọng cứ thế giạt rào như sóng biển. Là ai? chương 997, treo qua cửa sổ. Buổi sáng, đường khả hình mặc áo thể thao có mũ trùm đầu màu trắng, quần đùi đen, tóc tết hai bím, rất ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn trước bàn điểm tâm thịnh soạn, cầm lấy đôi đũa bạc, gắp một phần cho vào miệng nhai, kinh ngạc trừng to mắt, lúc thì nhìn bên này, lúc thì hướng bên kia xem, cuối cùng bày ra một biểu tình không thể hiểu nổi, nhìn các cô như vậy, thật khó xử nhíu mày. Nước đến đây, nước đến đây. Ngay lúc này Lara nhanh chóng bưng nước từ trong bếp ra, đi vào phòng ăn, sắc mặt vô cùng căng thẳng, vừa rồi Khương Vĩ và Đỗ Huy đã thêm nước vào trong bình, qua kiểm nghiệm bảo đảm không có việc gì, lại kiểm tra đo lường trong căn phòng này tất cả không khí và bụi đều không có phấn hoa, và những thứ khác. Tuy nhiên, để đảm bảo trong trường hợp, cô gái dịu dàng ngốc nghếch này vừa cầm ly nước, vừa trừng mắt nhìn đường khả hình bộ dáng oai phong lẫm liệt, giữ ly nước trong tay, rất nghiêm túc và cẩn thận nói tôi sẽ uống một ngụm nước đầu tiên. Cô gặp chuyện không may, chúng tôi cũng không sống được. Lara không nói hai lời, trước tiên cầm ly nước lên uống một ngụm nước trong veo mát lành, sảng khoái nuốt xuống cười rộ lên tôi uống không có việc gì tiên nhi ở lần thứ hai nhìn lara uống nước không có vấn đề gì cô cũng cẩn thận cầm lấy nói tôi đây cũng uống một ngụm tôi cũng cần phải bảo đảm là không có việc gì cô không nói hai lời nâng ly nước kia lên uống một ngụm lớn cũng là thái độ hy sinh bất chấp tất cả nuốt xuống lập tức có cảm giác thư thái cười nhẹ nhàng tôi cảm thấy không tệ cũng có khả năng chỉ trong chốc lát nữa độc tính mới có phản ứng Đường khả hình không khỏi nhíu mày, chừng hai mắt, nhìn biểu tình khoa trương của các cô. Ngày hôm qua thi ngữ bị mắng, quả thật chưa hết giận, bởi vì lúc ấy cô canh giữ ở ngoài cửa phòng C view rõ ràng dùng ánh mắt tham khảo qua ý kiến của cặp sinh đôi và Khương Vĩ, nhưng bọn họ không có nói một tiếng, toàn bộ tai họa này rơi trên người cô. Tối hôm qua cô oan ức di chuyển ghế, canh giữ ở ngoài cửa phòng, lúc đó khóc rất nhiều. Hôm nay cho dù bất cứ giá nào, cô cũng cầm lấy ly nước kia uống một ngụm lớn, mới yên tâm mà đặt ly nước này ở trước mặt đường khả hình, đường tiểu thư, nếu trong nước này có độc, có thể là từ 3 tháng 5 phút sẽ có tác dụng, cho nên mời cô đợi 3, 5 phút rồi hãy uống nó. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình kinh ngạc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bên trong cái ly trong suốt, nước chỉ còn lại không tới 1 phần 5, cô cảm thấy bồn chồn nhưng không biết nên làm sao mới đúng. Bởi vì cô thật sự rất khát nước, nhưng hiện tại thật sự vẫn không thể uống, cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thật khó khăn muốn nghĩ đến cái gì, nhưng lại giống như cái gì cũng không thể. Nước không có việc gì, có lẽ là trong cơm hoặc là đồ ăn có vấn đề. Vì vậy chúng tôi sẽ ăn thử trước tiên. Tiên Nhi không nói hai lời, liền quay súng hướng vào đầu con chim, không nói hai lời, lại cầm lấy đũa bạc có thể kiểm tra độc, nâng cái đĩa lên, bắt đầu đi qua cái bàn đã bày bữa sáng thịnh soạn, gắp một miếng rau lên ăn thử. Ăn thật sự nghiêm túc như vậy. Tòng Chốc Lát thì ngữ cũng cầm đĩa lên, lấy đôi đúa, bắt đầu gắp một miếng rau ăn thử. Đường Khả Hinh hoài nghi ngẩng đầu lên, cầm đũa bạc, mở to mắt nhìn các cô, nhớ tới Trần Mạn Hồng thường xuyên mắng yêu một câu, có nhiều người không biết, mới có thể không sợ mà làm, hiện tại nhìn các cô như vậy, trong lòng Đường Khả Hinh nghĩ, là người trung thành bao nhiêu, mới có thể làm được như thế mà không sợ chết. Lara thậm chí còn vươn tay cầm lấy cái sandwich trước mặt Đường Khả Hinh, há to miệng cắn một phát. Quả thật không có độc, chỉ là miệng cô vừa mới mở ra, con ngươi liền hướng xuống nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên như một đứa trẻ đáng thương bị người ăn mất kẹo, trừng mắt với Lara. Lúc này Lara mới biết được bản thân mình thất lễ, cô vội vàng để sandwich trở lại cái đĩa, mới cười xấu hổ thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi quên sandwich này là không thể cắn đường khả hình lúc này mới thở phào một cái. Khuôn mặt Lara cười ngây ngô, cầm dao lên, đem sandwich cắt thành hai phần, giữ lại một phần, sau đó lại chia tiếp thành ba miếng, một miếng cho mình, còn lại cho tiên nhi và thi ngữ cùng ăn. Vừa ăn vừa thở ra, nói ăn rất no, thật là khó chịu. Khuôn mặt đường khả hình lập tức nhăn nhó, vô cùng buồn bực cắn môi dưới, trừng to mắt nhìn các cô. Khả hình, xà lách trộn dưa leo ưa thích của cô đến đây. Nhã tuệ mặc đồ ở nhà, mỉm cười bưng đĩa rau xanh, gồm có 10 miếng, đi đến trước mặt đường khả hình đặt xuống. Thi ngữ cùng Tiên Nhi và Lara không nói hai lời, cầm đũa đến gần, mỗi người gắp một miếng, liền ăn hết 6 miếng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhã tuệ không thể tin nổi quay đầu, nhìn các cô, này, này, khuôn mặt đường khả hình buồn bực, buông đũa xuống, ôm vai, bất đắc dĩ nhìn các cô, tất cả đều đã ăn no tôi. Nếu vẫn còn tiếp tục như vậy, tôi không bị độc chết cũng sẽ bị đói chết. Các cô không cần lo lắng như thế, chuyện ngày hôm qua cũng chỉ là ngoài ý muốn. Tương lai sẽ không như vậy nữa, đều đã kiểm tra qua, không có sự cố gì, chẳng lẽ chờ đến lúc tôi đi ra ngoài, các cô còn có thể diệt toàn bộ CO2 trên thế giới ư? Thi Ngữ tỏ ra bất lực nhìn về phía đường khả hinh, "Ai nha, chị của tôi, cô liền nhẫn nại đi, ngày hôm qua cô như vậy quả thật làm tôi sợ." một bên nói mơ hồ, một bên đau đến toàn thân đều ra mồ hôi. Hai vị phu nhân đều tới, đã chăm sóc cô ổn định đến nửa đêm mới đi, nhưng vẫn không cho nhóm người chúng tôi đi ngủ, dứt khoát canh ở ngoài cửa phòng cô. Cô biết không, quá trình này, có bao nhiêu mạo hiểm, có bao nhiêu khó khăn. Đường khả hinh nghe xong, mới bất đắc dĩ nhìn các cô, hơi thở nặng nề. Cô không có vấn đề gì, chờ tình hình ổn định lại rồi làm việc. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của cô còn ba ngày nữa trận đấu rượu đỏ sẽ bắt đầu hôm nay cô vẫn phải quay trở lại khách sạn một chuyến tiến hành làm thủ tục từ chức và làm quen một chút với nơi thi đấu mau ăn nhanh đi đói bụng rồi chúng tôi đều đã ăn qua đoán chừng không có vấn đề gì thi ngữ cẩn thận lấy đũa của mình theo thói quen đặt trước mặt đường khả hinh đường khả hinh giờ khóc giờ cười ngẩng đầu lên nhìn cô ý cô là đũa của tôi không dùng được nên muốn dùng đũa của cô sao a à, tôi xin lỗi theo thói quen, thật sai lầm rồi. Cô mau ăn đi, thi ngữ bật cười trong khi xin lỗi, thu lại đúa của mình. Đường khả hình thở dài nhẹ nhõm, nâng cái ly không còn nhiều nước đến uống một ngụm, mới cầm lấy đúa, ăn rau xà lách trộn dưa leo, nhai ngấu nghiến, quả thật rất đói bụng. Nhã tuệ ngồi ở một bên, dịu dàng nhìn điệu bộ của đường khả hình như vậy, không tránh khỏi cười rộ lên, nhà đầu ngốc, đói bụng lắm sao. Kỳ thật cũng khó trách, chúng tôi ngày hôm qua đều đã sợ hãi, Nhìn cô tối hôm qua đau đớn như vậy, mỗi người chúng tôi đã tự trách mình rất nhiều, hai vị phu nhân lo lắng vô cùng, sư phụ của cô cũng bí mật dừng xe bên ngoài căn hộ, trông coi cô đến nửa đêm mới rời đi. Đường Khả Hinh cầm lấy sandwich bên cạnh tới cắn, lại muốn uống thêm sữa tươi, lập tức Lara Tiên Nhi và Thi Ngữ liền đưa tới một hộp sữa lớn. Bản thân cô đầu tiên uống nửa hộp, sau đó mới đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, suy nghĩ sữa này từ bên ngoài mang đến đây, chẳng biết có an toàn hay không nếu không thì hôm nào mua bò sữa về nuôi. Cảm ơn, Khả Hinh vẫn lại nói câu cảm ơn, mới nâng sữa lên uống, vừa uống vừa nhìn về phía nhã tuệ, đôi mắt lóe ra tia gian xảo, có phần kín đáo và xấu hổ, nhớ tới hình ảnh tối hôm qua vừa chân thực lại vừa hư ảo. Cô thuận tiện cắn thêm sandwich bên cạnh, đồng thời như có như không hỏi, hôm qua. Hôm qua, tối hôm qua sư phụ trông coi, trông coi tôi đến nửa đêm mà. Ừ, gần 4 giờ sáng mới rời đi. Nhã tuệ mỉm cười nhìn cô. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình đang cắn sandwich, cảm giác chân giò hôn khói vừa chua vừa ngọt. Đôi mắt của cô nhanh chóng đảo vòng, thật sự rất muốn biết cảnh quá chân thực trong mơ tối hôm qua kia, rốt cuộc là thật hay giả, lại cấp bách hỏi cái kia. Cái kia, tối hôm qua không ai vào phòng tôi sao? Không có nha, nhã tuệ đứng dậy nhìn cô cười. Thật sự, xác định là không có ai sao? Đường khả hình quay đầu, nhìn về phía nhã tuệ, kỳ thực có chút kinh ngạc hỏi. Chính xác là không có, tôi còn không biết sao, tôi nói với tiên nhi ba người, đều đã chờ đợi ở ngoài cửa phòng tiếp khách, mãi cho đến khi bình minh mới ngủ. Đôi mắt của đường khả hình nhanh chóng chuyển động, nhớ tới người đàn ông tối qua trong bóng đêm, chuyện như vậy đối với cô có phần chân thật lại không rõ ràng. Thời điểm sáng nay, cơ thể có cảm giác tê liệt, không có khả năng là ảo giác. Thật sự trang hạo nhiên chưa từng tới. Đêm qua, bản thân cô chắc chắn kêu tên của anh. Rất tha thiết kêu tên của anh, nhớ tới khát vọng mãnh liệt đêm qua, mặt đường khả Hinh lập tức ngượng ngùng, đột nhiên cúi đầu, xấu hổ và lo lắng suy nghĩ, làm thế nào mà một cô gái có thể nghĩ muốn một điều như vậy. Cô đột nhiên dậm mạnh hai chân, hơi thở dứt khoát. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, nhã tuệ nhìn dáng vẻ của cô lúc này, cảm thấy khó hiểu hỏi, khả Hinh. Cô làm sao vậy, có nơi nào không thoải mái sao? Ách, đường khả hình nhất thời cười rộ lên, nhìn cô có phần bối rối, không có việc gì. Không có việc gì, chỉ là nhớ lại trận thi đấu. Nghe nói đầu bếp tham gia nấu nướng lần này đều là những đầu bếp xuất sắc được chọn từ khắp các quốc gia trên thế giới, nên tôi thấy có phần lo lắng. Dù sao một người có thói quen ỉ lại vào khứu giác. Gần đây vẫn ăn các loại thực phẩm của khách sạn, tôi sợ đối với những thực phẩm khác sẽ hơi cứng lại. Nhã tuệ nghe xong, cũng đồng ý với ý nghĩ của cô liền nói, từ từ sẽ đến, trong khoảng thời gian này, nếm thử nhiều thức ăn khác một chút, để tìm cảm hứng. Ừ, đường khả hình chất chứa tâm sự, cầm lấy đũa, nhanh chóng gắp thức ăn, lại ăn nhanh hết một chén cháo, liền trực tiếp đứng lên, tôi đã ăn no, các cô cứ từ từ ăn, tôi đi thay quần áo. Trong khoảng thời gian này, sớm hay muộn gì thời tiết có hơi lạnh, để tôi chọn cho cô trang phục mùa thu nhé. Thi ngữ vội vàng đứng lên, nhìn về phía đường khả hình. Không cần, bản thân tôi làm được. Đường khả hình theo thói quen vẫn là bản thân tự làm, nở nụ cười nhìn thi ngữ, mới một mình bước lên lầu, đi vòng qua phòng tiếp khách, chăm chú nhìn phòng khách rồi đến phòng mình, khoảng cách chính xác cực kỳ ngắn, cô tiện tay đẩy phịch một tiếng cửa phòng mở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm khung cảnh xung quanh, lại nghĩ tới giấc mơ đêm qua, vẫn không thể tin được, là mơ. Không thể nào. Đường khả hình có phần không tin, đi thẳng tới trước cửa sổ phòng mình, mở cửa ra, thò đầu ra ngoài nhìn cửa lớn và sân đối diện ở dưới tầng, một con muỗi cũng không có khả năng bay vào được. Hai mắt của cô đảo vòng, lại miên man suy nghĩ, thực sự là một giấc mơ. Tối hôm qua anh không có trèo cửa sổ tiến vào, chương 998, tức giật. Sáng sớm, ánh mặt trời trói dọi gột rửa hết thảy những rông tố cuộc đời, cả đất trời như sáng bừng sức sống mới. Con đường lớn ven biển huyền chuyển, đèn đường phía dưới chiếu sáng những biển quảng cáo về trận thi đấu rượu đỏ lớn nhất thế giới, mặt trên là những giải lụa hồng, cùng hình ảnh mộng ảo của ly rượu seri, dòng chất lỏng óng ánh trong suốt giống như thiên sứ, đang bay lên, kết hợp với rượu nho trắng hoàn mỹ, tạo cho người xem có cảm giác như là Jenny cùng vương tử, một cặp tình nhân đang rơi xuống thiên đường nhân gian vậy, vô số xe cộ dừng lại, đoàn người nhao nhao nhìn về phía hình ảnh quảng cáo này. Trong mắt đều là sự thán phục, nguyên bản yên lặng giống như gương tâm linh, cũng có thể bị kích động bởi hình ảnh như thế khiến cho cảm xúc dâng trào, mà đối với rượu đỏ sinh ra nồng hậu hứng thú. Lúc này, bên bờ biển bọt sóng lấp lánh, những đàn phi yến lượn vòng trên bầu trời, như những tinh linh sống động vây quanh tấm biển quảng cáo đang đón gió phiêu động. Trận thi đấu rượu đỏ cũng sắp bắt đầu, đại sảnh khách sạn Á Châu, đài phun nước đã được thay đổi, do máy vi tính điều khiển tạo thành một làn hơi nước thật lớn, như mộng như ảo tạo thành một tiểu thiên sứ mỹ lệ, không ngừng xoay tròn trên nền các trang trại rượu nổi tiếng bậc nhất thế giới những địa danh truyền kỳ về rượu. Trong đó có ba đài phun nước lớn, cao khoảng 10 thước, tạo ra vô số những quả cầu thủy tinh nhỏ lấp lánh, trong ánh sáng nhu hòa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, quả nhiên là một sự kết hợp hoàn mỹ. Vô số các ký giả từ khắp nơi trên thế giới đổ xô về đây, cùng nhau đứng ở trước đài phun nước, không ngừng quay chụp, cảm thán về một Trung Quốc thâm tàng bất lộ, yên lặng quật khởi, lấy một tư tế mạnh mẽ nhất tiến về phía quốc tế. Sáng nay, khách sạn Á Châu, đã khởi động ánh sáng công nghệ 3D tiên tiến nhất thế giới, làm nổi bật phụ đề của trận thi đấu rượu đỏ giữa những thiên tài về rượu lớn nhất năm 2013, nét chữ thư pháp 3D bằng vàng dòng, chiếu sọi trên không trung. Hiệu quả của đồ án này đương nhiên không nằm ngoài công sức của con người cùng điều kiện cần có, sắp tới hơn 700 ngọn đèn, do tưởng văn phong tự mình thiết kế, theo sau khách sạn Á Châu. Sẽ tuyệt đối là hình ảnh độc nhất vô nhị trên thế giới. Vô số các ký giả, lại không ngừng thán phục kinh ngạc cầm máy ảnh phát huy hết công suất của nó, lưu lại một khoảnh khắc tuyệt đẹp phía chân trời này, một số ít ký giả khác thì cảm thán về tài lực cùng kinh tế của quốc gia này, thật không khỏi nhìn bằng một con mắt khác, hứng thú rào rạt nhanh chóng quan tâm đến những nơi khác, thậm chí tham viếng cả thành thị tứ hợp viện, cùng khu vực nông thôn, muốn từ những nơi đơn giản nhất khám phá ra những điều tuyệt vời từ đất nước này. Mặc dù phản ứng này khiến cho một số ít quần chúng bất mãn, nhưng có ai lại không muốn để cho đất nước mình nổi bật trước bạn bè quốc tế đâu chứ. Một chiếc Rolls Royce màu bạc, chậm rãi chạy tới trước quảng trường khách sạn Á Châu, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng một mặt huy hoàng của khách sạn, trang hạo nhiên mặc âu phục màu lam, sơ mi trắng bên trong, trước ngực cài khâm hoa, người đàn ông ngày thu, đi qua những hối hả phiền muộn của mùa hè, mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng của đầu thu, tươi cười trên khuôn mặt khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, anh quay đầu lại, nhìn về phía quan chức chính phủ cấp cao, mỉm cười nói, thế giới đều nói Trung Quốc chúng ta tiến về phía trước cũng thật nhanh. Dù sao cũng có chút liên quan đến sự xa hoa lãng phí cùng khoe khoang. Tránh không được mang theo một chút hơi thở quyền lực, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ là không thể thay đổi được cái ấn tượng này. Riêng các nhà hàng ở nước ngoài, những ồn ào náo động, người Trung Quốc đều không khỏi là cái đích bị nhắm đến. Thế nhưng chúng ta lúc nào cũng đều nhớ đến một câu nói, mà người nọ đã nêu lên nước ta phải đối mặt với ba vấn đề lớn đầu tiên là giải quyết vấn đề giữa người với của tiếp là giải quyết được vấn đề giữa người với người sau đó là vấn đề giữa người với tâm linh lúc trước từng để lại ấn tượng không tốt với bạn bè quốc tế chúng ta phải từng chút từng chút một lấy lại hình tượng có như vậy quốc gia của chúng ta mới có thể triệt để hướng tới thế giới cho nên một chút hình ảnh như thế này mới có thể làm cho thế giới hiểu biết rõ ràng hơn về đất nước chúng ta mà chúng ta cũng có thể thấy được rõ ràng hơn bản thân mình trên thế giới là như thế nào. Chỉ có chân chính đối diện mới có thể tiến bộ được. Vị quan lớn mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói thảo nào Thủ tướng coi trọng ngài cùng Tổng giám đốc tưởng như vậy, cũng không chỉ bởi vì là thiên tri kiêu tử, Thủ tướng nhiều năm ủng hộ tập đoàn của các người, hẳn cũng phải có có lý do khác nữa. Trang Hạo Nhiên lúc này cũng chỉ huyền chuyển mỉm cười, đôi mắt thoáng qua một điểm tinh anh, nói thế giới rộng lớn như vậy, là một người lãnh đạo, có đôi khi không thể để ý quá những cái được cái mất, phải có đủ quyết tâm, dĩ nhiên là càng không thể thiếu dũng khí. Nếu không có được khí phách như thế, làm sao có thể là người đầu tiên ký tên vào văn kiện đưa tập đỏ ẩn mình cạnh tranh cùng với quốc tế. Hai bên cửa xe, đồng thời được mở. Tiêu đồng cùng thư ký của vị quan lớn này, đồng thời mỉm cười mở cửa xe, chờ đợi. Trang hạo nhiên xuống trước một bước, đi ra khỏi xe, đón ánh dương sáng lạn, ngửa mặt nhìn về phía những nét chữ lấp lánh trên không trung kia, biết tưởng thiên lỗi đã vì cái tập đoàn này mà không ngừng nỗ lực. Anh khẽ cười, làm động tác mời với vị quan chức trong xe. Hai người sóng vai nhau đón gió biển tươi mát, đi vào khách sạn Á Châu, nhìn toàn bộ đại sảnh rộng lớn, đã bắt đầu chính thức tiến bước tới thời đại của công nghệ 3D, chỉ thấy 12 con rồng vàng, không ngừng xoay tròn, vây quanh toàn bộ đại sảnh khách sạn, nhờ hiệu quả của ánh sáng còn thấy được đôi mắt của chúng không ngừng di chuyển, Bầu trời cao trong sáng điểm xuyết những áng mây xanh lấp lánh ánh hào quang. Vô số ký giả có mặt tại hội trường trận thi đấu rượu đỏ này đều thán phục trước một màn này, tìm lòng không được, phấn khởi dơ máy ảnh không ngừng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Trang Hạo Nhiên cùng quan lớn tươi cười đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, lập tức toàn bộ quản lý khách sạn ở trước sân khấu đang đón tiếp khách mời đều khẩn trương đứng thẳng, hướng anh tôn kính gật đầu. Anh cũng mỉm cười rồi hòa vào dòng người háo hức trong đại sảnh. Đầu tiên là cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt trong đại sảnh, lại ngẩng đầu nhìn 12 con phi long đang không ngừng bay lượn, anh không khỏi cười rộ lên nói Trung Quốc tuy chỉ có chút ít đây thôi, nhưng cái làm nên lịch sử thế giới chính là những con rồng kia. Những con rồng vàng kim huyền thoại. Hai người đồng thời mỉm cười, cất bước đi về phía trước. Không lâu sau, một chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy tới, dọc theo con đường lớn, đón gió biển nghênh ngang đi vào. Cửa sổ xe được hạ xuống, Đường khả hình một thân váy dài cung đình màu trắng đang thịnh hành nhất năm 2013, nhất là chiếc nơ làm bằng tầng tầng lớp lớp vải voan mỏng trong suốt như cánh ve kia, ở trên được đính một viên đá quý lấp lánh, chân đi đôi giày cao gót la mã màu đen, có chút khiêm tốn mà lại không mất đi sự tôn quý, tóc đuôi ngựa búi cao, đón gió phiêu lãng, ngẩng đầu nhìn về phía con đường ven biển thật dài, còn có những tấm biển quảng cáo trải dài mấy cây số, cô đương nhiên nhìn thấy vườn nho quen thuộc kia, cùng hình ảnh Jenny vương tử nơi thiên đường trốn nhân gian này trái tim cô bỗng nhiên như bị ai đó gõ một cái không hiểu sao lại nhớ tới cái bí mật mà nhã tuệ đã nói cô kích động bật cười nói đây là có chuyện gì a à? này rõ ràng chính là Jenny cùng vương tử mà người con gái canh giữ vườn nho tay nhẹ nâng chồi non hoa mới một thân váy dài màu xám lung linh quyến rũ đúng vậy vì sao khuôn mặt lại giống bức họa đến như vậy bởi vì người con trai ôn nhu ấy đã vì việc xảy ra vào một đêm nọ mà đem hết tâm tư trao tặng người con gái, vì cô dũng cảm rời khỏi quốc gia của mình, đi tới một nơi xa lạ mà tràn ngập truyền kỳ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của mình. Anh, là ai đây? Chiếc xe con màu đen lướt nhanh, rồi dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Đường khả hình mỉm cười xuống xe, thi ngữ, lạp lạp cùng tiên nhi ba người cũng làm vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía khách sạn Á Châu, mỗi ngày một bộ dáng khác nhau, biểu diễn một mặt huyền thoại của nó, các cô đều không khỏi thán phục cười rộ lên. Một chiếc xe con màu đen khác cũng từ sân bay khách sạn đi đến dừng lại trước khu vực đại sảnh. Các vị quản lý cùng nhân viên tiếp tân đứng trước sân khấu nghiêm chỉnh, một người đi đến mở cửa xe, từ trên xe đi xuống là một người đàn ông tuổi chừng 50, tinh thần vẫn như cũ sáng láng, vẻ mặt lịch sự nho nhã, nhìn như là người anh cùng một người đàn ông người Italia tuổi chừng 30. Bọn họ mỗi người đều thật hiếu kỳ quan sát bọn họ là ai a à? tiên nhi kìm lòng không được đứng ở phía sau đường khả hình lên tiếng đường khả hình cũng ôm tư liệu vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía bọn họ hẳn là đang nghĩ xem bọn họ là ai đây cặp song sinh nhanh chóng đi lên phía trước giải thích cho cô nói bọn họ là đầu bếp cao cấp thế giới đến từ anh quốc hôm nay vừa mới xuống máy bay là đầu bếp được mời đến trong trận thi đấu rượu đỏ lần này a a à. tiên nhi lập tức gật gù Người cuối cùng đi xuống là một người đàn ông, mặc sơ mi kẻ ô màu lam, quần thường màu đen, tóc hơi xoăn, tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xanh, chậm rãi bước ra khỏi xe, mang theo vài phần ôn nhu cùng sạch sẽ của một người đầu bếp, ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn Á Châu, một không gian khí thế huy hoàng bàng bạc, anh không khỏi thật tình thán phục cười rộ lên. Đường Khả Hinh nhìn thấy anh, lại kìm lòng không được đôi mắt đẫm lệ, hai tay che miệng hoảng hốt kêu lên: "Alan!" Alan nghe thấy âm thanh kia, Tức Khắc quay đầu, thần sắc kích động nhìn về phía bên này, trong khoảnh khắc nhìn thấy người con gái dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp lâu ngày không gặp đang đứng ở một bên đại sảnh khách sạn, đôi mắt anh tức khắc sáng ngời, kìm nén xúc động vui vẻ gọi, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh nhất thời vui mừng, kích động muốn xông tới, ôm chặt lấy anh. "Tiểu thư, không thể đi qua, anh ấy là đầu bếp trong trận thi đấu này, có quy định là trước khi kết thúc trận thi đấu, các người tuyệt đối không được gặp mặt." tiểu vi lập tức kéo tay đường khả hinh lại sốt ruột nói thảo nào sáng nay lauren tiên sinh gọi điện thoại cho tôi có nói hôm nay có một vị khách mời thần bí tới đây nhất định phải kiềm chế cô lại đường khả hinh nghe thấy vậy trong lòng chợt cảm thấy thất vọng thật khổ sở kích động nghẹn ngào nhìn về phía alan bên kia alan cũng hiểu được điều này nắm chặt chiếc khăn quàng cổ màu xanh trong tay đây chính là chiếc khăn mà đường khả hinh khi đó ở cambridge trong thời gian rảnh rỗi ngồi đan cho anh anh vẫn luôn mang theo bên mình, nó theo anh từ Anh Quốc sang đến Trung Quốc. Anh hết sức kích động nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt cũng mở xương, gặp cô trong cuộc thi tài năng này. Đây mới thật sự là chuyện khiến anh kích động nhất, vui mừng qua đi, tạm thời cũng biết là không thể gặp nhau, liền hướng cô gật đầu tươi cười. Cho cô một ánh mắt khích lệ. Đường khả Hinh hiểu được, nuốt nước mắt lại, nhìn về phía anh, cũng gật gật đầu. Từ trạch minh nhanh chóng đi tới trước mặt Alan giơ tay mời anh tới trước trước sân khấu, giải quyết thủ tục vào trong, sau đó mời anh đến phòng ăn dùng bữa một chút. Alan cũng chỉ gật gật đầu, tự mình kéo vali hành lý, dịu dàng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ cười, rồi mới cùng quản lý tiến vào đại sảnh. Đường Khả Hinh kìm chế muốn tiến lên một bước nhìn về phía bóng dáng dịu dàng kia, bao nhiêu kỷ niệm ở Cambridge lập tức ùa về, xua tan mọi sợ hãi cùng cảm giác không an toàn trong cô. Phòng làm việc của hiệp hội rượu đỏ. Sắc Sơn gõ gõ trên tài liệu cá nhân về các đầu bếp nổi tiếng thế giới được mời đến trong trận thi đấu này. Ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ dùng tiếng Anh, nghiêm khắc nói, Alan tuyệt đối không thể tham gia trận thi đấu lớn này, cậu ta đã từng là đầu bếp ở phòng ăn bách hợp. Cùng đường khả hình phối hợp có được một sự ăn ý nhất định, điều này đối với các đối thủ khác là không công bằng. Phanh, Vitus lập tức ném văn kiện trong tay xuống, ông đây thực sự là tức giận rồi. chương 999 công bằng Toàn bộ phòng họp, hoàn toàn yên tĩnh. Vitus tức giận đứng lên, hai tay nặng nề chống mặt bàn, căn cứ theo phần tài liệu đầu bếp kia, hai mắt lóe ra tia sắc bén, nhìn về phía Jackson, tức giận nói, Jackson tiên sinh. Từ lúc ông bắt đầu tham gia vào cuộc thi đấu rượu đỏ, lúc nào ông cũng nhầm vào học trò của tôi. Ông rốt cuộc là đối với học trò của tôi bất mãn, hay là đối với quy định của trận thi đấu lớn này bất mãn. Hơn nữa mỗi lần ông luôn luôn ở thời khắc cuối cùng, mới đưa ra phản đối. Làm cho người ta chờ tay không kịp, chẳng lẽ ông không cảm thấy như vậy làm mất sự lễ phép cùng tôn trọng của người Anh. Jackson trong nháy mắt, vẫn nộ ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus, cũng nặng nề đập vào tư liệu của Alan, tiếp tục cố chấp nói Vitus tiên sinh. Tôi hy vọng ông có thể rõ ràng, một cuộc thi đấu rượu đỏ mang tính quốc tế nhất định phải là công bằng công chính công khai. Alan làm đầu bếp phòng ăn Lily, li cậu ta xác thực cùng tuyển thủ đường khả hình chính xác có tình cảm, cái này đối với thí sinh khác xác thực không công bằng. Nếu như chúng ta đối mặt một lần trận thi đấu lớn như vậy, không thể làm nghiêm túc và cẩn thận, tương lai cũng sẽ không có sự tin tưởng như vậy cho cuộc thi nữa. Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ cùng các giám khảo toàn bộ đều không lên tiếng, bác dịch ngồi ở một bên, hai tròng mắt cũng lóe ra, trầm mặc màng nghiêm túc. Vitus thực sự là tức giận đến sắc mặt cứng ngắc, lồng ngực đều như muốn nổ tung, nhìn hướng sắc sơn nói, một chuyên gia hầu rượu, mỗi một ngày tiến bộ, đều nhận thức sự sống ở trong rượu đỏ, nếu như ngay lúc đó cô ấy còn đang ở lại phòng ăn Lily, liền xem là cô ấy cùng Alan có bao nhiêu tình cảm, bọn họ cũng không xứng cùng tuyển thủ đẳng cấp thế giới cùng một chỗ tham gia loại thi đấu lớn này. Alan là đầu bếp ưu tú nhất mà dám khảo rượu đỏ chúng ta cùng hoàn cầu cuối cùng chọn lựa ra. Nước Đức đồng thời cũng là quốc gia lớn thứ năm trong việc sản xuất rượu đỏ tân tiến nhất bọn họ cũng như Pháp, có tinh thần rượu đỏ toàn vẹn. Đừng tùy ý hạ thấp đi tinh thần chuyên nghiệp của người khác đối với một cuộc thi đấu chỉ vì ấp ôm tình cảm." Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus. Saxon lại vẫn như cố kiên trì, cũng đứng lên, hướng về Vitus giống giận nói, vì trận thi đấu này đã có vô số bài báo nhắm thẳng vào tuyển thủ Đường Khả Hinh là thông qua phương thức cạnh tranh không công bằng, tiến vào lần so tài này thậm chí chất vấn một trận thi đấu lớn mang tầm cỡ quốc tế như vậy, tại sao có thể để một người Trung Quốc lấy một loại phương thức như vậy, được điểm cao nhất đợt thi đấu thứ hai. Cô ấy không phải hắc mã cô ấy chẳng qua là một vết nhơ của trận thi đấu rượu đỏ này. Một vết nhơ vẫn bị giới truyền thông châm biếm, chỉ có truyền thông châu Á mới trong những bài báo khuếch trương tâm bốc cô ấy thôi. Đây chỉ là một phương thức mềm muội lừa gạt bản thân của người dân châu Á từ trước đến nay. Bác dịch nghe được câu này, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Jackson. Lauren cũng ngồi ở một bên, mặt có chút nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía Jackson, nói: "Jackson tiên sinh, mời ngài chú ý từ ngữ, trận thi đấu thế giới lớn là vì để mọi người càng lúc càng gần gũi nhau hơn, chứ không phải là có tư tưởng thành kiến." Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cũng ngầm thừa nhận chuyện này, quay đầu, vừa muốn nói chuyện với Jackson. Bất kể như thế nào, tôi tuyệt đối không cho phép một trận thi đấu thế giới lớn như vậy lại có bất kỳ bài báo nói về việc không công bằng. Jackson lại phẫn nộ nặng nề đập tài liệu, nghiêm nghị nói. Vitus dừng lại, nhìn về phía Jackson vừa nói học trò của mình như vậy, tim của ông lập tức một trận quặn thắt, xót xa cùng đau lòng nghiêm mặt nói, nếu như nói đến không công bằng, việc làm ở trận thi đấu này, từ trước đối với cô ấy đã không công bằng rồi. Mọi người cùng nhau trầm mặc, ngẩng đầu, nhìn ông. Vitus hồi tưởng lại thời gian lúc trước mới quen biết học trò, đôi mắt ông một lóe ra một tia mãnh liệt dường như trở về quá khứ nhìn thấy sáng sớm nào đó mưa phùn bay tán loạn yếu ớt nói quá khứ tôi cũng giống như mọi người vậy đối với sự xuất hiện của cô ấy cô ấy gặt hái được thành công đều ôm nghi vấn thậm chí thái độ chán ghét cảm thấy mỗi một bước của cô đều được may mắn mà đạt được như vậy thậm chí lúc đó tôi phủ nhận tất cả của cô ấy cảm thấy cô ấy không xứng làm một người của rượu đỏ mọi người cùng nhau không lên tiếng lắng nghe Vitus nhìn về phía các vị, sâu sắc trầm trọng nói thế nhưng cô gái kia năm ấy mới 23 tuổi, cô ấy không có bởi vì tôi không công nhận mà buông tha, trái lại mỗi một ngày, đều xem xét lại và tự kiểm điểm chính bản thân mình. Thậm chí vứt bỏ chức vụ cực tốt của mình, một lần nữa trở lại phòng ăn phục vụ rượu, mỗi một ngày, đều đội mưa, ngồi xổm ở cửa nhà tôi, chính là vì có thể được tôi công nhận. Khi đó, tôi y cũng không chấp nhận cô ấy, thế nhưng đối mặt với một cô gái nỗ lực như vậy, chúng ta không phải cũng nên cho cô ấy một cơ hội. Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ, tự mình ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus. Vitus trực tiếp nhìn về phía mọi người, nói các vị có thể tưởng tượng, một cô gái, không hiểu được bao nhiêu từ tiếng Anh, mang theo tình cảm bi thương, đi đến một quốc gia xa lạ, còn chưa kịp ổn định tinh thần của mình, liền đánh mất phí tiền, đã đánh mất hành lý, bị bọn cướp đánh đến mức toàn thân đầy vết thương, lại vẫn như cũ không cần bất luận sự giúp đỡ gì, đi tới Cambridge, cái nơi xa lạ kia, sau đó nhìn một phòng ăn lụn bại, cái loại tuyệt vọng đó sao? Gióc phu nhân, nghe những lời này, bà theo thói quen nắm bút lông chim, để ở cầm, tâm tình có chút trầm trọng ngẩng đầu, nhìn về phía ông. Người khác đều đang hỏi tôi, vì sao tôi muốn chọn cho cô ấy phòng ăn này? Vitus trực tiếp nhìn về phía mọi người, có chút đau lòng nói, đó là bởi vì lúc đó cô ấy có một vết thương lòng, tôi hy vọng lúc cô ấy sửa sang lại một phòng ăn vô cùng lụn bại, cũng có thể sắp xếp một chút nội tâm. Đồng thời, trên cái thế giới này luôn có một nhóm người là thích hợp để sáng tạo kỳ tích. Cô ấy mấy ngày không ngủ không nghỉ, đem phòng ăn trang hoàng rực rỡ hẳn lên, chinh phục Bruce, chinh phục người da đen kia, thế nhưng cô ấy còn chưa kịp vui sướng, phòng ăn liền bị cháy không còn một mảnh. Tôi là làm thầy, khi đó hẳn là nên ở đó để giúp đỡ, thế nhưng tôi không có. Tôi cũng chưa bao giờ ở trước mặt mọi người, nói ra học trò của tôi vì rượu đỏ mà trả giá tất cả vất vả cùng siêng năng theo đuổi tôi thậm chí không cho phép cô ấy trở về thăm cũng không cho phép cô ấy trước bất kỳ ai lại đi nói hết những khổ sở của mình tôi cùng với học trò của tôi vẫn luôn bình bình thản thản như vậy quang minh lỗi lạc mà đối diện lần so tài này thế nhưng cái phòng ăn tồi tàn kia chẳng lẽ đối với cô ấy là công bằng sao cô ấy chẳng lẽ không có sáng lập kỳ tích rượu đỏ là máu của giê xu tất cả những thứ này đều là bởi vì yêu mà sản sinh. Một người yêu rượu đỏ chân chính đều nhất định phải hiểu được yêu trước. Cô bởi vì chăm sóc đứa trẻ kia, cậu bé cứ thế mở miệng nói chuyện, người nhà cảm kích. Cái này chẳng lẽ không đúng một bữa tiệc rượu đầy ấp tình yêu? Tôi vĩnh viễn đều nhớ sáng sớm ngày đó ở Anh Quốc, cô ấy lạnh đến phát run chạy đến buồng điện thoại, gọi điện thoại cho tôi nói rằng phòng ăn kia rất rách nát rất cũ kỹ, cô ấy không có cách nào đi kinh doanh nó thậm chí cảm giác mình căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi trực tiếp để cho cô ấy trở về, cô ấy lại trầm mặc. Một đứa nhỏ biết suy nghĩ lại, là hiểu chính mình lĩnh hội cuộc sống của mình, không cần người khác chỉ bảo quá nhiều. Một người có thể sáng tạo kỳ tích, kỳ thực chính là đã chiến thắng được chính mình. Cô ấy sáng lập kỳ tích, đây là thượng đế khen thưởng cho cô ấy. Đây có cái gì không công bằng? Cô ấy chính là ở trong không công bằng mà đến, thế nhưng cô không có bất kỳ oán giận cũng không có ủy khuất bất luận cái gì. Xin hỏi các vị đang ngồi đây, một phục vụ rượu chân chính, không phải là một người có những câu chuyện xưa sao? Toàn bộ mọi người trầm mặc, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ lúc này cảm giác bầu không khí có chút quá nghiêm túc, liền ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus, nói: "Vitus tiên sinh, chúng ta chỉ là nhầm vào một vấn đề, đưa ra đề nghị, nhưng cũng không có chân chính đi nhầm vào một người nào đó." "Không có." Vitus phẫn nộ nhìn về phía Jackson. Nói, nếu như không có Jackson tiên sinh, vì sao Vĩnh Viễn đều ở thời gian một khắc cuối cùng, nêu ra học trò của tôi thành tích là không? Thời gian một khắc cuối cùng, đưa ra Alan không thể làm đầu bếp trận thi đấu lớn lần này. Sự nghi ngờ của ông ấy là vượt quá giới hạn, tổn hại nghiêm trọng lòng tự tôn của học trò tôi, tổn hại đến tinh thần chuyên nghiệp của một chuyên gia hầu rượu xuất sắc của học trò tôi. Tôi muốn đối với chuyện này, đưa ra kháng nghị nghiêm trọng. Thậm chí tôi cảm thấy Sắc Sơn tiên sinh làm thành viên hiệp hội rượu đỏ, mang theo tình cảm cá nhân, đến gây xáo trộn một vài quyết định và nhiễu loạn quy định của cuộc thi đấu. Tôi yêu cầu hiệp hội sẽ hủy bỏ tư cách làm giám khảo thi đấu của ông. Sắc Sơn tức khắc kích động ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus. Mọi người ở hiệp hội rượu đỏ cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus. Đồng thời, vì để công bằng, tôi yêu cầu hủy bỏ tư cách làm giám khảo trận thi đấu lớn này của tôi. Tôi cùng với Jackson tiên sinh cùng nhau rời khỏi trận thi đấu lần này. Vitus lại nghiêm mặt tuyên bố. "Vitus tiên sinh, Lauren lập tức một trận khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus. À, A, Rox phu nhân đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút quá nặng nề, vội vã buông cây bút đẹp tuyệt mỹ của bà, hòa hoãn bầu không khí cười nói, "Các vị thân sĩ, đừng quá khẩn trương, đây bất quá chỉ là hội nghị nho nhỏ, hơn nữa sự việc rất dễ giải quyết." Chính là hướng Alan từng ở phòng ăn Lily li chế biến bất cứ thức ăn món ăn gì cũng không được xuất hiện ở trong trận thi đấu. Chuyện này liền được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi. Đồng thời, ta cũng cảm thấy, Jackson tiên sinh, ngài đối với tuyển thủ đường khả hinh, chuyện này, quá mức nhạy cảm. Nếu như ngài lại quá mức nghi ngờ, xác thực sẽ bị mọi người hiểu lầm ngài làm giám khảo một trận thi đấu lớn, sẽ cho điểm không công bằng. Kỳ thực một trận thi đấu lớn, tuyển thủ quan trọng, nhưng giám khảo cũng là rất quan trọng. Vitus tiên sinh đối với việc trúng tuyển của học trò mình, thậm chí ngài lúc trước trong đợt thi đấu thứ hai, cùng lúc đề xuất kết quả là không, ngài ấy thật ra là cũng không có dị nghị, mà chuyện phát sinh phía sau, giá trị sáng tạo phòng ăn, mọi người đây cũng không biết. Điểm này là có thể thấy, Vitus tiên sinh là một người tuyệt đối công bằng, chúng ta mỗi người đều rất tôn trọng cùng tín nhiệm ngài ấy. Mọi người lập tức trầm mặc gật đầu, bác dịch lúc này cũng mỉm cười. Jackson vẫn như cũ nét mặt căng thẳng, nhìn về phía Vitus. Khuôn mặt Vitus cũng cứng lại nhìn ông. Lauren ngồi ở một bên, nhìn bầu không khí như vậy, liền đành phải mỉm cười nói, được rồi. Xem ra chúng ta là phải mở một chai rượu seri mới có thể hòa hoãn bầu không khí. Đến đây đến đây, Vitus tiên sinh, ngồi xuống. Vitus lại dứt khoát bày tỏ sự cứng rắn, ném đi tài liệu trong tay, cố chấp nói, tôi hôm nay liền mở cuộc họp báo mời phóng viên, tuyên bố tôi muốn rời khỏi tư cách làm giám khảo cuộc thi, đồng thời đối với một trận thi đấu lớn không công bằng đưa ra kháng nghị. Tôi cũng hy vọng các giám khảo công bằng. Đừng bởi vì hôm nay tôi nói vậy, liền đối với học trò của tôi có những quan niệm, có lẽ là đồng tình, thậm chí là bất mãn, bởi vì thứ cô ấy rất cần chính là phần công bằng kia. Ông nói cho hết lời, trong nháy mắt xoay người đi ra ngoài. Vitas tiên sinh, mọi người cùng nhau đứng lên, hết sức gọi giữ ông lại. Vitas hai chồng mắt ngưng chặt lại. Bộc lộ một điểm đau lòng như vậy, cất bước đi ra khỏi phòng họp, mặt hướng quang cảnh rộng vô hạn kia, trên mặt của ông lại bộc lộ tinh thần kiên quyết, cầm di động vẫn không buông ra, đúng vậy, người thầy này một mực không cho phép học trò của mình trở về, cũng không cho phép học trò của mình lại đi kể khổ cuộc sống của mình, thế nhưng cũng không có nghĩa là ông không đau lòng vì học trò. Hoàng hôn hôm qua, ông nhận được tin nhắn của học trò, ở bên trong tin nhắn là ngữ khí nghẹn ngào mà kiên quyết của học trò nói thầy Ngài yên tâm, tương lai mặc kệ con đường có xa bao nhiêu, con đều tuyệt đối sẽ không quên, lúc trước vì sao xuất phát. Ông lão này, đôi mắt lại rưng rưng một lần nữa. Một trận gió biển mạnh mẽ thổi vào. Hành lang thật dài, cái bóng dáng màu đen kia từ từ biến mất. chương một nghìn, thứ tự. Cái gì, đường khả hình mới cùng nhã tuệ đi tới gần khách sạn Á Châu, lại nghe được Trần Mạn Hồng lo lắng nói Vitus vì công bằng trong cuộc so tài chế, sau đó kêu gọi tất cả ký giả, tuyên bố rút lui khỏi tư cách giám khảo cuộc thi. Cô Voyozivi đến độ la hoảng lên, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trần Mạn Hồng nhìn thoáng qua đường khả hình, nói thật chuyện này, đoán chừng cùng cô có chút quan hệ, gần đây vẫn có không ít báo chí đăng tin không tốt, nói cô dựa vào không đứng đắn quan hệ, tiến vào cuộc tranh tài thế giới rượu đỏ. Nhất là Jackson tiên sinh luôn nhằm vào cô, lão sư của cô cũng bởi vì chuyện này mà tức giận cho nên mới đưa ra kháng nghị với cuộc so tài này. Đường Khả Hinh nghe hiện lên vẻ kinh sợ cùng đau lòng, lập tức khẩn trương hỏi, "Vậy lão sư của tôi bây giờ như thế nào?" Mới ra phòng họp không cô bao lâu, nếu ông ấy lựa chọn rời đi, sẽ có khả năng trở về, lúc này, có lẽ đã đi ra quầy rượu phòng khách rồi. Trần Mạn Hồng nhanh chóng nói, "Đường Khả Hinh lập tức buông tay Nhã Tuệ, thủ tục xin nghỉ cũng không làm, nhanh chóng từ phía sau hoa viên, lao thẳng về phía quầy rượu phòng khách vừa cất bước khẩn trương cùng vội vàng đi về phía trước, vừa xoay người, chen lấn ở bên trong tiệc chiêu đãi ký giả, tìm kiếm bóng dáng của lão sư, cuối cùng phát hiện bóng dáng cao lớn của Vitus, quả nhiên xuất hiện từ phía tây, đi theo phía sau còn có một thư ký cùng hai người phụ tá, mấy người nhanh chóng đi ra đại sảnh. Lòng của cô tê dần, lập tức kích động nghẹn ngào gọi, lão sư. Vitus đứng ở quầy rượu phòng khách, ngưng mặt lạnh lùng, hai mắt lộ ra uy nghiêm của ngánh sáng không thể chạm vào, nhìn về phía học trò. Đường Khả Hinh một trợ đau lòng cùng khẩn trương muốn bước lên trước. Tiểu Hà liền xuất hiện, nặng nề cầm lấy cánh tay của Đường Khả Hinh, khẩn trương nói: Đường tiểu thư, cô không thể tới đó. Bây giờ Vitus Tiên sinh còn chưa tuyên bố rút lui khỏi tư cách giám khảo cuộc thi, giờ mà cô qua đó, coi như là không tuân theo quy định, không nên vọng động. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim nặng nề bị đè nén, lại chỉ phải cách đám người, xa xa nhìn lão sư dùng ánh mắt cảm kích nhìn lão sư đối với mình thương yêu trong lòng có chút chua chua vitus chỉ là nhàn nhạt ánh mắt nhìn học trò một cái liền cất bước đi ra ngoài đường khả hình lại đau lòng muốn cất bước khả hình tiêu đồng lúc này cũng lo lắng từ lầu phụ chạy tới nhìn đường khả hình kích động như vậy liền nhanh chóng đi tới ngăn cản cô nói cô không nên kích động vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bác dịch tiên sinh anh ấy đã nói rõ nội dung của cuộc cãi nhau trong hội nghị Vitas tiên sinh cho là Jackson quá mẫn cảm với thành tích và hành động của cô, rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến độ công bằng cho điểm của cuộc thi đấu. Ông ấy làm giám khảo cuộc thi, về tình về lý, đều phải muốn nói lên ý kiến của mình cùng kháng nghị. Toàn bộ quá trình này, không chỉ là chỉ vì cô, càng là vì công bằng của cuộc tranh tài. Ông ấy cứng rắn như vậy, không phải chỉ là khô Jackson một cảnh cáo. Cũng cho tất cả giám khảo một nhắc nhở nhưng là ông ấy tuyệt đối không thể nào sẽ rời khỏi ban giám khảo cuộc thi đấu lần này. Vì ông ấy là nguyên lão có tư cách phẩm rượu đỏ cao nhất. Ông ấy muốn cô không nên vọng động, tập trung làm chuyện của cô là được rồi. Đường khả hình nghe lời này, tâm tình mới hơi bình tĩnh xuống, nhìn về phía tiêu đồng, vẫn có chút không thể tin nói có thật không. Tiêu đồng nhìn về phía cô mỉm cười gật đầu nói thật. Mỗi chuyện tiến hành, chỉ cần là hai bên hợp tác, có lẽ là nhiều người hợp tác, liền nhất định sẽ có mâu thuẫn. Nhưng đây là trang tài rượu đỏ, mỗi người bọn họ đều có một mục đích, chính là muốn hoàn mỹ tiến hành cuộc thi này. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là tốt rồi. Đường khả hình nặng nề thở ra, quay đầu lại, nhìn Vitus đã ngồi lên xe của mình, bóng lưng lúc nào cũng cao lớn trầm tĩnh như vậy, chưa bao giờ nói lời tốt, nhưng vẫn dùng ngôn ngữ rượu đỏ không tiếng động, kiêu ngạo đi bảo vệ một chút tôn nghiêm cùng yêu. Hai tròng mắt của cô rưng rưng, lại phát hiện đau đớn cùng cảm kích là không khóc được, bởi vì này tất cả đều là tràn đầy lực lượng. Khả Hinh, nhã tuệ lúc này, nhanh chóng đi tới phía cô, cũng kinh ngạc hỏi chuyện như thế nào rồi. Đường Khả Hinh dừng lại một lát, lại nhớ tới lời của bác dịch nói, cô nặng nề thở gấp, hai mắt lóe ra ánh sáng kiên nghị, nói, dù có thế nào, chúng ta vẫn cùng đi tới một con đường duy nhất. Đi trước làm thủ tục nghỉ việc, rồi trở lại hoàn cầu bàn giao công việc. Cô nói xong, liền kiên định ngẩng đầu đi về phía trước. Tổng bộ của Hoàn Cầu Đường Khả hình cùng ngải dai, nhanh chóng đi ra xe Mercedes màu đen, hướng bậc thang đi lên, cô cầm theo một cái túi sách màu xanh thẩm, đeo bộ trang sức vàng quả nho, chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, cất bước lên, vừa hỏi, bọn họ đều biết hôm nay đi họp chứ? Đều biết, Tiểu Thanh vội vàng trả lời. Đường Khả Hinh bình tĩnh, hỏi, bọn họ là vui vẻ? Hay là thương cảm? Tiểu Thanh trên mặt không biết nên bày ra nét mặt gì, chỉ là cười như không cười cúi đầu xuống, dịu dàng nói cô đi xem một chút sẽ biết. Đường Khả Hinh cũng dần dần lộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bước lên bậc thanh mới dặn dò, chuẩn bị 20 phần bánh ngọt và 20 ly trà xanh. Dạ, Tiểu Thanh nhịn cười không được. Phòng hội nghị lầu 12. Bộ phận quản lý cao cấp phòng rượu đỏ, chủ quản, còn có phụ trách mua hàng, tất cả đều dối rít ngồi ở trong phòng hội nghị, luôn vui vẻ đối với lần thi đấu rượu đỏ lần này ba hoa khoác lác mới có chút không chú ý nói tới đường khả hình ngày gần đây liên tục bị báo chí viết xấu thật sự là nhịn không được giấu mặt vì cười nghe nói hôm nay cô đã đến khách sạn á châu chính thức làm thủ tục nghỉ việc hôm nay rồi đến tổng bộ hoàn cầu xin hai vị chủ tịch chính thức ký tạm rời công việc sao không vui vẻ không thống khoái cửa phịch một tiếng mạnh mẽ bị đẩy ra đường khả hình như thường khí thế tràn đầy đứng ở cửa hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, rồi lại mang theo chút trêu đùi nhìn bên một vòng mỗi người trong phòng làm việc. Cả phòng họp nhất thời một mảnh tỉnh táo, mấy người đàn ông lập tức kho khan, ngồi thẳng lưng, vẫn là giữ bộ dáng vô cùng tôn trọng, thu hồi sắc mặt, không dám lên tiếng. Đường Khả in cũng không đi vào, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nhìn về phía cả phòng làm việc nam nhân, lúc này mới thật sự có chút cảm thán cầm túi sách đi tới, đưa nó cho tiểu than nơ đang ở sau lưng, mới đứng ở trước vị trí đầu bàn, khuôn mặt khả ái nở nụ cười, nhìn về phía mọi người lanh lãnh nói, biết tôi muốn tham gia tranh tài rượu đỏ, nghĩ tới tôi muốn nghỉ việc, tranh tài có thể sẽ thất bại, nhìn tin tức truyền thông quốc tế, còn có báo chí viết không ít chuyện xấu nói tôi, mọi người rất vui vẻ hả. Cả phòng họp, tất cả mấy người đàn ông có chút lúng túng, nhưng cũng có người có sắc mặt nghiêm túc, ngồi ở một bên, không lên tiếng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình trầm mặc dừng lại, nhìn mọi người đang nghiêm túc thật sự là đang có bộ dạng rối rắm chính cô cũng không nhịn được vì cười nói đừng nghiêm túc như vậy không chừng đây là lần cuối cùng tôi đứng trước mặt mọi người đây chính là một chuyện đáng ăn mừng cô nói xong tiểu thanh đã kêu hai người trợ lý đẩy xe thức ăn chậm rãi đi tới mọi người sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía thức ăn điểm tâm trên xe này là bánh ngọt và trà xanh loại phối hợp này thật sự là khổ sở muốn chết tiểu thanh nhịn cười cẩn thận từng ly từng tí đầm bánh ngọt cùng trà xanh đưa đến trước mặt mọi người, mới trầm mặc phân phó trợ lý rời đi, mình cũng ngải dai thì mỉm cười đứng ở một bên, trông coi. Đường khả hình cười như không cười, nhìn mọi người nhìn bánh ngọt cùng trà xanh trước mặt, vẻ mặt rối rắm buồn bực, cô làm như không có nhìn thấy nói ăn đi. Sao lại không ăn, chẳng lẽ, mọi người không bỏ được, hy vọng tôi trở lại. Quản lý vụ rượu nghe xong lời này, liền có chút không biết xấu hổ ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hinh bật cười nói, đường tiểu thư. Cô nói lời này, chúng tôi là ăn hay là không ăn à? Không ăn không nể mặt, ăn thì là mất mặt. Phốc, đường khả hinh một hồi bật cười ngồi ở chủ vị, nhìn về phía mọi người thật lòng nói, được rồi, nói dẫn thôi. Nhanh ăn đi, đều đói bụng cả. Lời vừa nói ra, một phòng đàn ông, đành phải trầm mặc cầm thìa lên, đầu tiên là múc một miếng bánh ngọt, uống một hớp trà xanh, nhất thời cảm thấy vị đắng chát nơi cổ họng thật sự làm cho người ta không chịu nổi mọi người cũng buồn giàu muốn chết nhưng tất cả đều mặt đau khổ không dám lên tiếng tiểu thanh đứng ở một bên thật sự không nhìn được cúi đầu cười đường khả Hinh có chút lười biếng ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía một đám đàn ông trước mặt dịu dàng nói tôi nha là muốn có một cuộc sống yên ổn thường thích làm chút chuyện để mình cảm thấy vui vẻ cuộc sống a à, quá lơ là sẽ khó tránh khỏi không đúng mực nghiêm trọng còn có thể mất bản thân tôi mặc kệ báo chí viết như thế nào nhưng thưởng thức cuộc sống cùng trên sự nghiệp đối với tôi mà nói là một việc kích động và vui vẻ tôi là như thế tôi cũng vậy hy vọng thuộc hạ của tôi cũng như thế có đôi lời nói thế nào tiến bộ đến từ chính cảm giác áp lực giống nhau không nghĩ tới đói chết cũng sẽ không phát ra lực lượng lớn nhất lúc nào tôi cũng sẽ nghĩ tới nếu tôi không cố gắng ngày mai tôi sẽ mất đi tất cả cho nên tôi yêu cầu mình phải tiến bộ mới tham gia cuộc so tài rượu đỏ, khẳng định giá trị chuộc sống của mình. Về phần thua hay thắng, mỗi người một y rồi. Nếu biết, cũng không nói, đây là thư ký mới của tôi, tất cả mọi người biết chứ. Mấy người đàn ông tim đập mạnh và loạn nhịp ngẩng đầu, nhìn một cô gái thanh tú, mặc đồng phục màu đen, một đầu tóc hơi xoăn, vô cùng cá tính nhìn về phía mọi người mỉm cười gật đầu, tóc dài bay bay, tự nhiên nhận được cô chính là thư ký giám đốc hoàn cầu. Đường khả hình nhìn mọi người, mỉm cười nói, đều biết. Chắc là biết. Hai mắt của cô sắc bén chợt lóe, nhìn về phía mọi người, khóe miệng cong lên, cười nói cô ấy là ngải Giai, là thư ký giám đốc, cũng chính là tương lai, sau khi kết thúc cuộc tranh tài rượu đỏ, trực tiếp tiến vào ban thư ký giám đốc mới. Mọi người vừa nghe lời này, hai mắt chợt lóe, nhất thời cảm giác sau lưng chợt lạnh. Đường khả hình không nhịn được mỉm cười nói, nếu như mà tôi tranh tài rượu đỏ, có thành tích không tốt, sẽ có khả năng rời khỏi vụ bộ rượu, trực tiếp nhảy đến ban giám đốc, khi đó quyền hành rất có thể sẽ thật nhiều. Ảnh hưởng sẽ cao hơn, mặc dù tôi vô cùng nhớ đến thời gian ở chỗ này cùng mọi người, nhưng đường nên đi, chúng ta vẫn phải đi. Quản lý vụ rượu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vô cùng ủng hộ cùng khích lệ nói: "Đường tiểu thư, chúng tôi mong cô có thể ở trong cuộc thi tài rượu đỏ, lấy được thành tích tốt nhất, sau đó thuận lợi trở lại bộ vụ rượu chúng tôi." Đến lúc đó, chúng tôi nhất định nhiệt liệt hoan nghênh ngài trở lại. Hơn nữa, chúng tôi quyết định trong khoảng thời gian này, sẽ nghe theo an bài cùng phân phó của cấp trên, tuyệt đối bảo vệ công ty chặt chẽ, nghiêm túc mà làm việc, không làm gì sai lầm. Anh nói xong, bản thân chẳng ngại vô sỉ mà vỗ tay. Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, tất cả nhìn nhánh mắt, một hồi sau ậm ừ ậm ừ, liền cùng nhau vỗ tay, cả phòng họp toàn bộ đều vỗ tay như sấm. Phốc, Tiểu Thanh cùng ngải dai không khỏi buồn cười. Đường Khả Hinh rất vui vẻ tiếp nhận tiếng vỗ tay của mọi người, thật sự có chút cảm động cười lên nói cảm ơn mọi người. Mặc dù nói tôi sinh là tuổi châu độc không sợ cọp, có thể trong quá trình làm việc chung với các vị, cũng có khả năng có nhiều chỗ, chăm sóc mọi người không được chu đáo. Có chút quyết định là nhanh hơn chút, nhưng tôi nghĩ tập đoàn gần đây mạnh mẽ cải cách, bộ vụ rượu chúng ta chạm mặt, nhiều ánh mắt, chăm chú nhìn như vậy, tôi có áp lực, mọi người cũng có dù sao, tôi cùng với mọi người đều là khung một vinh quang, cùng nhục. Mọi người không được, tự nhiên tôi cũng muốn gánh vác trách nhiệm, hơn nữa còn là tất cả trách nhiệm. Làm một người lãnh đạo, tự nhiên phải có lòng bao dung thuộc hạ cùng thông cảm cấp dưới. Cho nên tôi quyết định, tương lai tôi có cơ hội trở về ai không, tôi tự nguyện cống hiến 50% hoa hồng trong bộ phận rượu, dùng để thưởng cho nhân viên biểu hiện xuất sắc và yêu trong ngành. Đồng thời, đối với biểu hiện không tốt, thực hành chế độ quốc tích trừ điểm chế. Mọi người nghe xong lời này, dối rít nhắc nhở, lưu chuyển hai mắt, nghĩ tới chuyện này. Đường Khả Hinh xoay chuyển hai mắt, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, thật sự thành công, căn bản cũng không ở chỗ 50% hoa hồng, mà ở tôi có quyết tâm hay không, có thể phục vụ tập đoàn thật tốt, thuộc hạ của tôi, sáng tạo nhiều giá trị. Tranh thủ thêm phúc lợi cho các vị và phúc lợi là hai chuyện quan trọng tôi muốn nỗ lực làm nhất. Cho nên 50% hoa hồng là dùng để nhắc nhở tôi Mặc kệ đối với các vị hay là với công việc, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tất cả đàn ông trong phòng họp, dối giết trầm mặc một hồi lâu, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng nhìn về phía mọi người, nhất thời mỉm cười đứng lên, nặng nề cảm thán một chút, mới thật lòng nói, tốt lắm. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi nhậm chức, vẫn là không muốn làm khó mọi người, đem cà phê đưa vào đi, không khó uống như vậy đâu, cũng có hậu ngọt hy vọng mọi người có thể hiểu đạo lý này tôi cùng với các vị cộng sự đối với tôi mà nói là một chuyến hành trình kỳ diệu cùng mọi người làm việc tựa như đồ ăn với đồ ăn phối hợp cần thời gian cảm ơn mọi người cho tôi thời gian này hẹn gặp lại cô nói xong liền ngọt ngào nở nụ cười tự nhiên xoay người cất bước đi ra phòng họp vừa muốn đi về phía trước đường tiểu thư tiểu thanh giống như có việc gấp vội vàng đi ra phòng họp gọi cô lại xảy ra chuyện gì Đường khả hình quay đầu, nhìn về phía cô, hơi giật mình hỏi. Tiểu thanh nhanh chóng đi tới trước mặt cô, nhìn cô khẩn trương nói, vừa rồi tôi nhận được điện thoại, nói tuyển thủ trong cuộc thi đấu theo thứ tự đã ra rồi. Sau đó tuyển thủ sẽ trả lời đề mục, sẽ theo chọn lựa ngày hôm nay sẽ chọn ra mã số làm tiêu chuẩn. Trước mắt lầu một đang diễn ra, còn có quy định của cuộc so tài, sẽ thay đổi tất cả. Lúc trước 12 giám khảo, tạm thời tăng lên bên ngoài 30 người tinh anh thế giới về rượu đỏ, sẽ ở đại sảnh, bỏ phiếu cho tuyển thủ, chiếm 10% hiệu lực. Tạm thời tăng lên rượu tây cùng xì gà khảo sát cao cấp. a à, đường khả hinh nghe lời này, nhất thời khẩn trương kêu lên, lập tức xoay người bước nhanh hướng thang máy đi tới, nói, Bồ Tát phù hộ. Ngàn vạn đừng để cho con rút được thứ tự đầu tiên, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là tranh tài hay là cuộc thi, con luôn là người đầu tiên vào sân, liền nhất định có điểm thấp nhất, thua thật thê thảm. Cô nói xong, cũng đã nhanh chóng vọt vào thang máy, tiểu thanh cũng không đợi, liền khẩn trương nặng bấm cửa thang máy, nhìn này thang máy nhanh chóng rơi xuống dưới, cô khẩn trương cắn chặt môi dưới, nắm chặt quẻ đấm, gấp đến độ lồng ngực thở phập phồng. Đinh, cửa thang máy mở ra, đường khả hình nhanh chóng nện giày cao gót mười mấy phân của cô, đi ra thang máy, nhìn cả đại sảnh xa hoa toàn màu trắng, quả nhiên thấy trước sân đấu, đang tiếp sóng tin tức số thứ tự tuyển thủ thi đấu, màn hình nhanh chóng xoay tròn, rất nhiều đồng nghiệp, còn có mọi người khách trước sân đấu đều rối rít đứng ở trước màn ảnh, nhìn. Ánh mắt của cô sáng lên, lập tức nhanh chóng đi tới, đứng ở đám người chen lấn vào bên trong, ngẩng đầu nhìn dây lượt tơ hồng chạy nhanh lên, lập tức công bố thứ tự tuyển thủ vào bàn. Đường khả hình chắp hai tay, chống đỡ trên chán, hai mắt nhắm lại, thật khẩn trương chờ đợi, trong lòng lẩm bẩm cả chục lần, ngàn vạn lần không được đứng thứ nhất, ngàn vạn lần không được là số một. Một trận âm nhạc sao động vang lên, danh sách tuyển thủ đứng thứ nhất, liền công bố trong màn hình lớn, nhân viên xôn xao một hồi, ánh mắt của đường khả hình liền nháy mắt, đột nhiên có loại dự cảm xấu, liền ngẩng đầu lên, kịch động nhìn về phía trước, lại chợt thấy khuôn mặt đẹp trai của tưởng văn phong tới gần cười như không cười, cô sợ đến kêu một tiếng, lui về phía sau một bước, khiếp sợ tức giận kêu to, này. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1000